Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hôm giờ phát sóng truyện quen thuộc. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Diễm Thanh có tựa đề. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta sẽ kể về cuộc sống của cô gái tên là Nhi, một cô gái chóng vánh lấy chồng khi mới tìm hiểu có 4 tháng thôi. Vậy mà cô cứ tưởng rằng cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân viên mãn, Vậy thì biến cố nào đến với Nhi? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Và ngay hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi nằm lấy bộ váy ngủ, đã sớm trễ xuống, ưỡn người vặn vẹo, từng luồng nhiệt lạ lẫm, sâu thẳm bên trong cơ thể, đang được nhóm dần lên. Cảm giác nóng bức ngừa ngay khó chịu vô cùng. Da thịt đột nhiên trở nên mẫn cảm một cách kỳ lạ. Ngón tay động vào liên biến thành những cái vút ve mơn trớn. Tôi hé môi ngần ngà, hai bắp đùi cọ sát vào nhau, cố gắng giảm đi ham muốn đang sực sôi và gào thét. Nghe tiếng mở cửa, tôi mơ màng hé mắt mở ra. Nhưng giường lúc này lại tắt điện đi, trong phòng lúc này là một mảng tối om. Chồng à, giọng nói của tôi trở nên nũng nịu, hai tay lướt trên bà vai, đem váy ngủ của mình cười xuống mơ hồ muốn được thỏa mãn sự trống rỗng khó chịu ở bên dưới. Cơ thể cường tráng của Dương nhanh chóng đè lên, tiếp xúc thân mật càng khiến cho ham muốn của tôi trở nên mãnh liệt. Tôi gấp gáp bán hai tay lên cổ của Dương, chằn chọc để tìm kiếm môi của anh. Tối nay là đêm tân hôn của vợ chồng tôi. Sau khi uống xong ly sữa mà mẹ chồng tôi đưa, cơ thể của tôi nảy sinh những phản ứng rất kỳ lạ Tôi đoán biết bà ấy bỏ gì vào trong ly sữa đó, chỉ là không nghĩ rằng mẹ chồng tôi lại dùng cách này để vợ chồng tôi được thân mật với nhau hơn. Dương không lên tiếng, tôi bị hôn đến da đầu tê dần, cả người vô cùng sung sướng, không chịu được mà đáp lại anh. Dây dưa quấn lấy cơ thể của anh. Từ lúc hẹn hò cho đến khi kết hôn, đây chính là lần đầu tiên tôi và Dương hôn môi cuồng nhiệt như vậy kỹ thuật của anh so với tôi tốt hơn rất nhiều dịu dàng khiêu khích hút hết dưỡng khí trong miệng của tôi âm thanh ái muội như kích thích mọi giác quan bừng tỉnh tôi vươn tay mơn trớn lồng ngực kiên cố từng khối cơ săn chắc rõ ràng sở lên rất có cảm giác chồng tôi bình thường nho nhã lịch sự anh tôn trọng tôi nên trước khi kết hôn chúng tôi chưa hề có những hành động thân mật cùng lắm chỉ là hôn lên chán nhưng thật không ngờ lúc trên giường Anh lại chiều chuộng tôi Hết mực như vậy Lần đầu tiên không quá đau Giống như trong tưởng tượng của tôi Có thể do màn dạo đầu quá mức tỉ mỉ Hay bởi vì ly sữa Mà mẹ chồng đưa cho tôi Nhưng mà không thể nào phủ nhận khoái cảm mà nó mang lại Quả thực khiến cho tôi điên đảo Tiếng chuồng báo thức reo inh ỏi Đem giấc ngủ chập trần của tôi phá hỏng Tôi giận mình tỉnh giấc Chiếc chăn trên người trượt xuống những dấu hôn nhàn nhạt lưu lại trước ngực khiến cho tôi đỏ bừng mặt đạo mắt nhìn xung quanh trong phòng nhưng mà tôi không nhìn thấy dương đâu tôi cài báo thức sáu giờ sáng sợ ngủ quên nên cài tận mấy lần không ngờ khi tỉnh lại đã hơn tám giờ ngày đầu tiên làm dâu dậy muộn như thế này là không được rồi tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sơ qua rồi thay quần áo bước xuống nhà có cần lên trên phòng gọi mợ Nhi không thưa bà Cứ để cho nó ngủ thêm một chút Dạ vâng Tôi xuống tới cầu thang Thì nghe Vũ Lan đang hỏi mẹ chồng Trong ngực thở phào nhẹ nhõm Bởi vì mẹ không giận tôi Khi tôi ngủ dậy muộn Dạ thưa mẹ con mới dậy Dậy rồi đi à Dạ vâng ạ à. Con xin lỗi tại vì tối qua Có cái gì phải xin lỗi Vào ăn sáng đi con Thằng Dương nó đến nhà hàng rồi Dạ vâng Mẹ ăn sáng chưa ạ? Mẹ ăn rồi. Người thân bạn bè ai nấy đều ủng hộ tôi. Tiền đến hôn nhân với Dương. Tính cách của anh điềm đạm dễ gần. Lại điền trai phong độ. Mẹ tôi còn ngại tôi không muốn đăng hộ đối. Nhà chồng tôi rất giàu có. Sở hữu một chuỗi nhà hàng. Có quy mô lớn nhất nhì thành phố. Ngày Dương dẫn tôi về nhà ra mắt. Tôi thật sự bị choáng ngợp. Bởi thân thế của anh. Dạ thưa vú. Con ăn thế này đủ rồi à? Sao mà mợ ăn ít thế? Dạ, con đang giữ dáng. Mợ mập lên một chút nữa mới sinh. Tôi nói thật đấy. Tôi cười trừ, đùa với Vũ Lan. Bà ấy đặt tô bún bò đầy áp thịt lên bàn cho tôi. Mùi thơm khiến bụng tôi đánh trống cồn cào. Không trần trừ, tôi liền động đũa. Sau khi kết hôn, tôi về nhà để làm việc cùng với gia đình Dương. Nghe Dương kể nhà hàng này là bố anh mở Nguồn vốn rót vào rất lớn Nên quy mô vô cùng hoành tráng Dành tiếng đi kèm với chất lượng Đến nay cũng được 17 năm Tạo được chỗ đứng nhất định trong thương trường Bộ dường mất khi anh đang học cấp 2 Sự nghiệp của gia đình giao hết cho mẹ anh quản lý Hiện tại nhà hàng đang hoạt động rất tốt Quy mô càng được mở rộng Nhờ sự quản lý của Vũ Anh chồng của tôi Ăn sáng xong mẹ chồng dù tôi đi mua sắm hai ngày nữa tôi bắt đầu đi làm nên ăn mặc thế nào cũng là một vấn đề được mẹ quan tâm mẹ chồng tôi vừa xuất hiện ở một cửa hàng liền được nhân viên săn đón nhiệt tình bộ váy bà ấy đang mặc hình như được mua ở đây tôi lựa đồ lén nhìn giá nhưng hoa cả mắt đúng là người có tiền quần áo chính là bộ mặt thứ hai của mẹ chồng tôi con thử những mẫu này đi dạ vâng ạ à. con dâu nhà bác dáng chuẩn thật đấy mặc lên vô cùng đẹp. Tôi mỉm cười lịch sự đáp lại, rồi bước vào trong phòng thư đồ. Chân váy bút chì ôm lấy vòng ba căng mẩy, kết hợp cùng áo sơ mi, nhấn ở ngực, trông vô cùng thanh lịch. Tôi nhìn vào gương, nhìn thấy những dấu hôn xanh tím trên cổ, gò má thì nóng gian. tối qua tôi và Dương quấn nhau cả đêm, bị anh vắt kiệt sức, bên dưới đang còn âm ỉ đau buốt. Tôi vén tóc che đi dấu ấn của cuộc yêu tối qua, rồi mở cửa bước ra ngoài. Mẹ chồng tôi vừa nhìn, đã gật đầu hài lòng. Nữ nhân viên bên cạnh liên tục suýt xoa, khen ngợi, làm cho tôi vô cùng ngại ngùng. Ôi, bác gái! Giọng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cười tươi như hoa, đang bước tới chỗ mẹ chồng tôi. Giọng nói mềm mại ngọt ngào dáng người bốc lửa với bộ váy màu đỏ, ngang đùi, khuôn mặt trang điểm sắc xào và tỉ mỉ. Hình như tôi nhìn thấy cô ta ở đâu rồi thì phải. Quen lắm, nhưng mà không nhớ ra. Bác đến mua sắm ạ? À? Ừ, dạo này anh Vũ bận lắm mà bác. Chẳng thấy anh ấy gọi cho con gì cả. Bình hoa di động có đẹp đến mấy thì nhìn mãi. Cũng chán thôi. Công việc mới là quan trọng. Thái độ của mẹ chồng tôi rất lạ. Kiểu nói chuyện liếc mắt cực kỳ đánh đá. Dễ dàng nhận thấy bà không ưa người phụ nữ này. Cô ta sượng mặt nhìn sang tôi, rồi sau đó đon đả. Bác ơi, đây là vợ mới cưới của anh Dương à? Ừ. Cô ta đột nhiên bước đến chỗ tôi, niềm nở giới thiệu. Chị chào em nhé, chị tên là Diệp, bạn gái của anh Vũ. À, em chào chị. Chắc là em biết chị rồi, có đúng không? Nhìn cô ta rất quen, nhưng mà tôi nhất thời không nhớ rằng tôi gặp ở đâu, nên cười trừ lắc đầu. Cô ta nhìn thấy hình tượng như vậy thì nhướng mày, vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn không vui. Chị là siêu mẫu Ngọc Diệp, em chưa nghe qua tin chị bao giờ sao? Dạ em có nghe rồi, nhưng không để ý cho lắm. Hòa giao cô ta là siêu mẫu à? Vũ quen bạn gái như thay áo, cô siêu mẫu này không biết là bạn gái thứ mấy rồi. Hai người là anh em, nhưng mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược chồng tôi nho nhã lịch lãm bao nhiêu thì vũ lại tùy hứng ngà ngớn bấy nhiêu nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta rất có năng lực lần đầu tiên tôi gặp vũ là ở buổi giao lưu gặp gỡ cựu sinh viên do khoa tổ chức vũ học trên tôi năm khóa nhưng mà danh tiếng của anh được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần có thể nói anh là người thành công nhất sau khi ra trường cho đến thời điểm hiện tại bác gái ơi con có tin vui này muốn thông báo với bác Chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh để nói chuyện có được không ạ? À? Tin gì? Cô cứ nói luôn ở đây đi. Diệp lúc này hắng giọng bảo nhân viên của cửa hàng tránh mặt. Cô ta ngồi xuống cạnh mẹ chồng tôi, vui vẻ. Con có thai rồi đấy. Là con của anh Vũ à? Có phải của thằng Vũ hay không thì còn chưa biết được. Kìa bác, sao bác lại nói thế? Con và anh Vũ đang quen nhau và đứa bé này... Cô đừng nghĩ rằng cô qua mặt được tôi. Thằng Vũ trước giờ không phải là đứa chơi bời và để lại hậu quả. Nếu muốn có con, không đến lượt cô sinh con cho nó. Bác... Mẹ chồng rút trong ví một thẻ ngân hàng, bảo tôi đi thanh toán. Bà ấy có ý muốn tôi tránh mặt. Chuyện Diệp mang thai không biết có thật hay không. Nhưng thái độ của mẹ chồng tôi rất rõ ràng. Bà không chấp nhận cô ta. Tôi đang chờ nhân viên tính tiền thì Dương gọi sáng nay tôi dậy muộn không được gặp chồng cảm thấy có chút gì đó thiếu vắng alo em nghe em dậy lâu chưa em dậy lâu rồi em đang đi mua sắm với mẹ thế chiều nay anh đi công tác đang trên đường về lấy quần áo anh muốn gặp em một chút dạ vâng em và mẹ sắp về rồi mới kết hôn được một ngày mà dương lại đi công tác làm cho tôi chạnh lòng lắm dù biết anh đi vì công việc nhưng mà tôi muốn được gần gũi với chồng nhiều hơn tôi xách theo hai túi đồ quay lại thì nhìn thấy diệp đang ngồi ở đó dáng vẻ vô cùng đáng thương thưa bác anh vũ và con yêu nhau thật lòng con sẵn sàng vì anh ấy từ bỏ sự nghiệp toàn tâm toàn ý làm người phụ nữ của gia đình bác à xin bác chấp nhận con cô nghe mà không hiểu à tôi thả cưới cho thằng vũ một đứa con gái gia cảnh bình thường nhưng sạch sẽ còn hơn là rước vào nhà cái đứa đời tư bẩn thỉu như cô Nhưng mà thưa bác Con đang mang thai Bác không thể nào bỏ rơi cháu của mình như vậy được Mấy trò của cô Tôi nghe cũ dích rồi Cô đừng có lấy ra để đùa với tôi Nếu như bác tuyệt tình như vậy Con sẽ dùng truyền thông Để đòi lại công bằng cho đứa bé Cô muốn làm cái gì cô cứ làm đi Danh tiếng gia đình tôi bị ảnh hưởng Thì cô cũng thân bại danh liệt mẹ chồng tôi cười khinh cầm túi sách đứng lên lời đe dọa của bà ấy chắc chắn không phải nói suông một người phụ nữ một mình nuôi nấng hai đứa con trai bản thân gánh vác sự nghiệp của chồng để lại bà ấy phải trèo chống cỡ nào mới có được thành tựu như ngày hôm nay tất nhiên chẳng phải là một người đơn giản tài xế đậu xe ở trước chờ tôi ngồi ghế sau cùng mẹ chồng biết điều nên không nhắc gì đến chuyện người phụ nữ tên là diệp kia Dạ thưa mẹ, anh Dương vừa gọi cho con. Anh ấy bảo chiều nay anh ấy đi công tác à? Chị nhanh mới sắp đi vào hoạt động. Đợt này chắc là nó bận rộn. Con thông cảm cho chồng con nhé. Dạ vâng, con muốn nhanh chóng đi làm để phụ giúp cho anh ấy. Mẹ hiểu, không cần phải đợi hai ngày. Sáng ngày mai con đến nhà hàng. Mẹ bảo với thằng Vũ sắp xếp cho con. Dạ vâng ạ. À? Lúc tôi về đến nhà thấy xe của Dương đậu trong sân Tôi xách theo hai túi đồ mẹ chồng mua cho, rồi bước thẳng lên phòng. Căn nhà này có bốn tầng, phòng của vợ chồng tôi nằm trên tầng ba. Chỉ có mấy người, nhưng mà phòng ốc lại vô cùng rộng rãi. Chồng ơi, em về rồi. Tôi dựa vào cửa, mềm cười nhìn Dương đang xếp quần áo. Nhưng mà anh chỉ nhìn tôi vài giây, sau đó cười nói. Đi mua sắm với mẹ có vui không? Mẹ mua cho em rất nhiều quần áo, nhìn giá mà thấy sót lắm em không quen mặc đồ đắt tiền cho dù có mặc hàng hiệu lên người em cũng chả có khí chất của một người sang trọng sống như mẹ ai bảo em không mặc đẹp vợ anh vóc dáng có thua kém gì người mẫu đâu sau này mẹ mua cho cái gì em cứ nhận đi em đừng có ngại dạ vâng ạ à. nhắc đến người mẫu tôi lại nghĩ ngay đến diệp nhưng nghĩ lại đây là chuyện riêng của vũ nên tôi không tọc mạch làm gì đi tới chỗ chồng ngồi xuống Tấm gà bây giờ được thay mới, không nhìn thấy tàn tích của trận hoan ái mãnh liệt tối qua. Tôi thẹn thùng xếp quần áo giúp Dương. Cứ để đấy anh làm cho, em thay quần áo rồi ăn cơm. Anh đi công tác mấy ngày ạ? À? Có thể một tuần. Lâu như vậy sao? Anh xin lỗi. Em không sao đâu. Anh cứ tập trung giải quyết công việc. Xong rồi anh về với em nhé. Dương thở dài xoa đầu của tôi sau đám cưới chúng tôi không đi hưởng tuần trăng mật một phần vì công việc của anh quá bận rộn mẹ tôi dặn đi dặn lại không được giận dỗi hay là trách móc chồng đâu đàn ông về có sự nghiệp trong tay thì mới lo cho vợ cho con có một cuộc sống đầy đủ huống hồ cơ ngơi nhà chồng tôi bề thế như vậy mới về làm dâu không thể nào đeo theo cái tư tưởng ngồi mát ăn bát vàng chồng tôi sắp đi công tác một tuần tôi muốn gần gũi với anh một lần dù sao tối qua thân mật như vậy Không cần phải giả vờ e ngại Thế nên tôi bước đến Ôm Dương từ phía sau Áp mặt vào lưng của anh Tấm lưng này tối qua tôi ôm rồi Ôm không biết bao nhiêu lần Trong lúc hưng phấn còn bấu vào Không biết có cào xước Hay làm anh đau hay không Cơ thể của Dương thoáng chốc cứng ngắc Làm cho tôi hoang mang Thế chả nhẽ tôi chủ động quá Anh không thích à Dương xoay người lại mỉm cười Và gỡ tay của tôi ra anh đi tắm nhé sắp đến giờ bay rồi. Ờ, dạ vâng. Tôi nhìn chồng lạnh nhạt lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh, không hiểu vì sao anh lại làm như vậy với tôi. Một giây trước chúng tôi còn tốt với nhau cơ mà. Mợ Nhi ơi, bà chủ gọi vợ chồng mợ xuống ăn cơm đi ạ. À? Dạ vâng, Vũ Lan, chồng con đang tắm, con xuống liền đi ạ. À? Để cậu Dương cứ tắm của ạ, à, tôi báo lại với bà chủ vợ chồng mợ không cần phải vội. Vũ Lan cười mỉm làm tôi bối rối theo, chắc vụ ấy nghĩ rằng vợ chồng tôi tranh thủ quấn quýt nhau trước khi dương đi công tác. Tôi cười trừ đem vali để trước cửa rồi đợi chồng tắm xong xuống chung một lượt. Tiếng chuông điện thoại vang lên là của Dương. Tôi cầm lên xem thử thì thấy anh Tuấn gọi, cũng không phải ai xa lạ nên tôi nghe máy. "Dạ em nghe anh Tuấn." Nhi đấy à Thế chồng em có đấy không Dạ anh ấy đang tắm Vậy em nhắc Dương 30 phút nữa Làm thủ tục check in nhá Dạ vâng ạ à. Mà nếu cậu ấy quên Nhờ em bỏ vào vali của Dương một ít trà gừng Anh bay chuyến sau Nên không chuẩn bị kịp cho cậu ấy Dạ vâng để em tìm xem trong nhà có trà gừng không Nếu như không có Thì phải đi mua ngay đấy nhá Dạ vâng ạ à. Tuấn là bạn đại học của chồng tôi Hiện tại đang làm trợ lý cho anh Trước đó chúng tôi có gặp nhau vài lần Nên cũng gọi là quen biết Tôi xuống dưới nhà hỏi xem Vũ Lan có trà gừng không Đến chân cầu thang thì gặp Vũ Tôi lễ phép chào hỏi Dạ em chào anh hai Chồng em ra sân bay chưa Dạ chưa anh ạ à? Vũ gật đầu không nói gì Sau đó đi lên Vũ rất cao, dáng dấp phong độ lịch lãm Cô bạn gái của Vũ cũng không tầm thường anh và cô siêu mẫu Ngọc Diệp kia đi chung với nhau, vô cùng xứng đôi. Vũ Tùy Hứng sắn tay áo lên, chiếc đồng hồ ở cổ tay anh khiến cho tôi bị thu hút nên vội vàng nhìn theo. Nhi ơi! Tôi giật mình bị mẹ chồng bắt gặp. Nghĩ tới vừa rồi mình nhìn chằm chằm Vũ. Tôi sợ bà hiểu nhầm nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Tôi lúng túng. À, mẹ ơi, nhà mình có trà gừng không mẹ? Hình như có, con hỏi Vũ Lan xem Dạ vâng ạ à. Mà khó chịu ở đâu mà uống trà gừng Dạ không Anh Tuấn vừa gọi Anh ấy bảo con bỏ một ít trà gừng cho anh Dương À thế hả à? Thế thì lấy cho nó đi Vũ Lan tìm cho tôi được một hộp trà Tôi lên phòng thì Dương tắm xong Nghe tôi nói anh Tuấn vừa gọi Nhắc 30 phút nữa làm thủ tục check in Tuy chưa đến giờ Nhưng Dương thay quần áo rồi đi Anh không ăn cơm ở nhà Mà bảo đến sân bay ăn tôi tiễn chồng ra ngoài cổng dương dịu dàng hôn lên chán tôi rồi cùng tài xế đến sân bay chưa gì tôi lại thấy một tuần sắp tới chắc chắn rất dài mợ nhi ơi ăn cơm thôi mợ dạ vâng ạ à. tôi quay vào nhà nhìn thấy vũ mẹ chồng đã ngồi vào bàn ăn đây là bữa ăn đầu tiên khi tôi về nhà chồng nhưng lại không có chồng bên cạnh cảm giác không được tự nhiên cho lắm tôi đợi mẹ chồng cầm chén lên thì mới dám động đũa này hôm nay mẹ gặp con diệp đấy nó nói với mẹ nó đang mang thai mẹ định nhận cháu sao không bao giờ mẹ không bao giờ chấp nhận những đứa như nó làm con dâu trong nhà này vụ nghe xong nhún vai thái độ không có chút gì là nghiêm túc con chỉ quen qua đường thôi con không định cưới cô ta đâu mẹ không cần phải lo Mẹ hẹn con gái bác Thu cho con xem mắt nhé. Con bé sắp đi du học về. Khi nào mà con gặp được người phù hợp thì con kết hôn. Mẹ không cần phải lo cho con. Mẹ phải tìm cho con một người môn đăng hộ đối. Cả về bề, bề ngoài lẫn ra thế chứ. Mẹ chồng tôi không vừa ý với thái độ tùy hứng của Vũ. Chuyện đi xem mắt, mẹ nhắc lại hai lần. Tôi thắc mắc tại sao Vũ lại chưa muốn kết hôn. Anh cũng hơn 30 rồi, nhưng có vẻ chưa vội vàng con sắp xếp cho nhi một vị trí đi ngày mai con bé đi làm vũ nghe xong liếc mắt sang nhìn tôi ánh mắt của anh thấp thoáng ý cười nhàn nhã trả lời mẹ vị trí thư ký đang còn trống nếu như em thích em có thể thử dạ vâng em sẽ cố gắng có giờ anh hai chỉ bảo cho em ạ à? ừ chuyện đi làm chỉ cần mẹ chồng tôi nói một tiếng liền được giải quyết xong xuôi Chồng tôi đi công tác nên ăn xong tôi về phòng. Đem quần áo mới mua soạn ra. Rồi bò vào máy giặt. Tìm gì đó làm. Cho đỡ cảm thấy tẻ nhạt. Buổi chiều mẹ chồng tôi ra ngoài. Vũ đến nhà hàng lên trong nhà. Chỉ còn tôi và Vũ Lan. Tôi lên mạng học được mấy món. Nên tối nay tôi muốn nấu thử. Vũ Lan rất nhiệt tình. Hướng dẫn cho tôi. Tuy mẹ chồng tôi không bắt tôi phải làm nữ công gia tránh. Đảm đang việc nhà. Nhưng bản thân tôi tự ý thức được rằng mình phải học hỏi nhiều hơn nữa mới xứng với cái danh con dâu hào môn. Bố mẹ chồng tôi là giáo viên cấp 2. Trước tôi còn có một đứa em gái. Con bé đang là sinh viên năm nhất. Gia đình tôi có truyền thống nghề giáo, không kinh doanh gì, nên kinh tế cũng tạm là khá giả. Trong ngày cưới, sự phô trương mà nhà chồng tôi thể hiện, ngay cả bố mẹ tôi cũng cảm thấy choáng ngợp. Họ hàng bên phía gia đình tôi đều tấm tắc, bảo tôi thật là may mắn lắm mới được gà vào gia đình nhà giàu. kể ra đúng là may mắn thật. trong lúc tôi quen dương, mẹ chồng tôi không hề ngăn cấm. nghĩ tới lúc chưa ăn cơm, mẹ nhắc đến bốn từ môn đăng hộ đối, làm cho tôi ái ngại. có vẻ như bà ấy đặt yêu cầu rất cao đối với cô con dâu thứ hai trong nhà. không biết là ai đến nhỉ? dạ vú cứ để con ra mở cổng cho. vú giúp con tiền hốt bông hoa này ạ. À? ừ cứ để đấy Vũ làm cho. Tôi cởi tạp dề bước ra ngoài. Ngoài cổng có một chiếc ô tô màu trắng, nhưng không phải xe của mẹ chồng tôi. Anh Vũ về chưa? Diệp từ trong xe, hạ kính xuống và hỏi tôi. Anh ấy chưa về. Mở cổng giúp chị đi. Chị có việc muốn nói chuyện với anh Vũ. Chị đi về đi. Chị muốn gặp anh ấy. Chị có thể đến nhà hàng. Mẹ chồng tôi không thích cô ta. Nếu như tôi cho Diệp vào nhà Lát nữa mẹ tôi về Chắc chắn bà nổi giận Diệp nhớ mày mở cửa xe bước xuống Thái độ hoạch hoẹ Nhưng mà giọng nói của chị ta Chưa có gì quá đáng Chị ta đeo kính dâm che nửa gương mặt Chiếc áo trễ vai Khoe trọn xương quay xanh tinh xảo Đàn da trắng nõn nà Nhưng mà cầm thì cứng đơ Nhìn cô ta không được tự nhiên cho lắm Này Chị là bạn gái của anh Vũ không phải là người ngoài. Em hơi kỳ cục rồi đấy. Mở cổng, cho chị. Nhanh đi. Tôi vẫn đứng tại chỗ và không có ý định mở. Chỉ khi nhìn thấy xe vũ phía sau thì tôi mới đẩy cánh cổng được chạm khắc tinh xảo ra. Diệp nhanh trí chạy xe vào trong sân nhường chỗ cho xe phía sau chạy vào. Anh Vũ, sao anh không nghe điện thoại của em? Vũ vừa mới xuống xe, Diệp vội vàng chạy tới, ôm lấy cánh tay của anh ta. Đôi giày cao gót hơn 10 phân, giúp cô ta đứng cao tới tai của Vũ. Dù tôi cao trên mét 6, nhưng mà đứng chung chỗ với hai người họ, nhìn tôi rất buồn cười. Phí chia tay tôi thanh toán cho cô rồi. Sâu diễn của nhà thiết kế Thanh Hải. Cô được làm. tơ." Em không cần vị trí đó. Em chỉ yêu anh thôi. Vậy thì tôi liên hệ gạch tên cô ra khỏi sâu diễn anh có nhận hay không tôi không có thích lòng vòng anh biết rằng sâu diễn này rất quan trọng với em tại sao cô hơi bị tham lam rồi đấy vũ nói xong đầy diệp ra tôi nửa muốn vào nhà nửa đợi đóng cổng nên cứ chần chừ khi vũ nhìn sang tôi khiến cho tôi lúng túng nhưng anh nói rất dứt khoát tiến khách giúp anh dạ vâng ạ à. anh vũ Sao anh đối xử với em như thế? Em thật lòng yêu anh cơ mà. Anh Vũ! Diệp gọi Vũ đến khàn cổ, nhưng Vũ không thèm quay lại. Cô ta đột nhiên trừng mắt với tôi, như muốn chút giận. Trên TV cô ta tỏ ra rất hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người, nhưng mà thái độ ở bên ngoài thì lại hơi trái ngược. Cô ta không cần phải diễn thêm. Thảo nào mẹ lại cương quyết, không chấp nhận cô ta. Tôi đợi Diệp về sau đó đóng cổng, Vú Lan đang phụ tôi chuẩn bị bữa tối, thấy tôi quay trở vào, vú lên tiếng luôn. "Cậu Vũ được hôm về sớm nhỉ?" "Dạ, món bò hầm gầm chín chưa vú. Chắc phải hơn 15 phút nữa. Bợ ra ngoài đi, tôi nêm nếm xong là tôi bê ra luôn." "Vậy vú giúp con, con lên sân thượng hái ít rau trộn với salad. Có cả chua bi đang chín, bợ hái luôn một thề. "Dạ vâng ạ." À? Trên sân thượng có cả một hệ thống rau thủy canh mà Vũ Lan chiều nào cũng chăm bắm. Không gian rất là rộng, bò phí thì uổng lắm. Gia đình chồng tôi lại mở nhà hàng, nên rất chú trọng thực phẩm sạch, trồng rau là hợp lý nhất. Tôi lết bộ lên sân thượng, hai bắp đùi tê dần. Tôi qua giường mãnh liệt quá, nên bên dưới của tôi vẫn còn dâm gian. Bụi thuốc lá thoang thoảng bay vào mũi, tôi nhíu mày, nhìn thấy Vũ đang đứng hút thuốc. Đôi mắt của anh híp lại, áo sơ mi cởi hai nút, Đường nét rắn giỏi nam tính, ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Thoạt nhìn có chút gì đó phong trần. Tôi cười gượng, chưa lên tiếng, thì nghe Vũ hỏi. Tôi hôm nay em nấu gì thế? Bò hầm và xa lát anh ạ, à. em định lên đây hái chút rau. Ừm, em hái đi. Tôi chưa nói chuyện riêng với Vũ bao giờ. Tự dưng đứng chung trên sân thượng với anh như thế này, làm cho tôi hơi mất tự nhiên. Vũ đứng cạnh cây cà chua bi. Điếu thuốc trên tay của anh nâng lên rồi hạ xuống. Từng làn khói trắng chậm rãi tan vào không khí. Tôi tập trung hai rau trước, đợi anh đi rồi tôi qua đó. Nhưng có vẻ như Vũ rất nhàn rỗi, ung dung ngắm cảnh. Chốc lát tôi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy anh đang nhìn tôi. Em hái như thế, Vũ Lan nhìn thấy, xót lắm đấy. Tôi khựng lại bối rối, Vũ đi tới, vươn tay ngắt vài lá xà lách, bò vào trong rổ, cười nhạt nói với tôi: hai những lá bên ngoài trước, em ngắt sạch, bọn nó như thế này, ngày mai lấy cái gì mà ăn? Ừ, dạ vâng ạ, à. có cần thêm gì không? Em tính hái ít cà chua, đừng bẻ nguyên cây đem xuống là được, em hái đi. Vũ vừa nói vừa cười, sau đó đi xuống trước, tôi gượng gạo nhìn rổ rau sắp đầy, thôi không hái nữa, một đám xà lách xanh mướt qua tay tôi, giờ chỉ còn chơi trọi gốc. Chẳng biết Vũ Lan có hoàng hay không. Tôi đem rau vào bếp rửa sạch rồi để ráo. Đợi mẹ chồng về rồi trộn sau. Vũ Lan thở dài từ ngoài bước vào. Ai, bà chủ lại đi ăn tối với bạn rồi mợ ạ. À? Mẹ con mới gọi cho Vũ à? Dạ vâng. Nghe Vũ Lan nói xong, quả thật tôi có hơi hụt hẫng. Một bàn thức ăn được bài trí đẹp mắt, nhưng lại không có ai ngắm, ngoài tôi và Vũ Lan. Vũ đột nhiên nói với tôi. Cậu Vũ không thường ăn tối ở nhà Nhưng mà mợ Nhi này Mợ cứ hỏi thử xem Hôm nay cậu ấy có ra ngoài không Phải có người khen mợ một câu chứ Tôi chần trừ, Nghĩ tới lúc nãy trên sân thượng Vũ hỏi tôi tối nay có món gì Tự dưng nấu xong không mời anh ăn Thì cảm thấy kỳ cục quá Nên tôi nghe lời Vũ Lan Lên phòng gọi Vũ Phòng anh ở tầng 2 Tôi đứng trước cửa phòng Đang tính nên mở lời thế nào thì cánh cửa mở hé ra nhưng mà chẳng thấy vũ đâu tôi thắc mắc nên thử đầy cửa bước vào bóng lưng cởi trần của vũ lúc này đập vào mắt của tôi hình như anh vừa mới tắm xong mái tóc ướt nhẹp trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm má của tôi nóng gian trong tình huống này đáng lý tôi không nên bước vào phòng nếu như để cho mẹ chồng tôi nhìn thấy thì đúng là không hay ho chợt tôi chú ý đến những vết cào trên lưng của vũ trải qua chuyện ân ái tối qua nên tôi không biết những dấu vết đó từ đâu mà có vũ nhướng mày thản nhiên hỏi tôi sao thế anh cởi trần đẹp hơn chồng em à dạ à, không à, em lên đây chỉ muốn hỏi anh có ăn tối không có chứ vậy em xuống dọn cơm đi ạ à? đợi anh một chút tôi toàn bỏ đi thì vũ gọi lại anh tiến về phía tôi khoai môi nở một nụ cười thấp thoáng dáng người cao giáo với những khối cơ săn chắc cộng thêm khuôn mặt điền trai như thế này bảo sao các cô gái khác không mê anh như điếu đổ chứ còn tôi thì không có suy nghĩ gì khác đây là anh chồng của tôi mỗi quan hệ này phải nên giữ kẽ không được có những hành động quá trớn và gây hiểu lầm tôi hoang mang lùi về sau đến khi lưng chạm vào tường thì vũ dừng lại anh chỉ cách tôi đúng có một bước chân hơi thở mang theo mùi hương nam tính tràn ngập khắp mũi của tôi cảm giác mát lạnh dịu dịu khiến cho tôi khẩn trương muốn đẩy vũ ra nhưng hai tay lại không biết đặt ở đâu em đang nghĩ gì mà mặt đỏ bừng thế kia à anh anh hai anh tránh ra trước có được không ạ à? em tôi cả tình khi vũ chống một tay lên tường đem tôi khóa vào trong ngực của anh Ánh mắt không hề gợn sóng nhìn thẳng vào mặt của tôi. Hơi thở nhột nhạt khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi nghe Dương nói rằng anh trai của anh quen bạn gái như thay áo, và tận mắt chứng kiến người tình của Vũ mang thai đến nhà níu kéo, nhưng mà không nghĩ tới Vũ lại có những hành động quá đáng với em dâu của mình như thế này. Hai tay của tôi đặt lên khuôn ngực vạm vỡ đang cởi trần của Vũ và dứt khoát đẩy anh ra. Nhưng mà không si nhê gì. Tôi mím môi tức giận Anh hai làm gì thế? Anh tránh ra Anh đã làm gì bắt nạt em đâu Vũ thản nhiên hỏi lại Như thể mình không làm gì quá đáng với tôi Tôi dùng thái độ khó chịu Em là vợ của anh Dương Anh làm như thế này là không tôn trọng em Có sao Mong anh có tự trọng Anh muốn chiều hoa gẹo nguyệt Thì làm ơn ra bên ngoài anh đâu nói rằng anh có hứng thú với em chứ vậy thì phiền anh tránh ra đi em sẽ xem như ngày hôm nay anh tùy hứng nhưng nếu như có lần sau nhất định em nói với chồng em ừ. em dâu biết xù lông nhỉ bộ nói xong rồi xoay lưng đi như chưa từng có chuyện gì xảy đến trước vẻ mặt khó hiểu của tôi anh ngồi xuống giường khoanh tay và giải thích anh chỉ đùa em thôi anh nghe Dương bảo rằng em chưa từng nổi giận Nên anh chỉ muốn thử thôi Họa ra là anh đùa sao Tôi nghe xong thở phào Nhận thấy phản ứng vừa rồi của mình hơi thay quá Nhưng ai bảo anh ta đùa kỳ cục như vậy chứ Tôi lúc này Lấy lại bình tĩnh Cười gượng và nói Anh hai Lần sau anh đừng đùa như thế Nếu có người khác nhìn thấy Lại hiểu lầm không hay đâu ạ à? Ừ Em muốn xem anh thay quần áo không? Tôi nghe như vậy đỏ mặt vội vàng bước xuống nhà. Mới nói xong câu trước, câu sau lại không đứng đắn nữa rồi. Vũ Lan đứng ở phòng khách đợi. Nhìn thấy tôi xuống thì tươi cười hỏi luôn. Cô Nhi à, thế cậu Vũ có ăn tối không? Dạ có à. Thế thì để tôi đi trộn salad. Cậu Vũ không kén ăn, đảm bảo lại khen mấy ngón mà vợ nấu tấm tắc cho mà xem vũ lan là không ngồi ăn chung bàn với chúng tôi do đó khi dọn món xong chỉ có tôi và vũ sự ngượng ngùng ban nãy còn chưa tàn bớt tôi im lặng ăn cơm tuy biết hành động của mình rất bất lịch sự nhưng mà tôi muốn ăn thật nhanh để trở về phòng người đối diện đột nhiên lên tiếng hỏi tôi hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật à mới cưới đã vội đi làm sao anh dương bận nên bọn em rời lại khi nào có dịp bọn em đi trong nước à? Em tốt nghiệp được mấy tháng rồi nhỉ? Dạ, hai tháng. Có vị trí nào ở nhà hàng em muốn đảm nhận không? Mẹ nói nhờ anh sắp xếp à? Nhưng anh đang hỏi em. Tôi ngồi ngay ngắn, ánh mắt của tôi dán chặt vào đĩa salad, thì lại tiếp tục nghe anh nhắc nhở. Khi nói chuyện, thì em nên nhìn đối phương chứ? Dạ, em em muốn ứng tuyển vị trí có thể san sẻ công việc với anh dương em chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng mà em sẽ cố gắng ạ à? dương nó có tuấn làm trợ lý rồi cậu ấy là người ăn ý nhất đối với chồng em trong công việc em không biết sao Vụ nói một câu như tát nước vào mặt tôi tuấn là một người bạn người đồng nghiệp mà chồng tôi thường hay nhắc đến anh ấy hay tham gia các buổi gặp mặt của chúng tôi và ngày dương cầu hôn tôi cũng có sự xuất hiện của tuấn ngày cưới anh là phù rể có thể nói rằng những khoảnh khắc trọng đại của vợ chồng tôi đều có sự góp mặt của tuấn trong công việc thì tôi không biết như thế nào nhưng mà tôi vẫn muốn mình có thể làm gì đó để phụ giúp cho chồng chưa gì tôi lại bị vũ gạt bỏ tôi cũng buồn lắm chứ sau khi ăn cơm tối xong tôi bước về phòng điện thoại để trên giường từ trưa tới giờ không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào Chắc Dương đang bận Tôi tự nhủ với bản thân Sau đó lấy quần áo đi tắm Mẹ chồng tôi hơn 8 giờ tối mới về Bà đưa cho tôi một chiều khóa xe Bảo tôi sáng ngày mai cứ lấy chiếc xe Mà mẹ tặng cho vợ chồng tôi Làm quà cưới Cứ vậy mà đi làm Nằm trên chiếc giường trống trải Tôi chờ mình liên tục Hai mắt không có dấu hiệu buồn ngủ Tôi và Dương hẹn hò có 4 tháng thôi Sau đó đi đến quyết định kết hôn Kể ra anh chính là mối tình đầu tiên của tôi Cả hai có nhiều điểm tương đồng Về sở thích và tính cách Dương lại là người biết quan tâm ga lăng chu đáo Đúng chuẩn gu bạn trai của tôi Cho nên anh chỉ theo đuổi một thời gian Rất nhanh chóng Đã làm cho tôi siêu lòng Bố mẹ của tôi rất quý Dương Khi anh sang nhà ngỏ ý muốn làm đám cưới Bố mẹ gật đầu ngay Cái vì bản thân của tôi bảo rằng Mới hẹn hò có 4 tháng Mà vội vàng kết hôn Thì đúng là không biết chuyện gì xảy đến. Nhưng mà tôi nghĩ gặp được đúng người thì nên gà thôi. Với lại Dương đối xử với tôi rất tốt, đối với gia đình của tôi cũng rất tốt. Trong đầu của tôi vẽ sẵn về một cuộc hôn nhân màu hồng. Hiện tại tôi rất hài lòng với quyết định này. Mãi đến gần 10 giờ hơn, điện thoại lúc này đổ chuông. Tôi ngồi bật dậy, nhanh chóng nghe máy. Vợ, anh xin lỗi bây giờ anh mới có thời gian để gọi cho em dạ vâng anh ăn gì chưa anh ăn rồi em đang đợi điện thoại của anh có đúng không vâng ạ à, em chỉ muốn nghe giọng của anh sau đó mới đi ngủ ngày mai anh đi gặp đối tác buổi tối về chắc là muộn lắm nên không gọi được cho em không sao đâu anh dành lúc nào anh gọi cho em cũng được vậy sáng mai nếu ở nhà buồn chán thì hẹn vi đi mua sắm nhé Thẻ ngân hàng lúc chưa, anh để trong ví của em. Mật khẩu là ngày cưới của chúng ta. Vợ giúp anh tiêu tiền nhé. Ừ. anh định dùng tiền để mua chuộc em á? Em nào dễ bị mua chuộc như vậy. Thôi muộn rồi, em ngủ đi. Tuần sau anh về, anh bù cho vợ nhé. Dạ vâng ạ. À. Chồng em ngủ ngon. Ừ, yêu vợ. Tôi đọc xong tin nhắn yêu vợ mà cười như một con ngốc sau đó tắt điện đi ngủ. Sáng mai là ngày đầu tiên đi làm, nên tôi có cảm giác hồi hộp. Để tránh dậy muộn, tôi cài hẳn ba cái báo thức, sau đó mới yên tâm, chìm vào giấc ngủ. 6 giờ sáng ngày mai, báo thức chưa reo tôi đã tự dậy. Phần vì chồng không có bên cạnh, nên giấc ngủ cứ chập chờn không quen. Tôi vệ sinh cá nhân xong xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Vũ Lan dậy rất sớm, nồi bún riêu thơm phức. Vũ chuẩn bị từ hồi nào? tôi chẳng phải động tay động chân vào việc gì, nên đi dạo trước sân, như tập thể dục. Buổi sáng được hít thở không khí trong lành, cả người tôi tươi tỉnh hẳn. Tôi ngửa cổ, xoay xoay vài cái, rồi thư giãn gần cốt. Tôi bắt đầu tập yoga từ năm cấp 3, dáng người vì vậy cũng mềm mại và uyển chuyển hơn. Mợ Nhi ơi, bà gọi mợ vào ăn sáng. Dạ vâng ạ. À. Tôi tập được một chút thì Vũ Lan gọi. Mẹ chồng đang ngồi trong phòng khách để đọc báo, thấy tôi bước vào thì gấp lại, quan tâm hỏi tôi. "Tối hôm qua chồng con có gọi về không?" "Dạ thưa mẹ, là có, hơn 10 giờ anh ấy mới xong việc nên bọn con không tâm sự được nhiều." "Ừ." Bà ấy chỉ đáp lại một tiếng "ừ" sau đó đứng lên, thái độ hình như không được vui cho lắm. Vũ chưa dậy nên chỉ có tôi và mẹ chồng ăn sáng. Từ khi giao lại nhà hàng cho con trai quản lý, Bà ít khi đến, chỉ khi nào có cuộc họp hay tiệc tùng gì đấy thì bà mới xuất hiện. Tôi chỉ được thấy qua, chưa chưa vào nhà hàng của gia đình chồng bao giờ. Hôm đám cưới dương muốn lãng mạn nên tổ chức ở dì sọt ven biển. Nghe nói dì sọt đó mẹ chồng tôi cũng là người góp vốn đầu tư. Một tháng trước đám cưới, Dương bảo tôi thi bằng lái ô tô. Tôi chỉ mới học được mấy buổi, mẹ chồng tôi bảo lái xe đi làm. Tôi qua cũng muộn rồi, nên tôi không tiện từ chối. Bây giờ tự dưng tôi hơi sợ. Chiếc xe đắt tiền như thế, nhỡ mày có chuyện gì không biết phải nói năng thế nào. Tôi mới về làm dâu, nên nhiều thứ đang còn e rẻ, không được tự nhiên như ở nhà của mình. Dạ thưa mẹ, con chưa có bằng lái xe. Sáng hôm nay con đi làm bằng taxi có được không ạ? Không dám lái xe một mình à? Dạ vâng ạ. Thế thì mẹ bảo chú Hà đưa con đi. Dạ thưa mẹ, con đi taxi cũng được. Sao lại có thể như thế? Người khác mà nhìn thấy, lại nói ra nói vào không hay. Mẹ không muốn mang tiếng, là người đối xử tệ bạc với con dâu. Ờ, dạ. Ừ, vâng ạ, à, con nghe mẹ. Tôi không dám có ý kiến gì. Mẹ chồng xem trọng mặt mũi như vậy. Nếu còn từ chối, e rằng tôi chọc giận bà. Mấy bộ váy hôm qua tôi được mẹ chồng mua cho, đều được giặt ủi treo vào trong tủ. Tôi ngắm nghía qua một lượt, rồi chọn chân váy kẻ cùng với áo sơ mi, thêm đôi giày cao gót cho tôn dáng. Bình thường tôi chỉ trang điểm nhẹ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi nên xuất hiện đẹp một chút, để không làm xấu mặt chồng và mẹ chồng. Lúc tôi trang điểm xong gần 7 giờ rồi, không nghĩ mình lại mất nhiều thời gian chọn màu son như vậy. Nhìn mình trong gương, tôi tự hài lòng, rồi lấy túi sách mang vào. Dù vội vàng nhưng không được tỏ ra hấp tấp, chạy xuống cầu thang, tôi về học cách đi đứng tào nhã. Vừa rồi tôi quên mất nên đi giày co gót phát ra tiếng. Cũng may mẹ chồng không có trong phòng khách. Tôi chưa kịp thở phào thì nhìn thấy Vũ đang ngồi bắt chéo chân. Tay nâng đồng hồ và nói với tôi. Em mà đi làm muộn, vẫn bị trừ lương như bình thường nhé. <laughs> dạ vâng, em đến nhà hàng bây giờ. Đi thôi, em đi cùng với chú hả lát nữa chú ấy đưa mẹ đi công việc anh không muốn trừ lương cùng với em chúng ta đi thôi thật sự là tôi không có thời gian đôi co nên đi theo vũ ra xe tôi định ngồi ghế sau nhưng tay vừa chạm vào cửa liền nhận được cái nhướng mày của vũ nên vội vàng ngồi lên ghế trước vũ hay đeo đồng hồ tôi để ý chiếc hôm nay khác với kiểu dáng ngày hôm qua thấy tôi nhìn chăm chú anh cười nhạt hỏi tôi em dâu thích đồng hồ à à dạ không ạ à. trong xe đột nhiên im lặng bầu không khí kỳ lạ xuất hiện tôi lờ đi người bên cạnh nhìn cảnh vật hai bên đường cho đứa ngượng ngùng tối qua anh đùa em dâu đang còn đề bụng sao à dạ không em ít khi đề bụng chuyện gì anh cứ tưởng rằng em đang giận anh trong giờ làm việc em có được phép sử dụng điện thoại không ạ à? được chứ dạ vâng em hình dung công việc của một thư ký là như thế nào chưa tối qua em có tìm hiểu xưa qua anh khó tính hơn dương em giống như những nhân viên khác thôi đều có một tuần để thử việc một tuần thôi ạ à? ừ nếu như không đạt yêu cầu anh sắp xếp vị trí khác cho em nghe xong tôi cảm thấy hoang mang rồi tuy là nhà hàng của gia đình nhưng mà luôn có quy tắc nếu như tôi không đạt thì mất mặt lắm Tôi không muốn bản thân của mình trở nên vô dụng trong mắt mọi người. Tòa nhà cao sừng sững dần dần xuất hiện ra trước mắt tôi, từ bên ngoài nhìn vào, chưa gì tôi thấy choáng ngợp rồi. Vụ nói nhân viên ở nhà hàng sẽ đi lối riêng. Chúng tôi vòng ra cổng sau rồi đợi thang máy lên tầng 10 của tòa nhà. Tòa nhà này có 16 tầng, những tầng cao nhất là khu vực dành cho khách VIP. Qua lớp kính dày trong suốt, vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố là một trải nghiệm không tồi đặc biệt là vào ban đêm, chắc hẳn rất lãng mạn. Nhà hàng chuyên phục vụ món Âu, nên phong cách cũng đậm, kiểu lung linh tráng lệ. Đứng ở tầng 16, tôi cảm giác bản thân mình đúng là quê mùa, khi nhìn vào biểu cảm của mình trong gương. Không gian cực kỳ tinh tế và sang trọng, những dãy bàn cách xa nhau, ánh sáng từ bên ngoài hắt qua kính chắn, tạo ra một khoảng không gian thoáng đoãng. Vị trí tọa lạc ngay trên con phố sầm uất cũng góp phần tạo điểm nhấn thu hút. Tôi được chị Lam hành chính nhân sự Dẫn đi tham quan một vòng nhà hàng Có căng tin dành cho nhân viên Nên buổi trưa chúng tôi ăn uống ở đây Ngày đầu tiên tôi được giới thiệu sơ qua mọi thứ Thái độ mọi người dành cho tôi rất niềm nở Tôi nghĩ rằng một phần là do tôi Là vợ của Dương Chỗ làm việc của tôi tách biệt một góc Trước phòng làm việc của Vũ Hơn nửa buổi sáng tôi chỉ lướt điện thoại Tôi nhắn cho Dương hai tin Nhưng mà không thấy anh hồi âm chán nản tôi vào phên bếp của nhà hàng tham khảo các chương trình đặc biệt trong tháng này tiếng chuông điện thoại bàn reo lên làm cho tôi giật bắn cả mình vội vàng hắng giọng rồi nghe máy giọng cô vũ lạnh nhạt đem menu đề xuất của bếp trường khang vào đây tôi cầm tập tài liệu duy nhất trên bàn đứng lên kéo chân váy cho tỉnh tề sau đó gõ cửa phòng làm việc cô vũ không nghe anh đáp lại tôi cứ như vậy đẩy cửa bước vào Dạ tài liệu anh cần đi ạ. À? Mấy giờ rồi? Dạ hiện tại là 10 giờ 30 phút. 30 phút nữa, nhắc nhở anh ăn chưa? Anh ăn ở căng tin hay là có đồ bếp chuẩn bị riêng ạ? À? Anh ăn ở căng tin. Dạ vâng, em biết rồi. Thầy Vũ không nói gì, tôi đóng cửa và đi ra. Việc của tôi bây giờ là ngồi canh điện thoại 30 phút nữa. Sau nửa buổi sáng không yên nắng, tiên nhắn của tôi cũng được Dương phản hồi sau gửi một tấm ảnh chụp trên sân thượng của nhà hàng chi nhánh mới này dự định tuần sau khai trương tôi vui vẻ hỏi trả lời tin nhắn của chồng lại thấy dương gửi cho tôi một tấm ảnh nữa biết tôi thích ăn bánh khách sạn anh đang ở có phục vụ món bánh ngọt này nên dương cố tình chụp lại để trêu chọc tôi tôi buồn cười lắm định lấy tấm ảnh này đăng lên story nhưng khi phóng to lên tôi mới thấy có một bóng người đứng hắt vào mặt bàn bằng kính tuy hơi mờ, nhưng tôi nhận ra được, đó chính là Tuấn. Hình như Tuấn không mặc áo, bà vai đang hướng về phía người chụp tấm ảnh này. Này, xem cái gì mà thần thờ thế? Từ khi nào Vũ đứng trước ngay sau lưng tôi, một tay trống lên bàn, tư thế này khiến tôi như lọt thòm trong ngực của anh. Mùi nước hoa nam tính cứ quanh quẩn. Tôi lúng túng định xóa tấm ảnh đi, nhưng mà Vũ nhìn thấy rồi. Anh cười nhạt, Em cố tình phóng to làm gì? Chồng em và Tuấn hay đi công tác cùng nhau lắm, ở chung khách sạn với nhau là chuyện bình thường. Dạ, em không có ý đó. Tại bánh, tại bánh này quá đẹp, em muốn nhìn rõ hơn thôi. Em thích bánh này sao? Dạ vâng ạ. Nhà hàng mình cũng có, em muốn ăn bánh ngọt thì xuống tầng 3. Vũ lúc này đứng thẳng người lên, nghiêm túc nói với tôi. Đi ăn trưa thôi. Hôm nay em bị trừ một điểm. Tôi hoang mang không biết mình bị trừ điểm gì, nên vội vàng phản bác. Anh dặn em 30 phút nữa hãy gọi, nhưng bây giờ chưa đến 30 phút mà. Trong giờ làm việc, lại để chuyện tình cảm xen vào. Trừ một điểm, đang còn nhẹ nhàng với em đấy. Vụ nói xong thì anh bước tới thang máy rồi. Tôi không dám lề mề vội vàng đi theo. Nhỡ mày lại bị trừ thêm điểm. Thì chưa đến một tuần, tôi bị đuổi việc mất rồi. Căng tin nằm trên tầng 8 Chưa tới giờ nghỉ trưa nên không đông đúc Chỉ lác đác vài người Nhìn thấy Vũ xuất hiện Mấy nhân viên đứng ở quầy Nhìn mặt nghiêm túc đến lạ Vũ chọn một bàn góc bên trái ngồi xuống Em đi lấy cơm lại đây Dạ anh ăn gì Ăn gì cũng được Tôi sợ nhất cái câu ăn gì cũng được Nhưng nghe Vũ Lan bảo Vũ không kén ăn Tôi thử chọn theo sở thích của mình xem sao Tôi lấy xong hai khay cơm Thì đến giờ nghỉ trưa Tiếng nói chuyện dâm gian bắt đầu xuất hiện Không khí đang nhộn nhịp Bỗng chốc trở nên yên ắng Tôi thấy mọi người đang hướng ánh mắt về phía này Động tác lau đũa của tôi Hơi khựng lại Em bị trừ hai điểm Nhưng anh bảo với em Anh ăn gì cũng được mà Em đến đây làm việc Chứ không phải đến đây Để nhìn sắc mặt của người khác À em không có Còn chối Muốn bị trừ hết điểm trong vòng một ngày đúng không? Tôi không thể nào cười được nữa. Đành cúi đầu ăn phần ăn cơm. Vũ nói đúng. Tôi thường hay để ý đến sắc mặt của người khác. Giả dụ như có ai đó không hài lòng hay là nói xấu tôi. Tôi sẽ lăn tăn suy nghĩ rất nhiều đến chuyện đó. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi đặt ly nước ép lên bàn. Chưa kịp đưa vào miệng uống thì lại nghe Vũ nhắc nhở. Chiều nay em theo anh ra ngoài, dạ đi đâu thế ạ à? gặp bên cung ứng nguyên liệu dạ vâng nhà hàng chú trọng nhất là khâu chọn nguyên liệu từ lúc khai trương cho đến bây giờ chưa gặp vấn đề gì để cho khách hàng phàn nàn dạ em hiểu em dùng bữa ở đây chưa dạ chưa ạ à? đường chồng của em dư sức ăn một bữa ở đây không cần phải săn vút chờ tháng này tự dưng vũ nhìn tôi mỉm cười chuyện là sáng nay tôi không có gì làm nên vào trang phiên viết của nhà hàng Thấy có chương trình ưu đãi Nên muốn giới thiệu cho Vi Nó bảo tôi để dành cho nó mấy cái voucher Cuối tuần đưa cả nhà đi ăn Không biết thế nào Lại đến tài của Vũ Ăn xong tôi quay lại Mới ngày đầu chưa chuẩn bị Nên lấy tạm cuốn tạp chí Trải dài dưới sàn rồi nằm nghỉ lưng Bạn làm việc của tôi chỉ chừa một lối ra Còn lại uốn cong Che được một diện tích lớn để nằm Tôi không ngủ được cứ nằm đó lướt điện thoại cho đến hết giờ nghỉ trưa. Vào phòng mà nghỉ ngơi. Tôi nhìn lên thấy Vũ đứng ngay trên đầu mình nên vội vàng ngồi dậy. Hôm nay tôi mặc váy nên nằm xuống có hơi bất tiện. Không chú ý đến cổ áo sơ mi của mình từ lúc nào lại trở nên sọc sạch. Vũ nhìn tôi, ánh mắt dừng trước ngực. Tôi nhìn xuống nhìn thấy một cúc áo của mình bung ra. Ngượng chín cả mặt, xoay người cài lại cúc áo. Lúng ta lúng túng dạ không cần đâu ạ à. sắp hết giờ nghỉ trưa rồi sở thích của em là cãi lại lời của cấp trên có đúng không dạ em em đứng lên đi đừng để lại mất điểm oan đấy nhưng đó là phòng làm việc của anh mà chúng ta anh có bảo em ngủ chung với anh đâu vũ thường hay chiêu đùa tôi như vậy anh nói ra những câu vô cùng thuận miệng vẻ mặt thì thản nhiên không có chút ngại ngùng trong phòng làm việc của vũ có một bộ ghế sofa dài, thấy cây chăn để trên đó, tôi chậm rãi nằm xuống. Còn anh đi đâu, lại không thấy vào. Tôi nghĩ bụng anh nhường lại chỗ ngủ của mình nên yên tâm phần nào. Ghế sofa êm ái, cộng thêm mùi hương rất dễ chịu nên nằm một lát, cơn buồn ngủ chập tròn kéo đến. Tôi không biết mình ngủ bao nhiêu lâu, nhưng mà lúc tỉnh dậy, đầu óc của tôi chưa tỉnh táo, trong phòng thi thoảng vang lên tiếng lật giấy sột soạt. Tôi vén tấm chăn mỏng ngồi dậy, nhìn thấy Vũ đang xem tài liệu. Cái vì hay khen người yêu nó với tôi. Nó bảo rằng đàn ông càng thành đạt thì lại càng thu hút. Trong mắt tôi lúc này, Vũ đúng là đang toát lên một sức hút kỳ lạ. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt không lệch một ly nào, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. "Em xin lỗi, em ngủ quên mất à? Dậy rửa mặt đi, đợi anh xem xong tài liệu này rồi chúng ta ra ngoài." Dạ vâng. Tôi gấp lại chiếc chăn gọn gàng rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lớp trang điểm lúc này cũng trôi bớt đi. Tôi lau sạch chỉ tô một lớp son cho tươi tắn rồi quay ra làm việc. Bên cung ứng thịt bò cho nhà hàng là một trang trại ở ngoại thành, lái xe mất hơn 2 giờ đồng hồ. Khi chúng tôi đến nơi đã là xế chiều. Vũ có lẽ thường xuyên, đến đây nên ông chủ vừa nhìn thấy anh đã chạy ra đón tiếp nhiệt tình. Trang trại này cả chục hết ta Chủ yếu chăn thả bò và gì Tôi không biết gì nhiều nên đi theo Vũ Và nghe anh và ông chủ này Nói chuyện với nhau Mặt trời ngả bóng Sau khi tham quan một vòng Ông chủ mời Vũ về nhà mình ăn cơm Nhà ông ấy cách đây chỉ mấy cây số Tôi không nghe Vũ từ chối Nên nghĩ rằng anh ở lại Đường ở đây tôi không quen Trời thì tối dần Ông chủ hào sảng đón tiếp nhiệt tình trong bữa cơm không thể nào thiếu nhâm nhi một chút men rượu nhậu mày vũ uống say tôi thì chưa lái xe đi xa bao giờ nên về thành phố bằng cách nào đây lúc này tôi kéo áo cô vũ lý nhí hỏi anh vũ này trời tối rồi chúng ta về thôi vậy thì em giúp anh từ chối ông ấy đi vũ nhướng mày thong thả đợi ông chủ đóng cửa trang trại nào đi thôi bà xã tôi chuẩn bị xong hết cả rồi bà ấy nghe nói cậu đến còn vui hơn họ hàng hiếm khi mới có dịp có gì ngon ấy, đều muốn đem ra đãi cậu tôi không biết mở miệng từ chối như thế nào ông ấy thì cười tươi rói thái độ mến khách nhiệt tình muốn mời vũ về nhà ăn cơm nếu như tôi chen ngang vào từ chối thì đúng là bất lịch sự lúc lên xe anh tự nhiên lên tiếng đối với những người nhiệt tình với mình anh ít khi từ chối lắm anh quen bạn gái Cũng vậy sao Em ăn trúng giấm à Sao mà hỏi một câu chua thế Lát nữa anh uống ít thôi nhá Em không biết lái xe đâu Không biết thì ở lại Em mới kết hôn Qua đêm bên ngoài không được hay cho lắm Em ở cùng với anh Chứ có phải ở cùng với người ngoài đâu mà sợ Nhưng Anh gọi Anh bảo với mẹ một câu Nhà ông chủ trang trại cách đó không xa chạy một đoạn ngắn đã tới vợ ông ấy đứng ở trước thái độ y hệt chồng tay bắt mặt mừng giống như khách quý ôi cậu vũ lâu lắm rồi mới được gặp cậu thím nhìn mà cứ trẻ mãi nhỉ không thấy già chút nào cậu lại làm cho tôi nở mày nở mặt rồi đấy thế đây là nhìn bà ấy hỏi tôi tôi lễ phép chào hỏi dạ cháu chào thím cháu là nhi Vợ của anh Dương à? Ôi, cậu Dương kết hôn rồi à? Mới đó mà nhanh thật. Lúc ông Quý đưa cậu Dương tới đây, đang còn bé tí. Bà này, mười mấy năm rồi còn gì mà bé? Ừ nhỉ, mười mấy năm trôi qua rồi. Thế bà mở cửa đi, cho cậu Vũ chạy xe vào trong. Trong nhà có tiếng trẻ con chơi đùa, một đứa bé tầm 5 tuổi nhìn thấy người lạ chạy ra, ý ới gọi bà ngoại tôi rất thích trẻ con hồi đăng ký nguyện vọng tôi có ý định chọn ngành sư phạm mầm non nhưng bố tôi lại muốn hướng con gái đến ngành kinh tế nhìn đứa bé mặt mũi sáng sủa trắng trẻo cứ tròn xoe mắt nhìn tôi rồi bẽn lẽn trốn sau lưng của bà ngoại tôi không nhịn được cười muốn bế một chút nên ngồi xổm xuống hỏi luôn bé con bé bao nhiêu tuổi rồi bốn tuổi ạ à? bốn tuổi rồi cô nghịch lắm cứ phá phách suốt thôi, chả chịu ăn gì, người cứ ốm tong teo. Tôi đưa hai tay ra mỉm cười. Thế cô bé nhá. Thằng bé chần chừ hơi rụt lại, nhưng bị bà ngoại đẩy ra trước. Còn qua cô nhì bé một chút, lát bà mua kem cho ăn. Thế rồi thằng bé chạy tới xa vào lòng tôi, khiến cho tôi lâng lâng khó tả. Tôi muốn nhanh chóng sinh cho Dương một đứa con trai kháu khỉnh như thế này thằng bé nhẹ lắm ngoan ngoãn để cho tôi bế vũ đứng bên cạnh không nói câu gì còn vợ chồng ông bà thì cười tít cả mắt ôi giời ơi thằng bin hôm nay ngoan nhỉ được cô nhi bế thích chứ gì mẹ thằng bé đâu rồi thím mẹ nó đi làm ở trên phố cuối tuần mới về ở với ông bà ngoại quen rồi bố đón mà có chịu đâu tôi bế thằng bé đi theo mọi người vào trong nhà Giữa phòng khách bày ra mâm cơm Con gà luộc vàng ruộm còn nóng hổi Chén muối ớt chanh để kế bên Càng làm tăng vị hấp dẫn Chỉ có mấy người nhưng mâm cơm đầy ắp Đúng như ông chủ nói Trong nhà có gì đều lấy ra mời hết Đi nơi Qua đây với bà Để cho cô ăn cơm nào Vũ ngồi xuống tôi đưa thằng bé cho bà ngoại Rồi ngồi kế bên anh Tôi mặc váy ngồi thế này Hơi bất tiện Bởi vì ngồi bệt mà vũ nhìn sang rồi tinh ý lấy chén đũa cho tôi cậu vũ với cô nhi ăn thử món này đi cứ tự nhiên như ở nhà dạ vâng cảm ơn ông bà ông chủ lúc này đem một hũ rượu sâm ra mời vũ uống một ly mùi vị có vẻ rất nồng thấy anh nhíu mày hơi thở toát đầy mùi men tôi không uống nhưng hơi thở lúc này cũng dạo rực theo cô uống một ly nhé à cháu Cháu không biết uống rượu đâu à Uống một ly cho vui Rượu này tôi ngâm được nửa năm rồi Rất tốt cho sức khỏe Cô cứ uống thử đi Ông ấy quý cái hũ rượu này lắm Đến tôi còn chả được uống thử đấy Thế rồi trước sự nhiệt tình của ông bà Tôi gượng gạo cầm ly rượu nhíu mày Và nuốt xuống bụng Cuồng họng cay xè như bị thiêu đốt Máu trong người như nóng bừng bừng Vũ rót cho tôi một ly nước lọc Thay tôi khó chịu Nên ông bà không mời tôi uống ly thứ hai nữa. Bữa cơm tối rất náo nhiệt, vợ chồng ông bà và Vũ nói chuyện rất rôm rả, còn tôi thì chơi với hai đứa nhóc. Cô Bin ngồi trong lòng tôi, miệng nhóp nhép miếng thịt gà. Hũ rượu lúc này vơi dần đi, đến lúc mẹ chồng tôi gọi thì Vũ đã ngà ngà say. Tôi vội vàng đứng lên ra ngoài nghe máy. Dạ con nghe mẹ Thế thằng Vũ có uống rượu không dạ có mẹ ạ à. nếu mà nó uống say thì hai đứa ở lại sáng mai hãy về nha tối rồi lái xe về thành phố nguy hiểm lắm dạ vâng ạ à, con biết rồi mẹ chồng tôi không dặn dò gì nhiều chỉ hỏi mấy câu rồi cúp máy tôi định quay vào nhà thì nhìn thấy vũ bước ra tay anh cầm theo một gói thuốc anh vũ mẹ vừa mới gọi em muốn ở lại đây hay là đến khách sạn em thấy ở khách sạn tiện hơn Ừ, uhm. thế thì chúng ta đến khách sạn. Tôi vào nhà trước, đợi Vũ hút thuốc xong rồi tạm biệt gia đình ông bà chủ, hiếu khách vô cùng. Vợ chồng ông bà ấy muốn giữ chúng tôi ở lại, nhưng lần này Vũ từ chối. Anh ngồi ghế phụ, lướt điện thoại tìm khách sạn, còn tôi thì tập trung hết tinh thần để lái xe. Đường ở đây không như đường phố, có những đoạn vắng vẻ không có điện đường, tôi vừa lái vừa toát mồ hôi. Kể ra, Vũ chính là người đầu tiên tôi chờ. Cách 2 mét em rẽ trái nha Có một khách sạn Rẽ trái ạ? À? Ừ Trời rất tối Tôi chạy một đoạn thấy có biển hiệu nhấp nháy nên rẽ vào Chúng tôi chỉ ở lại một đêm Nên không mang theo quần áo Tôi định bụng nhận phòng xong tắm táp rồi đi ngủ Sáng mai tôi rục vũ về sớm Cho tôi hai phòng đơn Dạ thưa anh bên em chỉ còn một phòng đôi duy nhất Ừ Lấy phòng đó cho tôi tôi nhìn vũ đứng hình mất mấy giây sau đó vội vàng cản anh lại anh hai ơi chúng ta đi chỗ khác chứ em em phòng đôi hai giường mà mỗi người mỗi giường nhưng dạ thưa anh chị thẻ phòng của anh chị đây ạ à? cảm ơn cô vũ đưa chứng minh thư rồi nhận lấy thẻ phòng từ lễ tân không thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi anh bước vào thang máy chìa khóa xe vũ cầm luôn tôi chỉ có thể đi theo anh lên phòng anh mở cửa đi thẳng vào nhà vệ sinh tiếng nước chảy róc rách nhanh chóng vang lên tôi rất muốn đi tắm nhưng lại không mang theo quần áo bộ đồ cả ngày mặc khó chịu lắm rồi nhưng mà thôi kệ đi chịu khó qua một đêm chắc chắn không đến nỗi hai giường ngủ cách nhau một ba bước chân phòng rất rộng nhưng tôi cảm thấy ngột ngạt lắm có lẽ ly rượu sâm kia làm cho tôi lâng lâng những luồng nhiệt nóng bỏng chốc lát lại chạy dọc sống lưng của tôi, tạo nên một cảm giác rạo rực khó tả. Tạo hơn 9 giờ tối, tôi lấy điện thoại ra xem lưỡng lự có nên gọi cho Dương hay không. Như có linh cảm, tôi chưa bấm số thì Dương lại gọi cho tôi. Alo em nghe, hôm nay em đi làm rồi chứ? Dạ vâng ạ. À. Thế công việc thế nào? Cả buổi sáng em chỉ lướt điện thoại thôi, buổi chiều em theo anh Vũ đến trang trại anh vũ để em làm quen ngày đầu đấy sáng mai công việc chất đống cho mà xem anh ấy cho em một tuần thử việc chưa gì hôm nay em bị trừ hai điểm rồi thế có cần chồng nói giúp em một tiếng không không cần đâu ạ à? em muốn thử sức thêm năng lực của mình tôi đâu ừ tối nay tôi và chồng có thời gian nên nói chuyện nhiều hơn tôi mở cửa ban công không khí mát mẻ xoa dịu đi những dạo rực trong người về chuyện bức ảnh tôi không hỏi dương chụp lúc nào vũ nói đúng anh và tuấn đi công tác ở khách sạn qua phòng nhau chơi là chuyện quá bình thường em và anh vũ đang ở chung một phòng khách sạn em cảm thấy không được thoải mái không có gì đâu em cứ xem anh ấy như anh trai tắm đi rồi ngủ sáng ngày mai khi nào về thì gọi cho anh nhé dạ vâng ạ à. kết thúc cuộc điện thoại với chồng tôi xoay người lại nhìn thấy vũ tắm xong rồi anh đang ngồi trên giường lau tóc khách sạn có chuẩn bị sẵn áo choàng tắm tôi đang lưỡng lự có nên đi tắm hay không thì lúc này vũ lên tiếng hỏi tôi ngủ chưa anh tắt điện nhé ờ à, anh cứ tắt điện ngủ trước đi em phải rửa mặt một chút vũ đem khăn vắt lên giá rồi tắt điện trong phòng chỉ có ánh sáng hắt ra từ nhà vệ sinh sau một hồi đắn đo tôi quyết định Nghe lời chồng đi tắm rồi đi ngủ. Tôi xả nước đầy bồn tắm, cởi bỏ quần áo và ngồi vào. Dòng nước ấm bao bọc cơ thể, thoải mái đến từng lỗ chân lông. Loại sữa tắm hoa hồng này mùi hương rất dễ chịu, thoa lên da mịn màng như da em bé. Tôi đổ vào lòng bàn tay rồi thoa khắp cơ thể. Cảm giác thư thái khiến tôi chỉ muốn ở luôn trong này. Tôi cố tình tắm thật chậm, tắm thật lâu để cho Vũ ngủ xong. Tôi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Điều hòa trong phòng đang bật, cũng may chăn của khách sạn rất dày, nếu không từ nhà vệ sinh bước ra, tôi đã lạnh tê tái. Tôi thắt dây áo choàng tắm thật cẩn thận rồi kéo chăn nằm xuống. Vũ xoay người về phía tôi, hình như anh ngủ say rồi, hơi thở vang lên đều đặn. Tôi tắt điện thoại rồi nhắm mắt. Bình thường đi ngủ tôi không mặc nội y, lần này bất đắc dĩ lắm, tôi mới cởi bỏ tự trần an bản thân vũ là người đàn ông biết trường mực nên một lát sau tôi đã chìm vào giấc ngủ đêm nay tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ có thể do tôi và chồng vừa mới nói chuyện điện thoại xong nên tôi mơ thấy anh bàn tay của dương lướt qua da thịt trước ngực của tôi chậm rãi cởi bỏ chiếc áo mỏng manh da thịt mát lạnh tiếp xúc trực tiếp khiến cho ngọn lửa âm ỉ bên trong tôi bùng cháy muốn thiêu đốt cả dương anh hôn tôi, nụ hôn mang theo mùi rượu quen thuộc, đôi môi ẩm ướt, dùng sức mút lấy môi của tôi. Đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng, triển miên khuấy đảo. Tôi cảm thấy trong miệng mình khô khốc khi giữa hai chân có thứ gì đó vừa chen vào. Cảm giác đúng là chân thật đến mức, khiến cho tôi bừng tỉnh. Trước mắt tôi lúc này là một màu tối đen. Muốn mở mắt, nhưng không mở được. Nụ hôn trong mơ khiến đầu óc của tôi choáng váng. Mùi rượu kia chính là của vũ không được không được anh vũ tôi bàng hoàng đầy thân hình nặng nề trên người của mình xuống vũ trồm tới dùng miệng ngăn mọi âm thanh không cho tôi thốt ra mặc cho tôi vặn vẹo nhưng không thể nào né tránh được anh không được tôi không thể nào như thế này được vũ là anh chồng của tôi hành vi của anh ta ngay lúc này là không thể nào chấp nhận được tôi sợ hãi lắm cắn mạnh vào môi của Vũ, hai tay bị anh ta giữ chặt nên không thể nào phản kháng, chỉ có thể cắn anh ta thật mạnh. "Anh Vũ, anh tỉnh táo lại ngay, tỉnh táo lại đi." Gọi tên anh phải dịu dàng một chút chứ. "Anh bị điên rồi, anh không được động vào người tôi." "Bị ổi, anh mau thả tôi ra. Tôi không muốn." "Như thế này mà còn không muốn sao? Đi ra đi." nhưng lúc này tôi há miệng thở dốc hô hấp bên tai thô nặng hồn hển nước mắt tôi rơi lạ chã thấm vào gối một mảng lạnh lẽo vô cùng tại sao lại thành ra thế này chứ tôi đang phát sinh quan hệ với anh chồng của mình tôi chỉ mới kết hôn được có hai ngày không ngờ chuyện hoang đường như thế này lại xảy đến trên người của tôi kêu lên đi rên lên anh muốn nghe tại sao anh làm như thế với tôi Tôi là vợ của em anh cơ mà Đồ khốn nạn Anh sẽ thay dương Làm cho em thỏa mãn Tôi không cần Tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác thống khổ như thế này Lý trí thì đang gào thét từ chối Nhưng mà cơ thể của tôi Lại bắt đầu tiếp nhận Sự tồn tại của Vũ Những lời nói cợt nhà của Vũ Làm tôi xấu hổ Tiếng nức nở không kiềm được Rốt cuộc cũng bật ra anh còn chưa dùng hết sức cơ mà. Em đã khóc như vậy rồi sao? Cơ thể của tôi bị khóa chặt trong vòng tay cứng như gọng kìm, nước mắt của tôi cứ như vậy, ngưng rồi lại thi nhau rơi xuống. Tôi nấc nghẹn. Bỗng chốc trở thành tiếng riêng mụ mị, tôi có lỗi với Dương, tôi dơ bẩn không xứng với anh. Tôi phải mở lời, để nói thế nào với anh đây? Em không tập trung à? Em đáng bị phạt một đêm thật kinh hoàng đối với tôi khi tiếng chuông điện thoại vang lên tôi mới thoát khỏi cơn ác mộng vội vàng ngồi bật dậy trong phòng không có ai trên người tôi vẫn mặc áo choàng tắm như cũ ga giường thẳng thớm một cách kỳ lạ tôi hoang mang liền vén chăn nhìn bên dưới sự đau đớn là minh chứng rõ nhất cho những gì xảy ra tối qua tôi thần thở bật khóc mặc cho tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo inh ỏi dương gọi cho tôi đến cuộc thứ hai tôi mới nghe máy giọng của anh đầy quan tâm khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng vợ ơi em dậy chưa dạ em dậy rồi ăn sáng rồi về nhé chuyến công tác của anh kết thúc sớm hơn dự kiến chiều hôm nay anh về anh nhớ vợ lắm chồng à em thế nhá vợ anh đi làm đây yêu vợ vừa rồi tôi định thú nhận mọi chuyện với chồng nhưng mà dương đang vội vàng bây giờ tôi không có can đảm dương yêu tôi nhiều đến như vậy tôi phải nói thế nào mới không làm cho anh đau lòng đây trong lúc tôi đang đau đớn dằn vặt thì vũ cầm theo hai hộp gì đó mở cửa bước vào thái độ của anh ta vô cùng thản nhiên ăn sáng đi anh ta ăn mặc lịch thiệp nhưng đằng sau vẻ ngoài bành báo ấy là một tên bị ổi thiện cảm và sự tôn trọng mà trước đó tôi dành cho anh đã bay biến hết sạch. Nhi này, tối hôm qua anh say nên có hành động không đương đắn với em. Anh xin lỗi nhé. Vụ nói xong ngồi xuống ghế bắt chéo chân. Lời xin lỗi phát ra từ miệng anh ta. Nghe thật là nhẹ nhàng quá. Tôi mím môi cắm phẫn. Tôi không cần lời xin lỗi giả tạo của anh thế em muốn anh làm gì chịu trách nhiệm với em cũng được anh không ngại anh im đi chuyện tối qua từ bây giờ anh không được nhắc đến vậy là em muốn phổi sạch quan hệ với anh nhanh chóng như vậy sao vũ cười nhà rồi thu lại dáng vẻ không đứng đắn anh nghiêm túc nói với tôi nếu như em muốn như vậy anh chiều theo ý của em chuyện tối qua chồng em không biết em không cần phải khó xử dù sao cũng cảm ơn em bởi vì sự tuyệt vời tối qua dù không muốn tôi đều phải làm theo vũ và về thành phố ngay trong buổi sáng trên xe tôi suy nghĩ rất nhiều tôi yêu dương tôi muốn cùng anh xây dựng một tổ ấm nhỏ và hạnh phúc nếu bây giờ buộc phải chia tay thật sự quá đau lòng nhưng để giấu diếm thật sự tôi quá ích kỷ Chuyện đêm qua chính là một sai lầm mà cả cuộc đời này tôi không muốn nhớ đến. Vũ hứa với tôi rằng sẽ quên nó đi. Nhưng mà quên thế nào được? Khi mà thân thể này của tôi nhuốm bẩn bởi một người khác không phải là chồng của mình chứ. Này, em đang còn lăn tăn à? Tôi không muốn nói chuyện. Lúc này Vũ nhìn sang tôi lắc đầu và cười nhạt. Trình thái độ đó của anh ta làm tôi khó chịu. Vũ không mất mát gì, dường như anh ta cảm thấy ngủ với em dâu của mình, giống như ngủ cùng với các cô bạn gái khác. Anh ta chẳng hề mảy may ấy nấy, anh ta không xem những gì tôi và anh ta trải qua là một sự nhục nhã và không tôn trọng em trai của mình. Dường đúng là không để phòng gì, khi nghe nói rằng tôi ở chung phòng khách sạn với Vũ, anh còn bảo tôi xem Vũ như anh trai cứ yên tâm mà ngủ. Chắc là không có chuyện gì đâu. Nhưng mà đến cuối cùng, giữa chúng tôi lại xảy ra chuyện. Chiếc xe cứ chậm rãi dừng lại, cánh cổng to lớn được Vũ Lan mở ra. Vũ ung dung lái xe vào trong sân, tôi không đợi anh ta mà mở cửa xuống trước. Vũ Lan tươi cười hỏi chuyện. Tôi dọn bữa sáng cho mợ nhé. Dạ thưa Vũ, con ăn rồi. Dọn cho cháu đi vú Lái xe mất sức Bụng đói quá Vâng Bà chủ dặn cậu mợ nhi Đi đường xa mệt Thì nghỉ buổi sáng Bà chủ đến nhà hàng rồi à Mẹ cháu đúng là chú đáo thật Tôi bỏ sau lưng màn nói chuyện của Vũ Lan và Vũ Vừa về phòng tôi liền đi tắm Dấu vết lưu lại trên da thịt tôi rất nhiều Mới cởi áo nhìn thấy trước ngực Chi chít xấu hôn Quần con ướt đẫm thứ chất lòng Mà Vũ bắn vào Bụng nhỏ của tôi lúc này bớt căng trướng. Bây giờ tôi mới lo sợ. Nhỡ may, tôi có thai thì sao? Ý nghĩ đó khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng xà nước thật kỹ bên dưới. Tắm xong tôi mặc quần áo kín mít, rồi bước ra ngoài. Vũ Lan nói mẹ chồng tôi đến nhà hàng, còn Dương thì buổi chiều mới về, nên tôi tranh thủ đi mua thuốc tránh thai. Mợ Nhi, mợ ra ngoài đi à? Dạ vâng, con qua trường có chút đồ đưa cho em gái. Thế buổi trưa mợ có về không? Con đi một lát thôi, con về ngay đi ạ. À? Gần đây không có tiệm thuốc Tây nào. Tôi giả vờ bắt taxi, rồi bác Tài chạy đến một tiệm thuốc nhỏ gần nhà cái vi. Tôi không dám chia sẻ bí mật này với ai. Trong ngực tôi như có cái gai châm chích vô cùng khó chịu. Không biết phải giấu được bao lâu. Dường liệu có tha thứ cho tôi hay không? Nhưng mà sự ích kỷ lại khiến tôi mất đi can đảm để đối diện với dương tôi mua xong vội vàng chạy sang tiệm tạp hóa gần đó mỗi chai nước lọc rồi uống thuốc tại chỗ số thuốc còn lại tôi lưỡng lự rồi cất vào trong túi áo lúc về thì thấy xe mẹ chồng đậu trong sân theo bản năng tôi kéo cổ áo khoác lên cao vẻ mặt dù cố gắng tự nhiên nhất có thể nhưng mà tôi không thể nào tránh được sự ngượng ngùng dạ con chào mẹ Ừ, thế con biết chiều nay thằng Dương nó về chưa? Dạ, lúc sáng anh ấy có gọi cho con. Con nghỉ thêm buổi chiều đi, cùng thằng Dương về nhà. Mẹ có chuẩn bị ít quà, gửi cho bố mẹ con đấy. Con cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, bọn con ở lại vài ngày có được không ạ? Ừ, ở lại cũng được, nhưng mà công việc thì không thể nghỉ thêm. Dạ vâng. Tôi thực sự muốn tránh mặt Vũ, nhưng xem ra không tránh được lúc ăn cơm vũ ngồi đối diện với tôi thái độ không còn đùa cợt cứ như trước đó chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì tôi ăn xong định về phòng thì vũ lan bưng một chén nước màu nâu sậm có mùi thuốc bắc đặt lên bàn đây là thuốc bổ sau này mỗi ngày con uống một chén tốt cho sức khỏe của con khả năng đậu thai tăng cao đấy câu nói của mẹ chồng như xét đánh ngang tai tôi nhìn chầm chầm vào chén thuốc hai tay giấu dưới bàn run run siết chặt tôi vừa mới uống thuốc tránh thai chưa được một giờ đồng hồ liệu uống thuốc bổ này vào có làm mất tác dụng của thuốc tránh thai hay không tôi hoang mang quá vũ lan đứng bên cạnh tôi rụng rã mợ nhi à thuốc này quý lắm bà chủ phải nhờ người mua dùm mới có còn ấm mợ uống đi uống dễ hơn là uống nguội tôi bừng chén thuốc mà lòng nặng trĩu mới đặt lên miệng đã nghe mùi đắng ngắt đêm tân hôn cậu mợ mãnh liệt như thế nói không chừng vài tuần nữa mợ lại có tin vui bà chủ mong cháu lắm rồi mợ mợ mau uống đi trước lời thúc giục của vũ lan tôi nín thở uống một ngụm nhưng sau đó lại bục miệng chạy vọt vào nhà vệ sinh không chú ý đến vì thuốc tránh thai trong túi áo khoác của mình vừa mới rơi ra thuốc bổ đó thật sự rất khó uống tôi chưa kịp nuốt xuống dạ dày đã cuồn cuộn muốn nôn vũ lan đứng bên ngoài khẩn trương hỏi mợ ơi mợ không sao chứ à vũ lan ơi thuốc này đắng quá con có đắng ấy cũng là tấm lòng của bà chủ dành cho mợ mợ phải chịu khó uống một tí là xong ấy mà tôi vốc nước vào vào mặt cho tươi tỉnh sau đó bước ra ngoài chỉ có mẹ chồng tôi còn ngồi ở lại đó một chén thuốc mới được bà đích thân đặt lên bàn nhi à con cố gắng uống thêm đi dạ vâng thưa mẹ muốn gia đình êm ấm hạnh phúc ấy thì con phải có một đứa bé để gắn kết tình cảm hai vợ chồng với nhau mẹ cam đoan nếu như có con rồi thằng dương không dám đối xử tệ bạc với con đâu lần này tôi uống được nửa chén đổi lại thái độ của mẹ chồng rất hài lòng vũ lan đứng sau xoa lưng nhẹ nhàng cho tôi dễ uống mà đúng không mợ ngày mai mợ quen dần thôi không đắng lắm đâu dạ vâng ạ à. không phải là đắng đâu mà là rất đắng thưa thuốc đó động lại ở cuống họng tôi vũ lan không cho tôi uống nước lọc ngay nên sau khi uống nước thành ra cứ nhờn nhợn muốn nôn tôi về phòng nằm trong người cảm thấy hơi khó chịu Giấc ngủ ly bì khiến tôi không mở mắt nổi Tôi nghe giọng nói của Dương Nhưng mà mí mắt của tôi nặng nề Vợ ơi Vợ Dương vừa lay nhẹ bà vai của tôi vừa gọi Mãi đến một lúc sau Tôi mới hoàn toàn tỉnh táo Ngồi dậy thì thấy mồ hôi túa ra Ướt hết cả áo Trời nóng thế này Sao vợ không mở điều hòa cho mát Em quên mất Anh về khi nào thế ạ à? Anh về hơn một tiếng rồi anh gọi mấy lần nhưng em ngủ say quá. Bây giờ chúng ta qua nhà bố mẹ em luôn nhé. Dạ vâng, đợi em một chút, em đi rửa cái mặt. Bà này, anh xuống dưới đem quà cho mẹ ra xe, thay quần áo rồi xuống sau nhé. Mẹ nói chúng ta có thể ở lại. Em lấy quần áo cho anh luôn nhé. Cứ để đấy, anh lấy cho. Dương xoa đầu của tôi vô cùng chu đáo, rồi lấy quần áo cho cả hai vợ chồng. Nụ cười dịu dàng của anh như cứa vào trái tim của tôi một người chồng tốt như vậy tại sao tôi lại nỡ lòng nào dối gạt anh chứ tôi ích kỷ quá có phải không mẹ chồng tôi chuẩn bị rất nhiều quà biếu chất đầy cả ghế sau thuốc bổ quần áo đều có đủ bà còn dặn đặc biệt dành cho mẹ tôi một bộ trang sức bằng ngọc trai tôi không dám nhận nhưng mà dương một hai bắt tôi phải đem về tối nay vợ chồng mình Mời bố mẹ đến nhà hàng ăn tối nhé. Anh dặn quản lý để cho một bàn tầng 16 rồi. Dạ vâng ạ. À? Anh đúng là vô ý thật, anh Vũ nhắc anh mới nhớ. Từ lúc hẹn hò tới giờ, anh chưa dẫn em đến nhà hàng dùng bữa lần nào. Thì tối hôm nay đi cũng chưa muộn mà. Cảm ơn em, lúc nào em cũng hiểu và thông cảm cho anh. Tôi lúc này chỉ biết cười xòa, đang dừng đèn đỏ, nên Dương nắm lấy tay tôi vuốt ve mấy đầu ngón tay của tôi nghe nói mẹ bắt em uống thuốc bổ có đúng không thuốc đó mẹ nhờ người cắt cho em vú lan bảo rất quý hôm trước anh nghe mẹ nói rồi anh muốn sinh một đứa con chúng ta cùng nhau cố gắng nhé dạ vâng ạ à. mẹ chồng tôi nói đúng có một đứa con tình cảm vợ chồng sẽ bền chặt hơn không riêng gì dương tôi muốn nhanh chóng mang bầu vậy nên thuốc bổ kia dù có đắng đến mấy tôi cũng cố gắng uống đều đặn bố mẹ tôi nghe con gái về rất vui thấy dương xách quà xuống xe mãi không hết mẹ tôi cứ chép miệng không biết phải cảm ơn xui ra như thế nào cho đủ mẹ con thích ăn kim chi lắm lần nào về mẹ cho con xin một hũ à được chứ mẹ mới ngâm ngày hôm qua con cứ đem hết về nhà mà ăn vâng con cảm ơn mẹ vợ Dương rất được lòng bố mẹ tôi. Anh đem quà vào nhà, còn tôi xách thối đồ của hai vợ chồng lên phòng trước. Mẹ tôi đi sau vui vẻ. Hai đứa ở lại mấy ngày. Dạ, ngày kia bọn con về. Ừ, chồng con phải xin phép nghỉ à? Thế mẹ chồng con có nói gì không? Sáng mai bọn con đi làm lại. Nhà hàng đang khai trương thêm chi nhánh mới nên bận lắm mẹ. Không thể nào nghỉ ngơi nhiều được. Nói là về chơi Nhưng tôi và Dương vẫn phải đi làm Mẹ tôi hiểu chuyện nên khuyên tôi Còn xem mà phụ giúp cho chồng Nhà cũng gần đây Khi nào cuối tuần về Chơi với bố mẹ cũng được Dạ vâng ạ à. Lên trên phòng tôi lấy hộp trang sức Trong túi sách đưa cho mẹ Nghe nói quà mẹ chồng tặng Mẹ tôi từ chối dối rít Nhất quyết đem xuống trả lại cho Dương Không biết anh thuyết phục thế nào Mà lát sau mẹ tôi đồng ý nhận ngay Buổi tối Dương đặt bàn ở nhà hàng Nên cả nhà tôi cùng đi ăn Còn bé Hân tối nay đi dự sinh nhật bạn Nên chỉ có vợ chồng tôi Cùng với bố mẹ đi Buổi tối ở nhà hàng Đèn rất lung linh Bố mẹ tôi lần đầu tới đây Cứ suýt xoa mãi Thế hai đứa làm việc ở đây hả con Dạ vâng Nhi làm ở tầng 10 Còn con làm việc tầng 8 Nhân viên đi thăng máy riêng Ở bên này Còn bên này dành cho khách mẹ ạ À thế hả à? Nhà hàng rộng quá. Dương bấm thang máy đi lên thẳng tầng 16. Không gian sang trọng tráng lệ với những ánh đèn chùm tinh xảo, Âm nhạc du dương vang lên, nghe rất im tai. Nhân viên phục vụ đưa chúng tôi đến một bàn, cạnh cửa kính. Ngồi đây có thể ngắm thành phố về đêm. Khung cảnh đẹp đẽ, thu hết vào tầm mắt. Dương chủ đáo dặn đầu bếp chuẩn bị trước, nên chúng tôi ngồi chưa đến 5 phút. Đồ ăn lúc này được dọn lên, Mẹ tôi nhìn một bàn thức ăn đầy ắp, lắc đầu bảo phí quá. Mẹ sợ ăn không hết. Dương mỉm cười và nói với bà. Mẹ ơi, đây là những món ăn nổi tiếng nhất ở nhà hàng. Con mời bố mẹ dùng ạ. À? Sao mà con gọi nhiều thế? Không nhiều đâu ạ, à. bố mẹ cứ tự nhiên. Miếng bò mít tết cắt vuông vứt thành từng miếng nhỏ được Dương đặt tới trước mặt tôi. Lần nào ra ngoài ăn, anh cũng ga lăng như vậy. Mẹ nhìn thấy tôi được chồng cưng chiều hết mực thì tùm tìm quay sang nhìn bố tôi. Tôi cũng thẹn thùng vui theo. Nhưng miếng bít tết vừa đưa tới miệng thì chợt khựng lại. Phía đối diện với tôi, Vũ đang đi tới. Giờ này tại sao anh ta còn ở đây chứ? Nhìn lại cách ăn mặc của anh ta, hình như không phải đến đây vì công việc. Lúc này tôi cúi đầu xuống, trong lòng cầu mong cho anh ta lướt qua dùm. Nhìn thấy Vũ, tôi không thể nào thoải mái được trong đầu của tôi đang còn ám ảnh chuyện của tối qua nhưng mà ông trời phụ lòng tôi rồi giọng nói trầm ấm của vũ vang lên lúc này đánh gãy tất cả chút tự nhiên cuối cùng của tôi dạ cháu chào hai bác chào cậu theo cảm nhận của hai bác thì món bò bít tết này chấm bao nhiêu điểm là phù hợp ạ à? tẩm ướp vừa ăn thịt mềm ngọt phần nước sốt rất đặc biệt bác không ăn được thịt tái nhưng mà hôm nay lại phá lệ Nếu như chấm điểm 10 Thì khoa trương quá Thôi bác chấm 9,5 điểm nhá Cảm ơn bác Cháu sẽ ghi nhận điểm số này Vũ lúc này chuyển ánh mắt sang phía tôi Cảm giác hơi thở của anh ta Cứ quanh quẩn chóc mũi của tôi Khiến cho tôi cảm thấy bí bách vô cùng Còn em thì sao Em hài lòng chứ Hai tay của tôi cứng ngắc Câu hỏi nghe rất bình thường Nhưng tối hôm qua Vũ liên tục nỉ non vào tay tôi. Một câu y hệt như vậy. Da đầu của tôi tê dần như bị kéo căng. Hô hấp trở nên nặng nhọc, không cần soi gương, nhưng mà tôi đoán được mặt mình đang đỏ ửng. Tôi muốn chấm dứt màn trò chuyện, không cần thiết này với Vũ, nên hé môi đáp lời. Vâng, em hài lòng ạ. À? Vậy cháu không làm phiền cả nhà dùng bữa. Chúc mọi người ngon miệng. Nếu như cậu Vũ không bận, thì ngồi xuống đây ăn chung với vợ chồng tôi một bữa hiếm khi mới có dịp dạ để hôm khác hôm nay cháu có hẹn rồi ạ à? mỗi nước hoa kia không còn thoang thoảng trong không khí lúc này tôi mới ngồi thẳng lưng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi mặc dù tôi dặn lòng phải quên chuyện đó đi nhưng mà chạm mặt nhau thế này tôi không biết bao giờ mới có thể quên được huống hồ tính khí của vũ thất thường khi thì xa cách lạnh nhạt với tôi lúc lại trở trứng đùa cợt tự dưng tôi có cảm giác phía sau có ai đó đang nhìn tôi tôi quay lại nhìn thấy vũ đang ngồi quay mặt về phía tôi đối diện là một cô gái chỉ nhìn bóng lưng thôi tôi cũng thấy quyến rũ và xinh đẹp mẹ tôi tò mò hỏi này nhi kia là bạn gái của cậu vũ à dạ vâng à, chắc là vậy mẹ ạ anh ấy quen bạn gái không quá một tháng đâu Mẹ tôi cười chờ với câu trả lời của Dương. Từ đầu đến cuối buổi, Vũ nhiều lần xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bố mẹ. Tôi ăn không thấy ngon, ngồi một lát lấy cớ đi vệ sinh để điều chỉnh lại tâm trạng bất thường. Chị Diệp, chắc chị không ngờ tới đâu. Chị biết ngày hôm nay em đi ăn tối với ai không? Tôi từ phòng vệ sinh bước ra, muốn rửa tay, thì thấy cô gái ngồi cùng với Vũ đang nghe điện thoại. Khóe môi cô ta cong lên tô thêm một lớp son đỏ mọng, mỉa mai và nói tiếp. Em đi với anh Vũ, anh ấy hẹn em đi ăn tối. Em nghe phòng phanh chị đang mang bầu, có phải không? Chị nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé. Mấy sầu diễn đấy, để em thay cho chị. Trong điện thoại vang lên tiếng la lối ồn ào, cô gái kia cười khẩy, sau đó cúp máy. Ung dung sách túi đi trước. Những chuyện liên quan đến Vũ, tôi không cần phải quan tâm làm gì. Rửa tay xong tôi quay lại bàn ăn. Món tráng miệng được dọn lên. Tôi muốn về sớm nên không ăn. Mẹ tiếc nên Dương bảo phục vụ. Bỏ vào trong hộp mang về. Lúc chưa kết hôn tôi và em gái. Mỗi người một phòng riêng. Vậy nên tối nay vợ chồng tôi ở lại trong căn phòng cũ. Dương thay bộ đồ thun cho thoải mái. Rồi lên giường nằm lướt điện thoại. Tôi mặc bộ đồ lụa dài. Che đi những xấu hôn trên người. Và khẩn trương nằm xuống bên cạnh anh. Mình ngủ nhé. Dạ vâng. Dương đòi điện thoại lên tủ đầu giường rồi tắt điện. Căn phòng bỗng chốc bị bóng tối xâm chiếm. Sự lo lắng trong tôi chưa tàn bớt. Cơ thể đang căng thẳng, không dám cựa quậy. Chờ đợi những giây phút tiếp theo. Một phút, hai phút trôi qua. Dương không có động tĩnh gì. Sau câu nói ngủ ngon, anh không hề chạm vào cơ thể của tôi. Một đêm tôi thức trắng, không phải vì sự lạnh nhạt của Dương, mà bởi vì sáng hôm nay tôi phải đi làm. Tôi dậy từ 6 giờ không dám quấy giày giấc ngủ của chồng. Nên vào phòng em gái dùng nhờ nhà vệ sinh. Chị Nhi, bộ váy này chị mua đâu mà đẹp thế? Mẹ chồng chị mua cho. Hôm trước em xem phim, thấy một cô mặc như thế này. Chắc là đắt lắm nhở. Em có thích không? Em mặc kiểu này không hợp. Cao giáo mảnh khảnh như chị, mặc mới đẹp chứ. Còn bé Hân xăm soi mấy bộ quần áo tôi mang về. Nó luôn miệng khen, gu thẩm mỹ của mẹ chồng tôi cao. Toàn mua cho tôi nhưng mẫu dạng đang được thịnh hành. Sương có vẻ ngủ rất ngon. Tôi thay quần áo xong mà anh chưa dậy. Gần đến giờ đi làm mới thấy anh từ trên phòng bước xuống. Hai đứa ăn sáng rồi hãy đi làm. Dạ nhà hàng có phục vụ bữa sáng cho nhân viên. Vợ chồng con nên đấy ăn luôn mẹ. Thế hôm nay Hai đứa ăn trưa tại nhà hàng à? Dạ vâng. Tối hôm nay mẹ nấu lẩu nhé. Con thích ăn gì? Mẹ mua mẹ nấu luôn. Mẹ nấu món gì cũng hợp khẩu vị của con. Có một đứa con rể như Dương, mẹ tôi quý như con ruột. Sáng nào bà cũng pha cho bố tôi một ly cà phê. Mẹ mua về tự giang rồi chế biến nên bố rất thích. Sáng hôm nay mẹ chuẩn bị cho tôi và Dương, mỗi người một ly mang đi làm. Trước thằng máy, vợ chồng tôi gặp Tuấn, Dương nói rằng anh nhớ tôi Nên kết thúc chuyến công tác sớm Tôi tưởng rằng Tuấn còn ở lại xử lý cho xong công việc Rồi mới về sau chứ Cà phê đấy à? Thơm nhỉ? Của mẹ vợ chuẩn bị Cậu cũng uống không? Uống chứ, sáng nay tôi đi vội Không mua kịp Cảm ơn nhé Chồng tôi thản nhiên đưa ly cà phê cho Tuấn Tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì hành động này Bình thường mẹ tôi cho gì anh đều trân trọng Nhưng lần này Tuấn mới hỏi anh đã cho ngay. Tài liệu tối hôm qua tôi gửi cho cậu, cậu xem chưa? Có à, tối hôm qua tôi ngủ sớm, nên không để ý. 8 giờ của cuộc họp, cậu tranh thủ xem qua. Ừ. Dương nhìn thấy tôi, thì ai nấy nói với tôi. Anh lên văn phòng trước, em ăn sáng rồi lên sau nhá Anh không ăn sáng sao? Tuấn lúc này dơ bịch giấy đang cầm, thay chồng tôi trả lời. Anh có mua bánh mì, chia cho chồng em một phần. Như vậy được rồi. Dương không ăn sáng nên tôi chẳng muốn ăn. Nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là tới giờ làm. Nên tôi bấm thang máy lên thẳng tầm 10. Vũ lúc này chưa đến. Tôi mở máy tính thì thấy có một tập tin. Vừa gửi cách đây 5 phút là tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay. Tôi kiểm tra cẩn thận rồi in ra thành 8 bản. Đóng tập đàng hoàng, tê sẵn. Pha giúp anh một tách cà phê, Vũ lướt qua tôi như một cơn gió rồi quay lại, không hỏi, đã cầm ly cà phê còn chưa uống của tôi lên người. Anh lấy nhá, ờ, anh anh Vũ. Câu nói của tôi bị cánh cửa vừa khép lại chặn bên ngoài. Thôi thì kệ vậy, chỉ một ly cà phê, không nên tìm anh ta để so đo. Tốt nhất là Vũ cứ xem, tôi như không khí đi. Hôm qua nửa buổi sáng tôi ngồi chơi, nhưng mà hôm nay công việc tự dưng tìm đến với tôi rất nhiều. Tôi đem tài liệu chuẩn bị sẵn đến phòng họp, kiểm tra máy chiếu, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, rồi trở lại vị trí soạn mấy văn bản mà Vũ yêu cầu. Tiếng giày cao gót dẫm mạnh xuống sàn nhà, nghe rất là chói tai. Tôi rời mắt khỏi màn vi tính, nhìn thấy Diệp đang đi về phía này. Vũ đang trong phòng họp, anh có dặn dò những người đến tìm mình nếu là nữ thì không tiếp. Diệp lúc này hất tóc, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ vô cùng xinh đẹp. Bộ váy cô ta đang mặc quá ngắn, khoe triệt để đôi chân dài thẳng tắp. Diệp gõ tay lên mặt bàn, liếc mắt và hỏi tôi. Anh Vũ có trong phòng chứ? Dạ, anh ấy đang họp. Lấy cho tôi một ly nước ép cà chua, mang vào trong phòng. Chị không được vào đó đâu. Diệp nghe xong nhưng cười khẩy, không để vào tai câu nói của tôi. Ngúng ngoài đi tới phòng làm việc của Vũ. Tôi thở dài rồi nhanh chóng đứng lên ngăn cản cô ta. Làm thư ký cho Vũ, tôi kiêm luôn việc xử lý đám yến oanh của anh ta. Diệp lúc này chừng cặp mắt, chuốt mắt tỉ mỉ, nhìn tôi và nói. Tránh ra! Chị bấm thang máy xuống tầng 3, gọi một ly nước ép rồi ngồi đợi. Khi nào anh Vũ họp xong, tôi báo lại cho chị. Hừ, buồn cười nhỉ? Em giả ngốc hay là ngốc thật đấy? Chị đang mang thai con của anh Vũ. Em dám bảo chị xuống dưới tầng để đợi chờ sao? Tôi chỉ làm theo lời dặn dò của cấp trên. Chị không kiên nhẫn để đùa với em. Tránh ra! Tôi lúc này không rảnh để đùa với chị đâu. Mời chị đi cho. Tôi nghĩ rằng người của công chúng như Diệp chắc hành động cũng có chừng mực thôi. Nhưng thật không ngờ cô ta thẳng thừng nhào tới và đẩy ngã tôi. Tiếng quạt của Vũ bất ngờ vang lên. Làm cho tôi giật mình. Cô làm cái gì thế hả? À? Anh Vũ, em... Diệp loạn choáng với đôi giày cao gót, sau đó ngã chồng vó. Vừa rồi cô ta định nắm tay Vũ, nhưng bị anh ta chán ghét hất ra. Diệp ngã xuống có vẻ rất đau. Tôi thấy cô ta nhăn nhó. Nghĩ bụng có khi nào? Diệp động thai rồi không? Nhưng chỉ vài giây sau cô ta đứng lên. Em có làm sao không? Vũ định đỡ tôi đứng lên, nhưng lại bị tôi né tránh. Tôi không sao. Tôi làm tiếp công việc của mình được rồi chứ. Tôi không thèm nhìn Vũ, quay lại ghế ngồi, Diệp có vẻ dè chừng, nhỏ vài giọt nước mắt ủy khuất. "Anh Vũ, cô đi về đi. Bụng em khó chịu, anh đưa em về có được không? Bé con của chúng ta được 5 tuần tuổi rồi, em..." Cô nói dối, "Cô phải chọn thời gian cho chính xác một chút chứ. Cô đừng có chọc giận tôi. Nếu không nghỉ, một sâu diễn nhỏ của cô cũng đừng hòng mà có." Chẳng biết mục đích của Diệp đến đây làm gì. Nhưng sau khi nghe Vũ cảnh cáo... Cô ta không làm ầm Mỹ nữa. Giọng nói dịu dàng, năn nỉ. Tối nay... Anh qua với em có được không? Em ngủ một mình. Hay bị gặp ác mộng lắm. Vậy trước tới giờ cô ngủ với đàn ông... Cô mới không gặp ác mộng à? Không phải thế, anh Vũ. Cô đi về ngay. Đừng có luyên thuyên, nhức hết cả đầu. Thôi được rồi, em về. Nhưng mà tối hôm nay... Anh phải đến với em nhá Em đợi anh đấy Cô ta lau nước mắt Sau đó đi tới bàn làm việc của tôi Ăn năn nói với tôi Từ lúc mang thai tới giờ Tính khí của chị thất thường Khi nãy Chị nhỡ tay Chị đẩy em Em bỏ qua cho chị nhá Dạ vâng Để cho xong chuyện tôi chỉ đáp qua loa Tiếng nước nở theo diệp vào thang máy Không gian yên tĩnh trở lại tôi đang đợi nghe tiếng đóng cửa nhưng không nghe động tĩnh gì đoán trường vũ còn ở phía sau nên tôi không quay đầu lại nhìn cởi ra đi anh bị điên à vũ cười rồi chỉ xuống chân của tôi nói tiếp giày của em rơi gót rồi cởi ra lúc này tôi mới nhìn xuống đôi giày cao gót mang cả tháng nay hở keo lúc nào không hay chắc vì khi nãy bị diệp đầy ngã nên gót giày mới rơi ra Nghĩ lại thái độ của mình vừa rồi hơi thái quá Tôi háng giọng chữa cháy Vũ đi tới Chống hai tay lên bàn làm việc của tôi Nhướng mày vào hỏi Chứ em tính cởi cái gì Đây là chỗ làm việc Phiền anh nghiêm túc một chút Anh có chỗ nào không nghiêm túc Em thử nói xem Thái độ của anh bây giờ Đang không được đứng đắn Anh có ý tốt quan tâm em thôi Vậy mà không được sao thằng máy đến tầng mở ra tuấn cầm theo một tập tài liệu đi về bàn làm việc của tôi vũ lúc này đứng thẳng lưng cũng may anh ta còn biết giữ thể diện trước mặt người khác không buông lời trêu chọc tôi hai người họ bước vào phòng làm việc chưa đến hai phút nhìn thấy tuấn trở ra trên tay anh vẫn cầm theo tập tài liệu hình như lên xin chữ ký tuấn có vẻ không vội dừng lại bắt chuyện với tôi sắp tới giờ nghỉ trưa rồi nhưng mà trông em có vẻ bận rộn nhỉ dạ văn bản này xong là em nghỉ khoảng bao nhiêu phút tầm 15 phút ạ à? có gì không hả à, anh tuấn vậy anh và dương đi ăn trước nhé tôi nâng mắt nhìn nở một nụ cười xã giao dành cho tuấn chồng em không đi ăn trước đâu ạ à? vậy à nhưng theo anh biết thì dương mà đói bụng rất cáu kỉnh bữa sáng cậu ấy chỉ ăn một miếng bánh mì giờ chắc là đói rồi thôi em làm việc đi lát gặp ở căng tin nhé. Dạ vâng ạ. À. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy thái độ của Tuấn rất kỳ lạ, đúng hơn là có phần kỳ cục, giống như đang tỏ vẻ. Tôi cũng không biết anh thể hiện hiểu rõ chồng tôi từng ly từng tí như vậy để làm cái gì chứ? Sao oai với tôi à? Nhưng đó là chồng của tôi. Tuấn giao oai để làm cái gì chứ? Đúng 11 giờ trưa, tôi gõ xong đoạn văn bản mà Vũ giao cho tôi. Ngồi lâu nên cơ thể của tôi mỏi như Tôi xoay xoay vài cái cho đỡ mỏi Rồi đứng lên Quên mất đôi giày cao gót của mình không mang được nữa Suy nghĩ một lát tôi gọi cho Dương Nhờ anh tìm giúp tôi một đôi dép và mang tạp Tiếng tu tút vang lên mấy lần rồi tắt Suốt ba cuộc như vậy Chồng tôi không nghe máy Tôi định gọi thêm một lần nữa Thì điện thoại nội bộ vang lên Đặt giúp anh một phần cơm Mang vào trong phòng nhé Vụ nói ngắn gọn sau đó cúp máy anh ta có chân không tự đi xuống căng tin ăn Mà còn đòi hỏi tôi Tôi đang muốn tránh mặt Sẽ tốt hơn nếu như tôi không làm thư ký cho anh ta nữa Phải rồi Tại sao tôi lại không nghĩ ra sớm nhỉ Vũ cho tôi một tuần thử việc Hôm nay mới là ngày thứ hai Chỉ bằng tôi gây ra lỗi gì đó Để tôi bị đẩy sang một vị trí khác Tôi gọi cho chồng không được Nên tôi đem gót giày còn lại đập xuống nền nhà Cho rơi ra rồi mang cho đủ bộ với bên kia căng tin rất đông nhân viên tôi xuống trễ nên hầu như các bàn đều kín chợt nhìn về phía hai người đàn ông đang ngồi trong dãy bàn bên phải tôi hụt hẫng không nói nên lời chồng tôi không nghe điện thoại bởi vì đang ăn trưa cùng với tuấn nhưng tại sao anh lại không chờ tôi chứ dương xoay lưng về phía tôi nên không thấy tôi đang bước đến và tuấn hình như nhìn thấy mỉm cười và vẫy tay nhi ơi bọn anh bên này tuấn vô cùng tinh mắt để ý đôi giày kỳ lạ của tôi anh nhìn xuống và hỏi giày của em bị làm sao thế kia dạ em bị ngã nên gãy gót ạ à? em bị ngã ư có làm sao không em không sao em có gọi cho anh nhưng anh không nghe máy sương lúc này kéo ghế cho tôi giọng nói vô cùng áy náy xin lỗi vợ anh đi ăn nên không mang theo điện thoại hai anh ăn xong rồi sao ừ em ngồi đây nhé anh đi lấy cơm cho em tuân cầm lấy nước ép lên uống vẻ mặt vẫn duy trì nụ cười ẩn ý hoang mang trong đầu tôi càng ngày càng lớn dần dù hai người họ là bạn thân đến mấy đi chăng nữa nhưng tôi là vợ của dương đàng lý anh nên dành thời gian cho tôi trên hết chứ đằng này bầu không khí ngượng ngùng xuất hiện Tôi không có ý định bắt chuyện với Tuấn, đang khát nước nên tôi cầm ly nước ép của chồng mình định uống, nhưng mà Tuấn lại vội vàng cản tôi. "Ấy, sao em lại uống nước của Dương? Cậu ấy không thích người khác động vào đồ của mình đâu." "Em là vợ của anh Dương, không phải là người khác." Tuấn nhún vai không có ý kiến gì, Dương lấy đồ ăn cho tôi rất nhiều, anh còn đặc biệt bóc vỏ tôm cho tôi. Cứ tưởng anh đợi tôi ăn xong mới quay lại làm nhưng tôi mới ăn được một muỗng dương vội vàng đứng lên em ăn đi anh còn bàn báo cáo đang xem giờ anh lên đây vậy anh xem tiếp đi ăn xong em lên sau ừ. chiều vợ chồng mình tan làm sớm nhé. dạ vâng ạ à. dương xoa đầu tôi rồi đứng lên tôi để ý ly nước kia anh không đụng đến nữa càng tin vơi dần người nhưng mà tôi đang ung dung để ăn cho xong cơm rất ngon có món tôm rang mà tôi thích, nên ăn nhiều hơn bình thường một chút. Từ giờ cho đến chiều, tôi phải làm nhiều việc trái ý với Vũ, thì mới chọc anh ta nổi giận. Nếu xin đổi vị trí ngay lúc này, sợ rằng khiến mẹ chồng tôi nghi ngờ. Một giọng nói u ám từ phía sau vang lên, làm cho tôi giật bắn người. Ăn ngon nhỉ? Tiếng chân ghế bị kéo ma sát với sàn nhà, nghe rất chói tai. Tôi thản nhiên ăn tiếp và không trả lời đi lấy cho anh một phần hết cơm rồi vũ không bất ngờ với thái độ của tôi anh ta chỉ khoanh tay mỉm cười chưa đến một phút đã có nhân viên đem khay cơm tới cho vũ tôi không có hứng thú ngồi ăn với anh ta nên vội vàng đứng dậy nếu như em không muốn cho mọi người ở đây biết chúng ta từng ngủ với nhau thì em ngồi xuống và ăn tiếp đi anh vũ anh đi ổi vừa thôi chứ anh hứa với tôi là anh phải quên chuyện đêm đó tại sao bây giờ anh rất muốn quên nhưng em cứ làm anh phải nhớ em không thể nào tỏ ra tự nhiên như trước được sao nhìn thấy anh là em né tránh đủ đường biểu hiện đó của em mới khiến cho người khác đoán giả đoán non anh ta có thể tự nhiên nhưng mà tôi thì không tôi không làm được cảm giác tội lỗi cứ bùa vây lấy tôi làm tôi cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này Tôi thở hắt ra bất mãn và ngồi xuống. Vũ ăn cơm rất từ tốn. Trước giờ việc vô bổ nhất mà tôi từng làm là ngồi chờ anh ta ăn cơm. Anh hai, anh không thể nào ăn nhanh hơn à? Chờ đánh, tránh miếng ăn. Tôi thật sự muốn giáng một búa đánh trúng vào đầu anh ta. Ánh mắt nhân viên phục vụ nhìn về phía bên này làm cho tôi ái ngại. Nhưng mặt của Vũ dày hơn cả thớt. Đang trốn đông người anh ta sai tôi như một chân chạy vặt. Bọc tôm giúp anh. Anh không có tay à? Có, nhưng mà lười. Tôi không rảnh. Chứ em bận làm gì? Thấy tôi làm ngơ, anh ta cười trừ lắc đầu và tiếp tục gắp một miếng rau bỏ vào trong miệng. Em đâu có hiền giống như lời Dương nói. Bữa cơm của anh ta mất gần 30 phút, tôi quay lại vị trí thì nhận được điện thoại của mẹ chồng mẹ đi công chuyện tiện đường ghé qua nhà hàng đưa thuốc bổ cho con năm phút nữa con xuống lễ tần lấy nhá. vâng ạ à, con cảm ơn mẹ gia đình nhà chồng ngoài vũ ra ai cũng đối xử với tôi rất tốt tự tay mẹ chồng còn mang thuốc bổ đến nhà hàng cho tôi uống mới đầu tôi rất sợ mình về làm dâu nhiều thứ không biết sẽ khó khăn với mẹ chồng này kia nhưng không phải như thế bởi vì dương nói đúng mẹ thương tôi không khác gì con gái không cần đợi 5 phút, tôi xuống chỗ lễ tân, đợi lấy thuốc bổ. Sành chính của nhà hàng rất rộng, có sắp xếp bàn ghế cho khách ngồi. Một đoàn khách hơn chục người đang đợi, tập trung đông đủ và gọi món. Trong số đó có một người, tôi rất quen. Quang ngạc nhiên, tay bắt mặt mừng, hỏi chuyện với tôi. Nhi, cậu làm việc ở đây à? Ừ. Quang, cậu dẫn đoàn à? Cả tháng này, tớ mới dẫn được một đoàn, ế ẩm lắm. Mà nghe nói Cậu cưới chồng rồi à Ừ Tớ mới cưới tuần trước Không đi hưởng tuần trăng mật à Tớ ưu đãi cho này Vợ chồng tớ đều bận Nên tạm thời chưa đi được qua ngả à? Tôi cười trừ nhìn ra cửa Đúng lúc đấy mẹ chồng đến Nên tạm biệt bạn cũ cấp 3 Đi đến chỗ mẹ Đôi giày gãy gót khiến dáng đi của tôi hơi kỳ cục Mẹ chồng coi trọng vẻ bề ngoài như vậy Chắc chắn không vừa ý Với bộ dạng của tôi Giày của con bị làm sao đấy? Con bị ngã nên rơi mất gót giày mẹ. Đi đứng thế nào? Tại sao lại để ngã? Bạn gái anh Vũ đến, con không cho vào phòng làm việc. Thế là... Bạn gái nào? Có phải là con Diệp không? Dạ mẹ. Mẹ phải thay con. Dạy dỗ cho nó một bài học. Con cảm ơn mẹ, nhưng mà... Thôi, con mang thuốc lên uống đi, đừng có bỏ phí. Mẹ đem tới, cho dù có kho uống đến mấy con cũng uống hết ạ ừ thế bây giờ mẹ đi mua cho con vài đôi giày nếu được thì chiều ngày mai hai đứa về sớm nhé dạ vâng thuốc bổ mẹ chồng đưa cho tôi tôi uống không bỏ một giọt có đắng thật nhưng uống vài lần cũng thành quen tôi hạ quyết tâm chuyển vị trí khác nên công việc mà vũ giao cho tôi tôi chỉ làm qua loa rất nhanh đã chọc anh ta nổi giận vũ cầm tập tài liệu tôi vừa làm xong ném lên mặt bàn nghiêm khắc và nhắc nhở tôi những chuyện đơn giản như soạn văn bản mà em làm không xong bốn năm đại học của em em đi hái hoa bắt bướm à có chỗ nào không vừa ý của anh à em còn hỏi tôi em nhìn xem em in kiểu gì thế này ngắt đoạn giãn dòng lung ta lung tung anh muốn trừ bao nhiêu điểm anh cứ trừ đi đã là công việc thì phải có trách nhiệm dù bất cứ là vị trí nào em đừng nghĩ rằng em chống đối anh thì em được chuyển vị trí em không muốn làm việc thì em cứ xin nghỉ thoải mái vũ mắng như tát nước vào mặt tôi muốn hỗ trợ chồng trong công việc không phải là làm thư ký cho vũ nhưng anh ta nói đúng hành động này của tôi là thiếu trách nhiệm lần đầu tiên có người mắng mà tôi không phản bác được lời nào vũ lúc này thở hắt ra cơn giận của anh trương nguôi ngoai anh nói tiếp em đi in tập khác ngay cho tôi còn không em có thể về nhà ngay lập tức tôi suy nghĩ sau đó mạnh dạn đứng lên vũ có vẻ bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười gật cù vào mỉa mai tôi <laughs> em giỏi thật tôi đủ cắn rứt lương tâm với chồng của mình nếu như còn ở lại đây tôi lại càng cảm thấy khó chịu trong đầu cứ nghĩ đến chuyện mình phát sinh quan hệ ngoài luồng với anh chồng còn làm thư ký riêng cho anh ta. Chẳng khác nào tôi đang ngoại tình sau lưng chồng mình. Đang còn sớm nên tôi nhắn tin cho Dương, nói với anh rằng tôi về nhà trước. Dương từng nói rằng trong công việc, Vũ rất khó tính. Tôi lại mới ra trường, cũng không bất ngờ lắm khi tôi bị đuổi việc. Mẹ cùng bé Hân vừa đi siêu thị về, nhìn thấy tôi ở nhà, không khỏi ngạc nhiên. Ơ, chị Chi, chị về nhà sớm thế? Ừ, Hôm nay chị ít việc nên được về sớm. Hôm nào có dịp chị đưa em tới đó ăn tối nhé. Hôm qua em bận, nghe bạn em bảo có món bò bít tết ở đấy ngon lắm. Ừ, chị có mấy voucher chờ đây. Em có muốn lấy không? Muốn chứ, chị cho em xin. Em đi với bạn cũng được. Bạn trai à? Mẹ Hân đang vui đột nhiên giấu dĩ thờ dài. Mẹ đem đồ vào bếp, bố thì qua nhà hàng xóm chơi cờ tướng. Nên con bé mới dám to nhỏ với tôi. Đợt trước, em có để ý một anh hai năm. Nhưng mà anh ấy không thích em chị à? Sao thế? Em cái của chị xinh thế này cơ mà. Bị người ta từ chối à? Anh ấy thích bạn thân của em. Bạn thân của em á? Chẳng phải là cái cậu gì tên Hưng à? Vâng à. Tôi nghe xong mà ngớ người. Giới tính thứ ba không có gì đáng bị kỳ thị. Họ cũng như bao cặp đôi khác Quen nhau yêu nhau là chuyện bình thường Còn bé Hân tiếp tục kể cho tôi Mới đầu em không nghĩ anh ấy thích Hưng Nhìn anh ấy men lắm Cao giáo đẹp trai lại còn chu đáo Bọn em đi chơi được hai lần Em ảo tưởng Rằng anh ấy thích em chứ Đôi khi về bên ngoài Không nói lên được giới tính của một người Tôi nghiệm ra được câu nói này từ bé Hân Bỗng chốc tôi nghĩ đến Tuấn Ngày hôm nay tôi có một sự hoang mang về những câu nói ẩn ý của Tuấn. Tuy không có khả năng, nhưng mà tôi thử hỏi em gái của tôi. Hân này, cậu bạn kia để ý đến Hưng như thế nào? Trong lúc đi chơi, thi thoảng em bắt gặp anh ấy, lén nhìn anh Hưng, quan tâm đến sở thích. Gần đây còn nhắn tin rủ Hưng đi chơi riêng. Tối qua sinh nhật xong, còn gạ Hưng đi khách sạn chị à? Chị có hai đồng nghiệp nam là bạn thân từ hồi đại học một người có vợ rồi nhưng mà họ thân nhau lắm hiểu rõ tính cách của nhau hay đi công tác chung với nhau thế này thì chưa khẳng định được hai người họ có phải đang quen nhau hay không phải xem người có vợ kia đối xử với vợ anh ta như thế nào mà cũng không hiếm người kết hôn để che mắt thiên hạ đâu chị cuộc trò chuyện này lại khiến cho tôi thêm mơ hồ mãi cho đến khi dương về tôi mới thoát ra khỏi những suy nghĩ kỳ lạ không có cơ sở trước khi kết hôn tôi và dương có một khoảng thời gian tìm hiểu anh không phải là kiểu người đó tôi hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình điều tôi đang băn khoăn là tuấn có khi nào tuấn thích chồng tôi nên cố tình thể hiện ra mặt với tôi như vậy hay không tôi đang phụ mẹ nấu lầu thì dương bước vào vẻ mặt của anh hơi lạ không lẽ anh giận tôi bởi vì tôi tự ý bỏ về dương lúc này lên tiếng vợ này mẹ mua cho em mấy đôi giày em lên phòng mang thử xem có vừa không anh ghé nhà sao ừ mẹ gọi bảo anh ghé lấy có gì sáng mai cho em đi làm mẹ tôi nghe như vậy lúc này chép miệng giày của con còn nhiều sao lại bảo mẹ chồng mua thêm làm cái gì mẹ con hay mua sắm bà ấy thích mua cho vợ của con mẹ ạ à? Tôi lau tay sạch sẽ rồi theo Dương lên phòng. Những đôi giày cao gót được bỏ trong hộp, gói ghém vô cùng cẩn thận. Mẹ chồng tôi mua thì nhất định không phải loại rẻ tiền. Dương bảo tôi ngồi lên ghế, rồi tự tay gỡ ra, mang giày cho tôi. Giọng anh từ tốn. Anh Vũ, sao cho em nhiều việc lắm có phải không? Dạ cũng không nhiều. Chiều nay em... Anh ấy có nặng lời, thì em đừng có để bụng tính anh vũ khó chịu vậy thôi nhưng mà không yêu cầu gì quá đáng anh xin lỗi giúp em rồi sáng ngày mai em đi làm bình thường nhé chồng ơi anh sắp xếp cho em vị trí khác có được không mẹ giao nhà hàng cho anh vũ anh không có quyền can thiệp vào mấy chuyện này nhưng mà hay em có bất mãn gì với anh vũ sao em không có thôi được rồi chuyện này thống nhất như vậy mẹ bảo đợi em có bầu không cần phải đến nhà hàng nữa vâng em biết rồi chuyện sinh con tôi và dương cũng bàn bạc là sinh trong năm nay anh không đặt nặng con trai hay con gái miễn là có một đứa bé cho vui nhà vui cửa còn mẹ chồng tôi thì khác bà thích con trai hơn chúng tôi mới kết hôn sức khỏe ổn định lại thêm ngày nào tôi cũng uống thuốc bổ nên không sớm thì muộn cũng đậu thai mấy đôi giày cao gót mẹ chồng mua cho lại cùng sai với giày tôi đang mang. Cả mấy chuyện nhỏ nhặt này, Dương cũng tinh tế, để ý giúp tôi. Chị Nhi ơi, em vào được chứ? Ừ, em vào đi. Con bé Hân lém lình bước vào phòng. Dương đi tắm nên nói hí hửng, lôi mấy đôi giày của tôi ra, trầm trồ khen ngợi. Eo ơi, đẹp thế. Màu này mang lên chân hơi bị trắng ấy. Ừ, đôi nào cũng đẹp. Mẹ đang khen tấm tắc Mẹ chồng chị với bố đấy. Mẹ thấy ghen tị với chị. Điện thoại trên bàn lúc này bỗng rung là của Dương. Tôi cầm lên nhìn thấy hai tin nhắn vừa được gửi. Bé Hân hiếu kỳ với cái nhíu mày của tôi. Có chuyện gì thế chị? Ai nhắn gì cho anh Dương mà toàn là chữ số? Đâu? Đưa em xem nào. Tôi đưa điện thoại của chồng mình cho bé Hân. Nó vừa nhìn qua ngạc nhiên và hỏi tôi. Này, chị có biết số điện thoại của người gửi là ai không? Chị không biết. Có gì bất thường à? Cái này là mật mã tình yêu bằng số trong tiếng Trung đấy. Năm hay không có nghĩa là anh yêu em. Anh yêu em sao? Ai lại nhắn tin cho chồng tôi câu này chứ? bé hần khẩn trương rục rã. Chị mau mở khóa đi, xem thử người này còn nhắn gì không? Chị... chị không biết mật khẩu hai chị em tôi nhìn nhau im lặng. Tôi đọc được trong ánh mắt bé hân điều mà mình đang suy nghĩ. chuyện gì đang xảy ra với chồng tôi đây? Có ai cố tình phá đám hạnh phúc gia đình của tôi chăng? Hay là họ nhắn nhầm số? Bởi vì dương không lưu số điện thoại này trong danh bạ. Lúc này cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Tôi vội vàng đem điện thoại của chồng để lại chỗ cũ, còn bé hân cũng vờ như không biết gì, khen mấy đôi giày của tôi vài câu, rồi sau đó đi xuống dưới nhà. Mới tắm xong nhưng Dương ăn mặc rất lịch sự Nhớ lại hình như anh chưa bao giờ cởi trần trước mặt tôi Còn số 502 đó không ngừng hiện hữu trong đầu Làm tôi có những hành động nghi ngờ về chồng Thầy Dương cầm điện thoại lên Tôi lén nhìn xem mật khẩu là gì Nhưng anh xoay người lại Nên tôi không thấy được Chồng này, anh vào lấy quần áo vừa mặc đưa cho em Em đem xuống bỏ vào máy giặt luôn nhé Ừ, sương úp điện thoại xuống rồi bước vào nhà vệ sinh tôi lật đật đứng lên cầm điện thoại của anh may là màn hình chưa tắt sương đang xem tin nhắn khi nãy ngón tay của tôi run run kéo lên một loạt tin nhắn toàn những con số kỳ lạ khiến cho tôi bùn rùn tay chân mặc dù chưa hiểu được ý nghĩa nhưng điều này chứng tỏ chồng tôi và chủ nhân của số điện thoại này thật sự có quen biết với nhau thậm chí là rất thân bởi vì dương nhắn tin lại rất nhiều Em động vào điện thoại của anh làm cái gì đấy? Tôi vội vàng để điện thoại xuống, nhưng chưa kịp thì bị Dương giật lấy. Hành động thô lỗ khiến cho tôi bất ngờ. Em thấy điện thoại của anh Dung, tưởng ai gọi, nên em mới cầm lên xem. Chúng ta thống nhất với nhau, dành cho nhau sự riêng tư cơ mà. Anh tôn trọng, nên không bao giờ kiểm tra tin nhắn hay cuộc gọi của em. Còn em thì sao? Em đọc trộm tin nhắn của anh à? Anh, anh Dương, em chỉ vô tình thấy những tin nhắn kỳ lạ này nên thắc mắc thôi. Anh không định giải thích với em sao? Lần đầu tiên vợ chồng tôi to tiếng với nhau. Dương không còn dáng vẻ ôn hòa nho nhã như bình thường. Anh cười nhạt, vẻ mặt thất vọng. Mỗi lần anh đi công tác, chị quên phòng hành chính sắp xếp khách sạn, rồi nhắn số phòng. Anh không ngờ, em lại đa nghi như vậy. Chỉ mấy con số mà em nghi ngờ chồng của mình sao kìa em anh không muốn cãi nhau nhưng mà anh quá thất vọng về em nhỉ? à em không có lòng tin vào anh sao em xin lỗi em không nên như thế em sương đóng sập cửa tôi như chôn trần tại chỗ nhìn anh tức giận bỏ ra ngoài vài giây sau tôi vội vàng chạy theo tôi đang làm cái gì thế này vì một dòng tin nhắn mà nghi ngờ chồng và cãi nhau với chồng sao Bố tôi đang trong phòng khách, nhìn thấy Dương nghiêm mặt đi xuống, không hiểu chuyện gì. Anh đi một mạch, thẳng ra ngoài cổng, thì bố gọi lại. Dương ơi, đến giờ cơm rồi, con còn đi đâu? Con có việc ra ngoài một lát, tối nay con ăn bên ngoài à? Đợi, đợi em với, chồng ơi! Tôi đuổi theo không kịp, xuống tới chân cầu thang thì Dương lái xe ra cổng. Mẹ tôi từ trong bếp, ngờ ngác bước ra hỏi. Có chuyện gì đấy? hai đứa cãi nhau à con hiểu lầm anh ấy nên cái con bé này tự dưng đi cãi nhau với chồng làm cái gì bé hân đứng sau lưng mẹ ái ngại nói đỡ cho tôi mẹ ơi mẹ phải nghe chị hai giải thích chứ chưa gì mẹ lại vội vàng trách chị ấy rồi mẹ nhìn tôi thở dài bầu không khí đang vui bị tôi dập tắt tôi ngồi xuống ghế tự thấy bản thân mình có lỗi với chồng hết chuyện vũ rồi lại đến chuyện này Tôi đang biến mối quan hệ giữa hai vợ chồng Đi vào ngõ cụt Mẹ tôi ngồi xuống ghế Bất mãn hỏi tôi Con hiểu nhầm thằng Dương chuyện gì à? Có người nhắn tin cho anh Dương Lạ lắm mẹ à Lạ là lạ thế nào? Người đó nhắn một dãy số Nếu hiểu theo tiếng Trung Là anh yêu em Bố mẹ tôi cầu mày Về mặt không tin Lúc này tôi đành phải lên tiếng giải thích Tin nhắn đó là của một chị bên phòng hành chính. Chị ấy nhắn số phòng khách sạn sắp tới. Anh Dương đi công tác. Số phòng khách sạn á? Ừ. Chết rồi. Em... Mẹ tôi tức giận, véo vào tay của bé Hân và mắng. Có phải con nói bậy bạ cái gì để chị con và anh rể cãi nhau hay không? Con cứ tưởng đấy là mật mã tình yêu mẹ ạ. À. Xem phim Trung Quốc nhiều, bây giờ bị nhiễm rồi phim 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 suốt ngày cắm mặt vào mấy bộ phim nhảm nhí đấy rồi bây giờ chả được cái tích sự gì chị ơi em xin lỗi không sao đâu do chị không tin tưởng anh dương không phải lỗi của em thế thì con mau đi tìm thằng dương để mà xin lỗi nó đi đừng để vì chuyện không đáng có mà hai đứa giận nhau vâng ạ à. tôi lên phòng thay quần áo rồi mượn chiếc xe máy của bé hân đi tìm chồng tôi gọi mấy cuộc nhưng dương không nghe máy chẳng biết anh đi đâu nên tôi bèn về nhà chồng vũ lan bất ngờ khi thấy tôi về một mình nhìn vào trong sân không có xe của dương tôi hụt hẫng vô cùng có chuyện gì vậy mà nhìn mợ nhi lo lắng thế vũ lan à anh dương có về đây không ạ à? không có về vũ từ trên ban công tầng 2 nhìn xuống không biết có phải nghe được cuộc nói chuyện của tôi và vũ lan hay không anh ta cười khởi dừng dưng nói Vũ Lan, cháu đây bụng rồi, vào dọn cơm. Vâng, thưa cậu. Anh ta đã nhìn thấy tôi. Nếu không vào nhà chào hỏi mẹ chồng một tiếng thì không phải phép. Đằng nào Vũ Lan cũng nói lại, nên tôi theo Vũ vào trong nhà. Mẹ chồng tôi đang ngồi phòng khách nghe điện thoại, lông mày nhíu chặt, giọng nói nghe như đang tức giận. Thấy tôi vào bà thờ hắt ra, lươn tiếng nói cho tôi nghe. Vợ con nó đang ở đây, có chuyện gì bình tĩnh mà giải quyết Thế em một tí là cãi nhau Còn ra cái thể thống gì Con đi về nhà ngay cho mẹ Bà ấy đang nói chuyện điện thoại với Dương Tôi khẩn trương ngồi xuống ghế Vẻ mặt có lỗi Không dám nhìn thẳng về phía mẹ chồng Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu Chuyện vợ chồng tôi cãi nhau Giờ thì ai cũng biết cả rồi Vũ từ cầu thang huyết sáo đi xuống Điệu bộ như đang cười nhạo vào mặt tôi Thản nhiên hỏi dương đang đâu mẹ em con nó đang ở quán ba của thằng thắng ấy quán ba đó ở đâu ạ à? để con đến con gặp anh ấy không cần đâu mẹ bảo nó về rồi thì hai đứa con cãi nhau vì chuyện gì tôi không giấu giếm tôi nhận lỗi về phía mình lần này là tôi sai mẹ chồng có trách mắng tôi không có gì để nói nhưng sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện bà ấy chẳng những không hề nói nặng tôi một câu mà còn đứng về phía của tôi chuyện cũng chẳng có gì to tát mà chồng của con lại làm quá lên mẹ phải nhắc nhở nó thôi tối nay con ở lại ăn cơm lát nó về hai đứa làm lành với nhau dạ vâng ạ chuyện qua tay mẹ chồng tôi trở nên dễ giải quyết hơn rất nhiều tôi gọi về cho bé Hân, nhờ nó nói với bố mẹ tối nay tôi ở lại bên này vũ nhún vai đứng lên ngồi vào bàn ăn trước Lúc Vũ Lan đem chém thuốc bổ lên, anh ta nhíu mày khó chịu. Mùi gì mà kinh thế Vũ? Thuốc bổ cho mợ nhi đấy cậu. Đủ thuốc hết à? Vũ cười nhà rồi ăn cơm. Tôi không để tâm lắm, nói lấp lửng của anh ta, chỉ lo ngóng ra cửa xem Dương đã về chưa. Ăn tối xong tôi về phòng tắm rửa. Vũ Lan động viên tôi. Vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường. Những dấu hôn trên người tôi đã nhạt bớt. Bộ váy ngủ hai dây khoe trọn thân hình mảnh khảnh. Từ năm cấp 3 tôi được nhiều bạn nam tán tỉnh. Nhưng bố mẹ không cho yêu sớm. Lên đại học tôi lại không thích quen ai. Trường gần nhà nên tôi không ở trọ. Đi học rồi về. Cuối tuần tụ tập với đám bạn. Cho đến khi gặp Dương, tôi mới biết thế nào là rung động. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Vũ Lan. Tôi chỉnh cổ áo rồi đứng lên mở cửa. Khuôn mặt tươi cười của Vũ khiến cho tôi khó hiểu. Mợ nhi à, bà bảo mợ uống hết ly sữa này rồi cậu Dương về đi ạ. À. Nhìn ly sữa tôi lại nhớ đến đêm tân hôn, gò má nóng gian vào bối rối. Vú Lan cười và dục dã tôi. Mợ uống đi, không có gì phải ngại. Mợ phải chủ động làm lành với cậu Dương, ly sữa này giúp cậu ấy mê mợ như điếu đồ đi ạ. À. Mẹ cháu còn chưa ngủ ạ. À. Bà đang đợi cậu Dương ở phòng khách. Mợ, mợ uống đi ạ. À? Đây là yêu cầu của mẹ chồng. Tôi biết mẹ muốn vợ chồng tôi sớm làm lành nên nhận ly sữa của Vũ Lan uống hơn một nửa ly. Trong đầu tôi chuẩn bị những lời cần nói với Dương. Tôi để điện rồi lại giường ngồi xuống. Vài phút lại đứng lên mở cửa ban công xem thử chồng tôi đã về chưa. Những dấu hiệu hệt như đêm đó lại bắt đầu xuất hiện. Cơ thể của tôi nóng như lửa trong người Diện váy ngủ mỏng manh Nhưng lại cảm thấy bức bối và khó chịu Tôi thở dốc ngồi xuống giường Hai tay vuốt ve bà vai Miệng thốt lên Những tiếng ngân nga khẽ khẽ Nóng, rất nóng Tôi lào đào đứng lên bước vào nhà vệ sinh Và muốn tắm thêm một lần nữa Nhìn mình trong gương Khuôn mặt nhuốm màu dục vọng Ánh mắt mê ly Như con ngọn lửa âm ỉ cháy lúc này điện trong phòng tắt đi tôi không còn tâm tư để ý cởi bỏ váy ngủ buông thà mình dưới vòi sen nhưng dòng nước mắt lạnh không đủ xoa dịu được cơ thể đang khát tình của tôi điện trong nhà vệ sinh lúc này cũng tắt đi tôi đang hoang mang thì có người đầy cửa bước vào chồng tôi đã về rồi sao tôi nỉ non gọi anh anh dương anh còn giận em không trong bóng tối Dương mạnh mẽ áp sát tôi vào tường, cơ thể không mảnh vải của tôi được anh ôm chầm lấy, mùi rượu phẳng phất khiến tôi say đắm. Mẹ chồng nói Dương đến quán bar, chắc anh buồn lắm nên mới tìm đến rượu. Ly sữa của Vũ Lan khiến tôi mạnh dạn hơn trong chuyện vợ chồng, cánh tay lần mò vòng lên cổ của Dương, nhiệt tình đáp lại. Chồng à, anh đừng giận em nhé. Dương không cho tôi nói hết câu, anh mạnh mẽ cùng tôi ngả xuống giường rồi ngậm lấy môi của tôi nụ hôn có mùi men như kích thích những ngọn lửa bên trong tôi thêm dạo rực cơ thể cả hai thấm đẫm mồ hôi da thịt cận kề dán chặt vào nhau từng giây từng phút đòi hỏi đến cạn kiệt sức lực tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh làm cho tôi tỉnh giấc trải qua một đêm ân ái cùng chồng tâm trạng tôi trở nên vui vẻ nhìn ga giường nhàu nhĩ đầy dấu ấn hoan ái. Tôi mỉm cười với tay lấy điện thoại xem thư, thì hơn 8 giờ sáng. Lần đầu tiên vợ chồng tôi cãi nhau, nhưng mà làm hòa rất nhanh chóng. Dương từ nhà vệ sinh bước ra ngoài, anh nhìn tôi ước chừng 2 giây rồi quay đi, khiến nụ cười trên môi của tôi gượng gạo vô cùng. Dương hắng giọng nói với tôi. Anh đến nhà hàng trước, em ngủ thêm đi, chiều hãy đến. Để em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé Anh đến nhà hàng ăn luôn một thể Dương mở tủ lấy quần áo Rồi nhanh chóng mặc vào Trông anh có vẻ đang vội Anh đi nha vợ nhé Buổi chiều gặp nhau ở nhà hàng Dạ vâng Cánh cửa đóng lại Tôi cũng lê hai bắp đùi bùn rùn vào nhà vệ sinh Tắm rửa cho sạch sẽ Dòng nước ấm áp xối xuống bà vai Thật là thoải mái Tôi đắm chìm trong sự thư giãn làm tỏa từng lỗ chân lông gội sạch lớp mồ hôi còn vương lại trên cơ thể một thứ lấp lánh trên kệ bỗng rơi vào tầm mắt của tôi nước từ vòi sen không ngừng xối xuống khiến cho tôi cay mắt là một chiếc đồng hồ nam tôi cầm lên xăm soi trước giờ tôi chưa từng thấy chồng mình đeo đồng hồ bao giờ vậy chiếc đồng hồ này là của ai tôi ngớ người người duy nhất mà tôi nhìn thấy đeo đồng hồ trong ngôi nhà này chỉ có vũ mà thôi nếu của anh ta thì tại sao nó lại nằm ở đây chứ trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ rồi vội vàng lắc đầu cho tỉnh táo không thể nào cổ vũ được có thể chồng tôi mới mua tôi đã nghi ngờ chồng mình một lần khiến cho hai vợ chồng cãi nhau mới đó mà tôi vội vàng phán đoán lại khiến cho dương thất vọng về tôi hơn tôi tắm xong xuống dưới nhà nhưng không thấy ai Loàng thoáng nghe tiếng Vũ Lan ngoài sân. Vũ đang nói chuyện với một người nào đó trước cổng. Mẹ chồng tôi thì không thấy đâu. Trong lúc này, chỉ có một mình tôi trong nhà. Chiếc đồng hồ lúc nãy lại làm cho tôi lăn tăn. Trong một phút nhất thời, tôi lại làm ra một chuyện điên rồ. Cánh cửa phòng của Vũ mở ra. Tôi giòn rén bước vào, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Ánh nắng từ ban công chiếu vào, khiến căn phòng như bừng sáng phòng của vũ rất rộng có một khu để quần áo và có hẳn một chiếc tủ kính để bộ siêu tập đồng hồ đắt tiền tôi khẩn trương chạy tới kiểm tra ở hàng thứ hai ô chính giữa thiếu đi một chiếc bên góc dưới cũng vậy nếu như trống nhiều thì không nói làm gì đằng này thiếu mất hai chiếc trong khi đó các ô xung quanh đều được lấp đầy chiếc đồng hồ kia không lẽ là của vũ thật sao tôi đang thất thần thì có người mở cửa Giọng nói của Vũ vang lên Em muốn đi bao lâu Tôi hốt hoảng không kịp quan sát Chạy tới tủ quần áo Rồi mở cửa chui vào Chống ngực của tôi đập thình thịch Như muốn rơi ra ngoài Không nghĩ anh ta lại về nhà ngay lúc này Ừ Anh nói lại với mẹ sao Nhưng mà chỉ hai ngày thôi nhá Gần đây em đi công tác hơi nhiều rồi đấy Vũ đang nói chuyện điện thoại Nghe đến hai từ công tác, tôi chợt nghĩ đến Dương. Tiếng nói chuyện nghe mỗi lúc một gần, tôi nín thở, co giò thù mình trong không gian chật hẹp. Ừ, anh chỉ giúp em một lần này nữa thôi, nếu không được thì thụ tinh nhân tạo đi. Em nên nhớ, người cưới vợ không phải là anh, em nên có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Thụ tinh nhân tạo sao? Trách nhiệm sao? Tôi nghe và không hiểu gì. Cánh cửa tù bất ngờ bị mở ra tôi níu lại không kịp theo quán tính đổ nhào về phía trước đau quá đầu gối của tôi bị đập xuống nền nhà hai tay của tôi đang nắm lấy ống quần của vũ anh ta còn ngạc nhiên hơn cả tôi nét mặt xa sầm hỏi em trốn trong tủ quần áo của anh làm cái gì tôi tôi vũ lúc này ngồi xồm xuống nâng cầm của tôi lên khóe môi nở một nụ cười khinh khỉnh muốn tạo bất ngờ với anh sao không không có anh vừa nói chuyện điện thoại với dương có phải không chỉ bằng em tự mình kiểm tra đi anh ta lấy điện thoại bỏ vào túi quần sau đó ung dung đứng dậy không đợi tôi phản ứng vũ bắt lấy tay của tôi chụp lên túi quần của anh ta và cười cợt lấy điện thoại ra đi không không cần đâu em sẽ cần đấy tin anh đi anh bỏ tôi ra em đang sợ điều gì anh bảo em lấy điện thoại có phải lấy cái gì đâu mà sợ chứ tay của tôi vừa chạm phải thứ tôi không nên chạm vũ cố tình đặt tay tôi lên đó rồi cười khoái chí ép sát tôi vào trong tủ quần áo mới sáng sớm em lại nhớ nhung anh đến như vậy à đêm qua chồng em không làm em thỏa mãn sao anh bị điên à Miệng lưỡi của em ghê gớm nhỉ Nếu anh không bỏ tay tôi ra Tôi gọi Vũ Lan bây giờ Em gọi thử xem Gọi đi nào Tôi thấy mồi của Vũ sắp đáp xuống môi của tôi Tôi muốn né tránh Nhưng cầm của tôi lại bị anh ta giữ chặt Hàm răng đang cắn chặt Bị anh ta cậy mở Rồi chen đầu lưỡi vào Tôi tức muốn khóc Một tay được tự do đánh thùm thụp lên lưng anh ta Nhưng lại không xi si nhê gì Môi của tôi bị vũ cắn miết Vị cà phê thoang thoảng trong khoang miệng Hơi thở nóng hừng hực liên tục phả vào mặt tôi Cánh tay tôi dùng lực đến tê dần Bất lực buông xuống hô hấp của tôi như bị rút cạn Tôi sợ hãi không dám mở mắt Đầu óc ong ong quay cuồng Giọng nói trầm ấm ở ngay bên tai tôi Như mê hoặc rũ rỗ Điều đáng nói là cơ thể của tôi Lại không bài xích với Vũ Giống như anh ta hiểu rõ nó hơn cả tôi Mỗi một hành động đều khiến cho tôi buồn rùn tay chân. Muốn cùng anh ôn chuyện cũ một chút không? Đừng, tôi không muốn. Nhưng nếu như anh muốn thì sao? Anh điên rồi. Vũ, anh thả tôi ra. Khóa kéo sau lưng tôi bị Vũ kéo xuống. Tôi giật mình vội vàng túm lại, nhưng bị Vũ giật mạnh. Tôi quính quáng đánh lên gáy của Vũ, thì nghe anh ta suýt xoa đau đớn, Em thích bạo lực sao? Anh dừng lại đi. Tên đã lắp vào cung rồi. Nếu như không bắn, thì lại cảm thấy có lỗi với cuộc đời. Tên khốn nạn nhà anh. <laughs> mắng hay lắm. Chửi đi. Tiếp tục mắng chửi đi. Anh là đủ đê hèn, bị ổi. Nhìn mặt của anh mất uy tín như vậy sao? Anh không được chạm vào tôi. Nhưng mà anh lỡ chạm mất rồi cơ thể của tôi bừng tình vì nghe giọng nói của vũ lan bên ngoài vũ thở dốc đáp lại rồi nhấc bồng tôi lên nước mắt của tôi chảy dài vừa tức vừa sợ tôi mới làm lành với chồng xong lại gặp phải chuyện này ngay từ đầu tôi đừng nóng vội chạy vào phòng của vũ thì đâu xảy ra cư sự gì chứ tôi đang phản bội chồng mình ngay trong chính ngôi nhà của anh tắm với anh không không tôi xin anh anh tha cho tôi anh đừng làm thế này nữa là dương hay vũ rốt cuộc bên trong cơ thể của tôi tôi đã tiếp nhận ai chứ hay là anh đưa về phòng nhé không cần ừ. em đúng là cứng đầu tôi mệt thở không ra hơi hai chân chạm xuống đất nhưng đứng không vững vũ lúc này nhặt bộ váy dưới đất mặc lại cho tôi dù nói không cần nhưng mà vũ vẫn đưa tôi về phòng anh ta thản nhiên ôm tôi đi lại trong nhà mí mắt của tôi nặng trĩu một nửa sức lực như bị anh ta rút cạn vũ đặt tôi lên giường vẻ mặt của anh ta vô cùng bất đắc dĩ khi nào em mang thai tôi không chạm vào người em nữa tôi ngủ mê man một giấc đến khi nghe tiếng vũ lan gõ cửa tôi mới giật mình tỉnh dậy mợ nhi mợ dậy chưa dạ con dậy rồi Bà chủ đang đợi mở ăn cơm chưa? Mở xuống ngay nhá. Dạ vâng ạ. À. Mẹ chồng tôi về. Cũng gần 12 giờ trưa. Tôi vội vàng vào nhà vệ sinh tắm sư qua. Rồi thay một bộ quần áo khác. Tùy lúc Vũ đưa về phòng. Tôi đang trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng câu nói của anh ta. Tôi nghe rất rõ. Tại sao tôi mang thai? Anh ta không động vào tôi nữa chứ. Còn cả cuộc điện thoại kỳ lạ kia là như thế nào? Anh ta đề cập đến việc thụ tinh nhân tạo với Dương sao? Tôi vốc nước liên tục vào mặt cho tỉnh táo, rồi bước xuống dưới nhà. Mẹ chồng tôi đang ngồi trong phòng khách, kế bên là mấy túi quần áo. Bà ấy rất rảnh, không đi mua sắm thì hẹn nhau uống trà cùng với mấy người bạn. Nhi đây à, mẹ mua cho con mấy bộ váy, con đi làm thay đổi mặc dần nhá. Dạ thưa mẹ, hôm trước mẹ mua cho con còn nhiều lắm, còn mặc chưa hết ạ à? chưa hết thì cứ để đấy em gái con thích ý, thì cho con bé cửa hàng có mẫu mới mẹ lại mua tiếp cho con dạ con cảm ơn mẹ mà một người bạn của mẹ tuần này khai trương spa con theo mẹ đến tham dự nhé dạ vâng ạ à. buổi trưa thường thì chồng tôi ăn cơm ở nhà hàng nhưng mà ngày hôm nay anh lại về tôi không dám nhìn dương bởi vì có cảm giác tội lỗi đang vây hãm tôi trong sáng nay ngay trong ngôi nhà này, tôi đã làm một việc đáng kinh tởm. Ngay cả tôi còn cảm thấy khinh bỉ bản thân mình, thì huống gì Dương chứ? Sao con lại về giờ này? chiều nay con đi công tác, con về chuẩn bị hành lý. Công tác gì mà liên tục thế? Anh còn sắp xếp à? Dạ vâng ạ. À. Thế đi mấy ngày? Con đi hai ngày thôi mẹ. Dương ngồi xuống cạnh tôi, nhưng trước mặt mẹ anh. Anh ý tứ giữ một khoảng cách nhất định Sợ tôi buồn giàu như lần trước Anh nói với tôi Vợ này Anh mới phát hiện một nơi Bàn bánh kép rất ngon Khi nào về anh mua cho em mấy phần nhá Dạ vâng Thì mấy giờ chiều anh đi Để em xếp quần áo Anh đi ngay bây giờ Em ăn cơm đi Anh tự làm được rồi Anh nói xong Lại theo thói quen xoa đầu của tôi Động tác cưng chiều dịu dàng Tìm tôi cò thắt ngay khi tôi và chồng có được một chút hạnh phúc ít ỏi thì lại có chuyện kéo đến. Càng xấu hổ càng mặc cảm với chồng tôi lại càng ghét cay ghét đắng vũ hơn. Cái cơ hội mà anh ta nói kia tôi không cần, tôi không muốn đến nhà hàng làm việc cùng anh ta nữa. Tôi định đứng lên đi theo Dương thì mẹ chồng bảo cứ kệ cho anh. Kết hôn chưa đến một tuần chồng tôi lại đi công tác hai lần tôi không biết tại sao anh lại bận rộn như vậy. Hay là Vũ cố tình giao nhiều việc cho chồng tôi. Anh ta muốn dương vắng nhà để cưỡng ép tôi. Nghĩ đến khả năng này, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Mẹ ơi, con xin nghỉ hai ngày có được không ạ? À? Con nghỉ làm gì? Con định về nhà. Vợ chồng con chỉ mới về bên đó được một ngày. Con muốn qua ở chơi thêm. Bố mẹ con nói gì với con à? À, dạ không. Tại con nhớ nhà thôi ạ. À? Ừm. Uhm. Mà Nhi này Dạ Con cứ qua Khi nào buồn Hết buồn thì lại về với mẹ Tôi ngầm hiểu đó một lời đồng ý Nên trong đầu của tôi cũng đỡ nặng nề Tôi ăn không ngon Ánh mắt cứ dõi ra cửa Xem thử Dương xếp hành lý xong chưa Con về bên nhà Nhớ mang theo thuốc bổ mà uống Không được uống gì lung tung Làm thuốc mất tác dụng Nhớ chưa uống lung tung là cái gì à mẹ ví dụ như là rượu cà phê nhất là con không được uống thuốc tránh thai đôi đũa tôi đang cầm rơi xuống sàn nhà biểu hiện thất thố của tôi Giống như không đánh mà tự khai vũ lan lấy cho tôi một đôi đũa khác quan tâm và hỏi mợ làm sao thế con con không sao ạ à? hôm trước tôi phơi quần áo thấy trong túi áo khoác của mợ có vì thuốc nên tôi đưa cho bà sao mợ lấy uống thuốc tránh thai dạ à, con con mua cho cái vi nhưng mà quên đưa Ây chết thế là chúng ta hiểu nhầm mợ nhi rồi bà có thật là con mua cho bạn không dạ vâng con mua cho cái vi ạ thế thì tốt nhi này con đừng làm mẹ thất vọng vâng con biết rồi mà trước thì nói dối chồng bây giờ tôi còn nói dối luôn cả mẹ chồng của tôi nếu như bà ấy biết được những gì xảy ra trong căn nhà này chắc chắn bà nổi trận lôi đình tôi cúi mặt xuống nghẹn ngào ăn cơm không chú ý đến ánh mắt trao đổi của mẹ và vũ lan buổi chiều hôm ấy tôi lấy cớ đau đầu không tới nhà hàng chậm tối tôi lại lấy lý do do mẹ đẻ gọi hỏi han vợ chồng tôi đã làm lành hay chưa rồi tôi xin phép mẹ chồng về bên đó. Vũ Lan đưa cho tôi hai gói thuốc bổ, dặn tôi sắc trong một giờ rồi uống lúc còn ấm. Tôi lái xe máy của bé Hân về trả cho nó, trên đường nhận được điện thoại của cái vi, giọng nói thay thế như muốn đấm vào tai. Mày đang làm cái gì đấy? Có ra ngoài được không? Tao đang trên đường về nhà, có chuyện gì không? Mày đến chung cư của Lão Vinh, đón tao về với vừa mới cãi nhau với lão ấy Chia tay mẹ nó rồi Còn giờ người này Mày đứng đấy đợi tao một chút Mày qua ngay với tao đi Bình thường cây vi khen bạn trai nó nức nở Những gì tốt đẹp nhất trên đời Nó đều quy gộp Đặt hết lên người của Vinh Tôi thấy anh ta cũng ổn Nhưng không đến nỗi xuất sắc Như cây vi ca tụng Hai người họ ít khi cãi nhau Hôm nay không biết vì chuyện gì Mà nghe giọng của nó ấm ức vô cùng qua khỏi đèn đỏ tôi sẽ vào đường dành cho xe máy. chung cư của Vinh cách đây 10 phút. Hồi trước tôi có qua đây, đón cái vi một lần nên tôi đang còn nhớ. Từ xa tôi nhìn thấy một bóng người mặc váy trắng đứng trên vỉa hè. Tưởng tôi không thấy nên cái vi vẫy tay. Tôi vừa dừng xe thấy mặt của nó liền bị dọa cho hết hồn. Mày làm sao thế? Khóc lóc gì mà kinh thế? Tao tức lắm. Lão Vinh đá tao rồi lão cặp kè với con nhỏ mới vừa vào làm, bọn họ ngày nào cũng anh anh em em, tao nghi lắm, nhưng mà lão vinh cứ chối. Hôm nay bị tao bắt tại trận, lão mới chịu thừa nhận với tao. Nhi ơi là Nhi, tao khổ quá. Mày cứ khen cho lắm vào, bây giờ mày thấy phí lời với lão chưa? Thôi mày lên xe đi, tao chở mày về. Cái vì nước mắt nước mũi lem luốc, nó khóc trôi cả phần son, nói chuyện nấc lên trông vừa thương lại vừa buồn cười. Nhưng chưa tới ba giây, nụ cười của tôi cứng đỏ. Khi phát hiện đối diện, đang có một chiếc xe chậm, chậm chậm chạy vào chung cư. Đây là xe của chồng tôi. Không sai, biển số rõ ràng, làm sao mà sai được chứ? Dương đi ngoài tỉnh, nhưng anh bảo vé máy bay đặt không kịp, nên đi xe ô tô. Trong đoàn có thêm ba người nữa, nên thay nhau lái. Thế nhưng cách đây mấy phút Tôi lại nhìn thấy xe của anh đang ở đây Há chẳng phải Dương nói dối tôi sao Này Mày quay xe làm cái gì đấy Tao vừa nhìn thấy xe của anh Dương Anh ấy quen ai ở chung cư này à Tao không biết Tao phải vào trong để xem thử Tôi vội vàng chạy xe vào cổng Bảo vệ không cho tôi vào Nên tôi chỉ có thể đứng bên ngoài tôi đang rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc vì sao chồng tôi ở đây nên phải nghĩ cách để gặp được anh chúng tôi đang đứng ở dãy ghế trước sảnh chính của tòa nhà thì cây vi đột nhiên kéo tôi ngồi thụp xuống tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngớ ra bên cạnh tôi là một người đàn ông mà người này tôi cực kỳ quen thuộc hai người họ cười nói vui vẻ với nhau trên tay chồng tôi xách theo một hộp bánh đi tới trước thang máy và bấm lên tầng tám cái vì ghé vào tay tôi lý nhí này chồng mày đi chung với ai đấy là anh Tuấn đồng nghiệp của anh ấy lúc thằng mày đóng lại tôi còn nhìn thấy một hình ảnh chấn động hơn Tuấn thản nhiên khoác vai vào chồng tôi mà Dương lại không đẩy ra mỉm cười đánh vào ngực của Tuấn hai người họ đang làm cái quái gì vậy hành động đó là sao chứ bạn bè thân thiết cũng không nhìn nhau bằng ánh mắt đó bao giờ này, nhi Mày làm sao đấy? Anh dương với người đàn ông kia có phải là bạn bè đồng nghiệp không? Tôi đoán cây vì lúc này cũng nhìn ra rồi nên nó mới hỏi tôi như vậy. Tôi đáp trong hoang mang. Anh ta không chỉ là đồng nghiệp đâu. Anh ta còn bạn rất thân. Bạn rất thân của chồng tao. Thân lắm hả? Ừ. Ô này! Sao mà tay của mày lạnh ngắt thế này hả? cái vì là đứa tình ý biểu hiện của tôi lại quá rõ ràng như vậy nó không nghi ngờ mới lạ nó kéo tôi ra chỗ để xe ngay lập tức hỏi vợ chồng mày có gì bất ổn có phải không vì à trưa nay anh dương bảo với tao đi công tác hai ngày nhưng mà tại sao thế là anh dương nói dối mày rồi ừ đúng vậy không phải tao nói bừa đâu nhưng mà vừa rồi Hành động của chồng mày với người đàn ông kia Tao không biết phải nói thế nào Mày gọi cho chồng mày đi Gọi đi Tôi mở điện thoại Trong đầu của tôi dối như tơ vò Nếu như những lần trước Tôi cho rằng Tuấn đang thể hiện Thì lần này tôi tận mắt chứng kiến Chồng mình đáp lại Tuấn Dường nghe máy rất nhanh Mới hai hồi chuông Tôi lại nghe giọng của anh rồi Alo, anh nghe này. Anh đang ở đâu đấy? Chẳng phải lúc trước anh bảo với em rồi sao, anh đi công tác. Có đi cùng với anh Tuấn không? Sự im lặng của Dương ước chừng vài giây, sau đó biến mất. Ừm, không, sao em hỏi thế? Em mới nhìn thấy ai giống anh Tuấn lắm, em cứ tưởng anh ấy đi chung với anh. Giọng của tôi run rẩy, phải kiềm chế lắm, tôi mới không nói huỵch toẹt tất cả. Dương cười xòa và nói với tôi Thôi em ngủ đi Anh ra ngoài với mọi người một lát nhé Tối về anh gọi cho Vâng ạ à. Cái vì giật điện thoại Thì Dương tắt rồi Nó thở hắt và nói với tôi Sao anh Dương lại từ chối nhở Rõ ràng là anh ấy Vì à Về nhà mày có được không Tao cần một nơi để bình tĩnh lại Được chứ Lên xe đi tao chở mày về Hồn vía của tôi như trên mây, thất thều ngồi sau vi. Chồng tôi trở nên xa lạ một cách đáng kinh ngạc, dường như từ trước tới giờ, người tôi yêu và tiếp xúc chỉ là một phần con người của anh. Tôi cũng giống cái vi, xem chồng mình là hoàn hảo nhất, nhưng hóa ra, chẳng có ai hoàn hảo cả. Về đến nhà cây vi, tôi đang còn mông lung chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi cùng nó lên phòng, đóng cửa lại, tôi vẫn chưa có một đáp án chắc chắn về những lăn tăn trong đầu của mình vì ném túi sách lên giường kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi có chuyện gì mày nói tao nghe anh dương có điều gì kỳ lạ có phải không sáng hôm nay tao nghe được một cuộc điện thoại vũ có nhắc đến việc thụ tinh nhân tạo còn nhắc nhở chồng tao phải chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân này vũ là ai là anh chồng của tao tao và anh ta mày với anh ta làm sao cái con này tự dưng ấp ám úng sốt hết cả ruột có chuyện gì kể tao nghe tôi chưa nói bí mật này với ai nhưng đang dối quá tôi cần một lời khuyên nên tâm sự với vi dù gì nó cũng là bạn thân của tôi tính tình thế nào tôi là người hiểu rất rõ tôi bất lực kể cho nó vì à tao Tao và anh ta ngủ chung với nhau. Chết sợ! Sao mày lại ngủ cùng với anh ta? Có phải mày bị ép không? Hôm đó, Vũ bảo tao đi cùng. Gặp bên cung ứng nguyên liệu. Ông chủ ở đó rất nhiệt tình. Mời bọn tao đến nhà ăn cơm. Vũ có uống rượu. Nên mẹ chồng tao bảo là hai đứa ở bên ngoài một đêm. Cái gì? Khoan khoan. Có nghĩa là mẹ chồng của mày Biết được hai người đi chung với nhau à Ừ Khách sạn chỉ còn một phòng đôi Nên tao và Vũ chia giường ra ngủ Tao có gọi cho Dương Nhưng anh ấy bảo tao cứ yên tâm mà ngủ Hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của anh trai mình Chán của Vi lúc này nhíu lại thành tường đường Nó nghe xong đột nhiên hạ giọng Ghé sát vào tay tôi thì thầm Hai người ngủ với nhau mấy lần sau đó thái độ của anh chồng mày thế nào kể cho tao nghe anh ta rất thản nhiên mày à như không có chuyện gì xảy ra mới sáng hôm nay còn nó trợn mắt như không thể nào tin được những gì đang xảy ra với tôi thật sự tôi đang phải một mớ bỏng bong xung quanh những nghi ngờ của tôi không phải là không có cơ sở nếu như sầu chuỗi tất cả mọi thứ diễn ra rất là trơn tru giống như một kế hoạch được lập ra sẵn Ban đầu là một ly sữa, bỏ thuốc của mẹ chồng trong đêm tân hôn. Đêm đó người cùng tôi ân ái suốt đêm. Chưa chắc là Dương. Bởi vì tôi nhìn thấy vết móng tay cào trên lưng của Vũ. Tôi nghĩ rằng anh ta quen bạn gái như thay áo, nên những vết xước đó là điều bình thường. Lần thứ hai khi tôi và Vũ phát sinh quan hệ, Dương nói đi công tác một tuần. Nhưng sáng hôm sau, anh ta gọi bảo rằng nhớ tôi, nên trở về sớm cảm giác như hai anh em họ kè đấm người xoa tôi vậy nhưng bất thường nhất chính là tối hôm qua tôi phát hiện đồng hồ đeo tay của vũ nằm trong phòng vệ sinh của vợ chồng tôi rồi cả việc sáng nay vũ ngàng nhiên ép buộc tôi ngay trong nhà chẳng nhẽ vũ lan không nghe được tiếng kêu la của tôi sao nhì này tao thấy trong chuyện này có gì mờ ám lắm không chỉ một mình chồng mày Cả mẹ chồng mày Anh chồng mày cũng thế Ý của mày là bọn họ lừa tao Có phải không Ừ Mẹ chồng mày đối xử với mày tốt lắm Có đúng không Ừ Bà ấy mua quần áo giày dép cho tao rất nhiều Hôm rồi Còn tặng cho mẹ tao Một bộ trang sức ngọc trai Tao thấy mẹ chồng mày giống như Đang bổ đắp cho mày ấy. Bồ đáp sao Đúng Tôi đang tìm một từ ngữ Để diễn đạt hành động của mẹ chồng Nhưng lại chưa tìm ra Cái vì nói đúng Những thứ tôi thấy bình thường lại chẳng bình thường chút nào Toàn là có nguyên nhân trong đó Mẹ chồng không phản đối dương kết hôn Với một cô gái gia cảnh bình thường như tôi Nhưng lại đặt ra yêu cầu rất cao Với cô dâu của Vũ Chả nhẽ bà ấy xem tôi là cái máy đẻ gần đây liên tục muốn tôi mang bầu sớm tôi ngớ người suy luận này rất có khả năng nếu thật như vậy thì tôi phải làm sao đây tôi cưới dương vì yêu anh anh có tình cảm với tôi cơ mà anh đối xử với gia đình tôi rất tốt tôi đang cố gắng vớt vát một chút hy vọng cuối cùng về cuộc hôn nhân này vì nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi ngay lúc này nó trở thành chỗ để cho tôi dựa vào mày với dương quen nhau có 4 tháng ta vội vàng cưới rồi có những điều về anh ta mày chưa hiểu hết trước khi cưới anh dương dẫn mày về nhà được có hai lần gia đình anh ấy thế nào mày chưa tìm hiểu kỹ cơ mà nhưng mà anh ấy rất tốt với tao tốt hay là yêu mày cưới vì người ta tốt với mày hay là vì yêu mày anh dương không có cảm giác với tao à vi cái đấy mày phải nên hỏi bản thân của mày chứ chuyện vợ chồng hai người có hòa hợp với nhau hay không là của hai người mà này có hòa hợp không tao tao thật sự không biết đó có phải là anh dương hay không mày đang nói cái quái gì thế à mày ngủ với chồng của mày mà mày còn không biết à sáng vẻ của vi lúc này tức giận muốn đánh cho tôi tỉnh táo nó vỗ chán nằm vật ra giường rồi ngồi bật dậy thở dài não ruột Thôi được rồi, cho qua chuyện của vợ chồng mày đi. Thế còn Tuấn, hắn ta là người như thế nào? Hắn ta làm việc ở nhà hàng cùng với chồng của mày à? Ừ, anh ta là trợ lý cho chồng tao. Đợt trước hai người có đi công tác chung, Dương gửi ảnh trong phòng cho tao xem. Tao thấy dính cả Tuấn vào. Anh ta thích thể hiện như hiểu Dương rõ hơn cả tao, thái độ vô cùng đáng ghét. Vậy thì đúng rồi. Mày còn nghi ngờ cái quái gì? Lúc nãy vào thang máy Hai người họ còn biết ngại ngùng Nên chưa vồ vập vào nhau đấy Nhưng... nhưng mà anh Dương... Ôi giời ơi Mày lên trên mạng mà xem Đầy người còn nam tính hơn cả chồng mày Ôi giời ơi Bây giờ mày nghe tao Tối nay mày ở lại đây với tao Sáng ngày mai hai đứa mình đi dình xem Rốt cuộc là thằng Dương ấy Nó thẳng hay là nó cong Mày đừng có vội làm ầm lên, nghe chưa? Ừ, Tao biết rồi. Tôi gọi cho bé Hân nói rằng tối nay mình không về. Bên phía nhà chồng cũng chẳng ai biết tôi đang ở đâu. Trong đầu tôi lúc này chỉ mong trời mau sáng để đi tìm sự thật. Giường của Vi hơi bé nên tôi nằm nghiêng một bên. Trong đêm tối chỉ nghe tiếng hai đứa thở dài. Vì chuyện của Dương mà tôi quên mất. Nó vừa bị người yêu đá. Nhưng tính vì tôi biết ai đối xử tệ bạc hay có lỗi với nó nhất định nó không tha thứ nên cũng không sợ nó lụy tình mà níu kéo vinh đêm nay thật là dài tôi gần như thức trắng hai mắt cứ thao láo hết nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn lưng con bạn bên cạnh tôi nhớ cách đây mấy ngày hai đứa cũng ngủ chung như vậy đó là đêm trước ngày cưới nó sang ở suốt buổi bên nhà tôi không chịu về còn dành phải làm dâu phụ cho tôi cuộc hôn nhân này tôi đã vẽ sẵn một màu hồng đẹp đẽ nhưng có những màu mực khác đang vấy bẩn nó tôi rất sợ mình phát hiện ra những bí mật mà dương đang muốn che giấu tuy tôi chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mắt thấy tai nghe chắc chắn lại khiến cho tôi sốc hơn năm giờ sáng tôi ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong đánh thức vi mắt của nó đen như gấu trúc tối qua cứ như vậy đi ngủ không thèm tẩy trang, nhìn mặt nó tấu hài. Mày lấy quần áo của tao mà thay. Ừ. Này, có một bộ tóc giả trong ngăn kéo đấy, lấy mà đội vào. Có cần phải đội không? Cần, nhanh lên, trang điểm cho xấu vào. Tao đi rửa mặt xong, tao ra ngay. Ngồi trước bàn trang điểm của Vi, tôi bắt đầu đem mình biến thành một kẻ nửa mùa, đội thêm bộ tóc giả, kết hợp áo sơ mi hoa cùng với chân váy màu xanh đậm. Nhìn tôi như người ngoài hành tinh nào rơi xuống Ừ Nhìn mày xấu chết đi được Mày có nhận ra tao không Không À này Chấm thêm cái nốt ruồi vào Ngay miệng ấy Tôi chuẩn bị xong xuôi Thì Vi vừa thay quần áo xong Nó và Dương gặp nhau vài lần Nên chắc chắn anh nhận ra nó Nên bắt buộc nó trang điểm Rồi mang khẩu trang Không lỗ bịch giống như tôi Đi xe của tao nhá Ừ vì lái con xe mới mua chờ tôi chạy như bay. Nó sợ tới trễ, bỏ lỡ chuyện hay. Tôi ngồi sau khẩn trương nắm chặt túi sách. Hai đứa dề già quá, thành ra hơn 7 giờ. Lại thêm mấy cái đèn xanh đỏ. Gần đến giờ đi làm, nên đường xá bắt đầu đông dần. Này, Vi ơi! Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi văng xuống đường. May là có mũ bảo hiểm, không thì vỡ đầu đến nơi. Cách vài mét Vi đang lồm cồm dựng xe đứng dậy. Bao hồn bảy vía nó lên mây dựng kiểu gì cũng không đứng được chiếc xe Tôi chống tay ngồi dậy Nghe một giọng nói quen thuộc vang lên Thì hoàng hốt nằm xuống bất động Tiếng còi xe in ỏi Kèm theo giọng nói Bực bội vang lên Cô nhanh lên dùm Có được hay không Xin lỗi anh Tôi Vũ xuống xe với thái độ cáo kỉnh Vì chưa hoàn hồn Bắt gặp quả mặt như quả tạ của anh ta Liền một phen khiếp vía Nhìn nó ấp úng, thấy tội vô cùng. Vì chạy nhanh quá ôm cua thế nào không biết, lại tông vào bậc thềm vỉa hè, làm cho hai đứa ngã văng ra đường. Hên là phía sau không có chiếc xe nào chạy đến. Nhưng mà xui cho hai đứa tôi, là Vũ bất ngờ xuất hiện. Tôi quên mất đường này đến nhà hàng. Trong lúc Vũ dựng xe vào lề cho Vi, tôi nằm lết từng chút vào lề đường bên kia, nhường đường cho anh ta. Cô là bạn của Nhi có đúng không nhỉ? À, À không, tôi... Tôi có gặp cô một lần, hôm ở đám cưới. À, tôi nhớ ra anh rồi. À vâng, tôi là bạn của Nhi. Tôi không dám ngọ nguậy. đôi kính đen che đi con người đang mở, bóng dáng của Vũ ngày một phóng đại. Chết thật, tiền lòi chuyện bao đồng này đang đi về phía của tôi. Anh có vẻ đang vội nhỉ, anh cứ đi đi, đó là chị gái của tôi, chị ấy... Em định già chết đẻ à? Tại sao Vũ có thể nhận ra tôi chứ? Không thể nào. Tôi cải trang kỹ lắm rồi cơ mà. Anh ta nói bừa thôi. Tôi kiên trì nhắm mắt thì bị Vũ gỡ kính ra. Cả gương mặt xấu xí phơi bày trần trụi dưới ánh mặt trời. Có tỉnh không? Anh làm cái gì thế à? Chị gái của cô đấy á? Đây... Anh đêm đến ba. Em mà không ngồi dậy là có chuyện với anh đấy. Vũ bắt đầu đếm. Đến giây thứ ba tôi vẫn nằm im như tượng. Vì lúc này bắt đầu sốt sắng. Có khi nào? nhìn nó bất tỉnh thật không? Nhi! Muốn anh hồn em trên phố, em mới chịu tỉnh có phải không? Anh ta có điền mới dám. Tôi nhắm mắt làm ngơ, trong đầu chỉ mong Vũ biến đi nhanh dùm. Nhưng ngay sau đó cơ thể của tôi bị anh ta bế thốc lên, miệng lại phán thêm một câu xanh giòn. Đến bệnh viện. Vũ để tôi nằm ở ghế sau rồi lái xe đi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tôi không muốn đến bệnh viện trong bộ dạng này. Đầu tóc giả bị anh ta gỡ mũ bảo hiểm. Lấy ra rồi. Cái vì suối tôi vẽ thêm một nốt ruồi trà bá trên miệng. Mắt xanh môi đỏ. Cộng thêm cách ăn mặc nhìn trà giống ai. Tôi hé mắt nhìn thấy Vũ. Đang gọi điện thoại. Nhi bị ngã. Anh đang trên đường đem đây đến bệnh viện. Buổi trưa gọi điện hỏi han một chút. Tôi bị ngã Anh ta gọi cho chồng tôi Nhưng không bảo đến bệnh viện Mà chỉ dặn dò Gọi điện hỏi han Từ mẹ chồng đến anh chồng Đều có ý bao che cho Dương Tôi phải tìm ra chân tướng sự thật Tôi không chịu được cảm giác Bị lừa dối Anh Vũ Không bị mất trí nhớ à Anh đang đưa tôi đi đâu Bạn của tôi đâu rồi Bạn em ấy à đang phi nước đại phía sau xe. Tôi nhìn ra phía sau, thay vì đang đuổi theo, chắc là nó lo cho tôi lắm. Vũ đang mỉa mai tôi. Tốt nhất không nên đi chọc tức anh ta làm gì. Tôi ngồi thẳng lưng và chuyển sang năn nỉ. Anh cho tôi xuống chỗ này đi. Tôi có chuyện quan trọng phải làm. Đang còn sớm, diễn xiếc bây giờ chưa có ai xem đâu. Tôi không nói đùa, tôi có việc quan trọng. Đi đâu? anh đưa em đi để anh ta đưa tôi đi rồi bọn họ lại lùa tôi vào giọ sao thấy tôi không đáp vũ nhìn ra ghế sau và hỏi làm sao bất lực ngôn từ à tôi hứa giúp vi đi xem mắt em có chồng rồi lại còn hứa giúp người ta đi xem mắt sao tại bố mẹ nó ép nó tôi đến để từ chối anh ta thôi anh cho tôi xuống xe đi tôi không bị làm sao cả Tôi nói thật đấy Em tốt bụng như vậy Thì giúp anh một việc đi Anh cho em xuống Tôi nghe được mùi nguy hiểm toát ra từ câu nói vừa rồi của anh ta Nhưng lại tỏ ra ngu ngơ và hỏi lại Việc gì chứ Tối nay đi chơi cùng với anh Tôi về nhà mẹ rồi Tôi không đi được 8 giờ anh qua đón Ok Rượt lời xe tắp vào lề đường Tôi mừng quính không quan tâm đến 8 giờ hay 9 giờ, vội vàng mở cửa xe bước xuống. Cái vì mới té xong, còn chưa chừa, nó phóng như bay tới, thắng gấp và khẩn trương hỏi tôi. Này, mày có bị làm sao không? Có bị đau ở đâu không? Tao không sao, mau đến chỗ anh Dương đi. Thế thì mày bám chắc vào. Mày đi chậm thôi, con điên này, vừa mới ngã xong rồi. Tôi ngồi sau mở hé mắt ôm chặt lấy eo của Vi, ngay lúc đèn xanh đèn vàng nhấp nháy, nó chính thức vượt mặt vũ. Chạy thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy tòa chung cư cao ngất. Tâm trạng của tôi lúc này bắt đầu nặng nề. Xe của chồng tao, kia kìa, chiếc màu trắng ấy. Từ cổng một chiếc ô tô quen thuộc, đúng lúc chạy ra. Tôi vội vỗ vỗ lên vai của Vi, sau đó đuổi theo. Nó không dám chạy gần quá, giữ một khoảng cách nhất định để Dương khỏi nghi ngờ. Vừa rồi Vũ gọi điện cho chồng tôi, để xem trong lúc vợ mình bị ngã, phải đến bệnh viện, thì anh ta làm gì? Chiếc xe phía trước chạy chậm lại, dừng trước một nhà hàng. Tuấn từ trên xe bước xuống, chăm chú lướt điện thoại, rồi ngẩng đầu lên. Có vẻ nhìn tôi và cây vi hơi dị hợp, nên anh ta chú ý. Này, có khi nào anh ta nhận ra mày rồi không nhỉ? Nhìn mặt ngu thế kia, chắc là không biết đâu. Tôi còn không nhận ra mình. Chẳng hiểu vì sao Vũ lại nhận ra tôi ngay. Chồng tôi cuối cùng cũng xuất hiện. Tim của tôi vỡ tan nát thành từng mảnh khi anh mỉm cười và cùng Tuấn bước vào trong nhà hàng. Ánh mắt nụ cười và cả cử chỉ khẽ chạm tay nhau khiến tôi không muốn nghi ngờ cũng đành phải nghi ngờ. Cái vì kéo tay tôi nói gì đó bên tai tôi ong ong như có nước tràn vào. Tại sao Dương lại làm như vậy? Anh không quan tâm gì đến tôi sao? Thản nhiên cùng với Tuấn đi ăn sáng. Một cuộc gọi hỏi han tôi cũng không hề có sao? Đau lắm. Tôi sắp suy sụp rồi. Hy vọng của tôi tan thành mây khói rồi. Một chút ít ỏi thôi. Cũng không còn. Vì ơi! Về thôi! Mày điên à? Sợ cái gì? Phải có bằng chứng. Để bọn họ không chối cãi được chứ. Tao... Không có nhưng nhị gì hết. Mày đi theo tao. Nó nhất quyết lôi kéo tôi vào nhà hàng. Tôi hôm qua tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi nghĩ đến tình huống chạm mặt nhau. Tôi sẽ dằn mặt Tuấn. Anh ta từng ngang nhiên thể hiện với tôi như vậy cơ mà. Nhưng mà bây giờ tôi lại không có can đảm đó. Bởi vì tôi sợ trước mặt người ngoài. Chồng tôi, anh ấy sẽ bênh vực cho Tuấn đào mắt một vòng tầng dưới không thấy Dương và Tuấn đâu. Tôi nghe cái vi nhanh nhào hỏi phục vụ. Vừa rồi có hai người đàn ông cao giáo bước vào, bọn họ ngồi bàn nào ạ? À? Chị hỏi anh Dương có đúng không ạ? À? Vâng vâng, anh ấy đặt bàn ở trên tầng trên à? Chúng tôi muốn lên đó, có cần phải đặt bàn trước không? Sáng nay đang còn bàn trống, nên hai chị không cần đặt trước đâu ạ. À? Tầng trên không gian vô cùng yên tĩnh, tiếng nhạc du dương êm ái không xoa dịu được từng đợt sóng dữ dội trong lòng của tôi các bàn cách xa nhau lối đi rộng rãi được trang trí rất nhiều cây kiềng xanh mát tôi đã nhìn thấy dương lấp ló sau chậu kiềng anh ta đang tỉ mỉ bóc vỏ tôm rồi cho vào chén đẩy tới trước mặt tuấn anh ta vừa ăn vừa mỉm cười và nói chuyện với tuấn trông bọn họ vô cùng vui vẻ tôi từng nghĩ sự ga lăng chu đáo của dương chỉ dành cho một mình tôi nhưng hóa ra anh đối với tuấn cũng y hệt như vậy tôi ngồi xuống ghế chẳng biết nên làm gì chạy tới vạch trần hai người họ sao rồi cuộc hôn nhân màu hồng của tôi chính thức xuống mổ sao này mày lấy lại tinh thần đi giờ không phải là lúc mày đau khổ đâu gia đình anh ta đang dắt mũi mày mày phải cho họ biết Mày không phải là một con lừa Vi ơi Vi à Bây giờ tao phải làm gì à Vi Thì mày phải đợi chờ cơ hội Thời cơ đến lúc nào Thì mày phải ra tay Tôi thấy Dương cầm điện thoại đứng lên Hình như có ai gọi Nhưng không tiện nghe máy trước mặt Tuấn Ở đây đợi tao một chút Không biết cây Vi nó định làm gì Tôi suốt ruột nhìn theo nó Thì thấy Vi đang đi đến bàn của Tuấn anh ta và nó chỉ gặp nhau một lần hôm đám cưới tôi. Hy vọng Tuấn không tinh mắt như Vũ. Tôi thừa biết, nó giả vờ ngã vào bàn của anh ta. Cái tay nhanh nhẹn, đem điện thoại để dưới gầm bàn. Tuấn không gà lăng chút nào, thấy nó ngã thì làm ngơ, còn bĩu môi khinh thường nó. Cái vì rồi giết xin lỗi, rồi đứng lên và đánh bài chuồn. Dương một lát sau quay lại, nó ngồi phịch xuống ghế, bưng ly nước, uống ực ực thở vào. Tao mở ghi âm trong điện thoại để xem hai người họ nói gì với nhau. Dường biết tao bị ngã. Lúc nãy trên xe, Vũ có gọi thông báo với anh ý. Khốn nạn thật! Vợ bị ngã mà còn vui vẻ đi ăn với bạn thân được. Thân hơn cả vợ, đúng là cái thể loại bạn. Tôi nhìn chồng mình săn sóc cho người khác mà trái tim quặn thắt bạn thân sao đồng nghiệp sao hai người họ xem tôi chẳng khác nào là một con ngốc đáng lý tôi nên sớm nhận ra mới phải mỗi lần hẹn hò tuấn lại xuất hiện kè kè bên cạnh dương tôi chỉ nghĩ đơn giản anh muốn giới thiệu bạn thân với tôi nào biết mình bị họ xoay như trong chóng trách hai người họ diễn quá giỏi hay là trách tôi quá ngu ngốc đây điện thoại của tôi đang reo là mẹ chồng tôi gọi tôi nhìn Vi, nó hất cằm bảo tôi nghe máy. trong chuyện này không thể thiếu một tay mẹ chồng tôi giải công sắp xếp. Thuộc bồ bà ta đưa cho tôi, bảo rằng là quý hiếm, phải nhờ người mua dùm cho tôi. ngoài tác dụng làm tôi nhanh chóng mang thai ra, chẳng có ý nghĩa gì. có khi bà ấy cũng không ưa tôi, giống như Diệp, nhưng cố gắng tỏ ra quan tâm. tôi mím môi, điều chỉnh tâm trạng và nghe máy. dạ, con nghe. Nghe thằng Vũ, sáng nay con bị té xe có đúng không? Thế có đến bệnh viện kiểm tra chưa? Con bị ngã nhẹ thôi, không sao đâu mẹ. Nhẹ phải đến bệnh viện mà kiểm tra chứ. Thế con đang ở đâu? Con đang đi ăn sáng với bạn. Ăn xong con đến bệnh viện à? Mẹ đi cùng với con. Không cần đâu mẹ, có cái gì đi cùng với con rồi. Thế kết quả thế nào? Nhớ phải nhắn cho mẹ biết đấy. Dạ vâng. Tôi vừa tắt máy. Cây vì bĩu môi nói với tôi. Gớm chưa? Quan tâm ghê nhỉ? Chắc chắn có bà ta bao che, nên Dương mới nói dối mày như thế. Ừ, đứng lên rồi kia kìa. Hai đứa tôi vội vàng cúi mặt xuống, đúng lúc phục vụ dọn món, Dương và Tuấn cùng nhau sánh vai rời đi. Tôi lén ngước lên nhìn, thấy mặt của Tuấn như đang giận dỗi. Vì ngay lập tức chạy lại bàn lấy điện thoại. Tôi đang nóng lòng, muốn biết chồng tôi khi nói chuyện với anh ta giọng điệu như thế nào có dịu dàng giống như đối với tôi hay không vì đợi phục vụ đi rồi mới mở lên vài giây sau âm thanh rè rè xuất hiện ai gọi thế mẹ em gọi Nhi bị xây xác ngoài ra thôi anh vũ cứ làm quá lên chuyện nhỏ như vậy mà cũng nói với bác gái chiều nay em về sớm hôm khác chúng ta đi xem phim nhé anh bao dạp rồi ủy không được đâu Nhưng mà Nhi Hôm nay là kỷ niệm 4 năm bọn mình quen nhau Em định bỏ rơi anh Để về chăm sóc cho cô ta à? Mẹ đang hối thúc chuyện mang thai Anh Vũ bảo với em không giúp được nữa Nếu như chưa có gì Chắc em phải làm thụ tinh nhân tạo thôi Anh không đồng ý Chúng ta thống nhất với nhau Để cho anh Vũ làm cô ta có thai cơ mà Đứa bé đó là con của anh ấy em không được dính dáng gì đến nhi em nghe chưa thì em biết thế nhưng mà em phải có trách nhiệm với gia đình phải có một đứa con mẹ chúng ta mới đồng ý để hai đứa đến với nhau chứ hóa ra là như vậy một màn kịch hoàn hảo tôi chính xác là một công cụ giúp hai người họ sinh con với sự giúp sức của mẹ chồng và vũ thảo nào khi vũ chạm vào tôi lại có cảm giác quen thuộc. Thảo nào mẹ chồng lại đối xử quá tốt với tôi. Tình yêu của tôi dành cho Dương được đáp lại bằng một cái tát đau đớn. Tôi luôn tự trách tự dằn vặt bản thân bởi vì có lỗi với anh. Nhưng người có lỗi lại chính là bọn họ. Tôi ngồi nhìn Vi ăn sáng. Trong đầu của tôi vang vẳng đoạn ghi âm của chồng mình và Tuấn. Tôi tức lắm, nhưng tôi không khóc được. Cảm giác bị người mình yêu lừa dối trắng trợn Đau lắm Như có dao cắt vào trong tim Những rung động chân thành của tôi Không đổi được một chút tình cảm gì của Dương Có chăng anh chỉ xem tôi Là người sinh con hộ cho mình và Tuấn Trời đất ơi Bọn họ yêu nhau được 4 năm Còn tôi chỉ quen Dương mới có 4 tháng trời Còn số chênh lệch một trời một vực Cũng đủ hiểu Ai mới là người quan trọng đối với anh bây giờ tôi có câu trả lời chính xác rồi người đàn ông chạm vào tôi từ đầu đến cuối chỉ có một mình vũ mà thôi anh ta giúp em trai của mình che giấu giới tính rất giỏi chắc hẳn gia đình họ không ngờ tới bí mật của dương lại được tôi phát hiện một cách nhanh chóng như vậy tôi sốc lắm dù rất đau đớn vì bố mẹ tôi là những người tiếp theo trải qua cảm giác này con gái mới chỉ được gả đi họ hàng xóm giềng ai cũng khen nức nở rằng bố mẹ tôi ăn ở tốt nên con gái mới được gả vào chỗ giàu sang sung sướng đâu ai biết được người giàu vô cùng đáng sợ nhi mày ăn đi tao nuốt không nổi không nuốt được thì phải nuốt mày phải ăn có thực mới vực được đạo chứ Miếng thịt bò trong miệng tôi dai như miếng rẻ Tay cầm nĩa đang run rẩy Cảm xúc chất chứa trong lồng ngực Muốn có nơi để bung ra Nếu như tôi sẽ ngạt thở mà chết Một lúc sau đó sau khi Vi ăn uống xong xuôi Nó uống nửa ly nước ép Nhìn bộ dạng thảm hại của tôi thở dài ngao ngán Này Mày có muốn nghe lời khuyên của tao không? Tao không biết phải làm gì Mày giúp tao với Nếu như mày tin tao Thì mày khoan nói chuyện này với hai bác Mày muốn ly hôn Thì phải tìm thêm chứng cứ Dương ngoại tình Thì ra tòa mới có sức thuyết phục Mẹ chồng mày không phải là dạng vừa đâu Bà ta sẽ có cách Để chèn ép Và bắt mày phải nghe lời Cái vì nói rất đúng Tôi từng thấy mẹ chồng cảnh cáo Diệp Bà ấy không cho phép bất cứ ai làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình mình. Nếu tôi chưa gì đã vội vàng, thì bị mẹ chồng nắm thóp ngay. Mục đích của bọn họ là để mày sinh cho Dương một đứa con, để che mắt thiên hạ. Đợi mày có được bằng chứng rồi, bùng bét hết tất cả, cho mọi người cùng biết. Vậy, tao phải giả vờ, như chưa từng biết gì, nhưng mà còn vũ... Hũ. Từ hôm qua tới giờ, mày uống thuốc tránh thai chưa? Thôi chết, Tao quên rồi Nhờ Vi nói tôi mới nhớ Tối qua tôi định trên đường về nhà Ghé qua hiệu thuốc Nhưng mọi chuyện kéo đến lần lượt Làm tôi quên bén chuyện này Tôi sốt sắng hỏi nó Có khi nào Tao mang thai rồi không Bùa thuốc bây giờ Uống đang còn kịp đấy Mày ăn cho xong đi Rồi về uống Tôi chưa về nhà vội Mà ghé qua chỗ Vi Tẩy trang xong tôi mới để ý cánh tay của mình hơi nhức, vẻ náo lên mới thấy bị bầm một mảng, chắc do lúc sáng tôi ngã xe. Điện thoại của tôi để trên giường đang đổ chuông, mẹ chồng gọi hỏi tôi đi khám bác sĩ chưa, có bị chấn thương gì hay không. Sự quan tâm thái quá của bà khiến cho tôi buồn cười, đáp lại cho có lệ, tôi cúp máy. Thấy vì nằm dài trên giường, dáng vẻ lười biếng, tôi hỏi nó. Thế hôm nay Mày nghỉ làm à? Ừ, đến công ty, nhìn thấy mặt Lão Vinh và con bé kia. Tao sợ tao không kiềm chế được. Mày sẽ gặp được người khác, biết trân trọng mày hơn. Xem như anh ta không xứng đi. Tất nhiên, đàn ông như vậy làm sao mà xứng với tao được. Mà này, tao nghĩ mà không hiểu nhá. Sao lúc sáng Vũ lại nhận ra mày nhỉ? Tao cũng thắc mắc chuyện đó. Chả nhẽ Ngủ với nhau có mấy lần Mà nhìn một cái là nhận ra mày ngay à Bây giờ tôi không cảm thấy ai nấy hay có lỗi với Dương Tôi phải nhanh chóng thu thập chứng cứ Chồng mình ngoại tình Để kết thúc cuộc hôn nhân Dối lừa này Đau thì đau rồi Khóc cũng khóc rồi Tôi phải nuốt ngược nước mắt vào trong Mà buông bỏ tất cả Nếu để có con thì mọi chuyện Lại càng vô cùng phức tạp Buổi chiều tôi mới về nhà dương rất nghe lời anh trai tôi vừa về tới anh ta gọi điện giọng điệu lo lắng đến mức xót xa vợ anh nghe bảo em bị ngã xe à có làm sao không bây giờ anh đang trên đường về em không sao đâu anh lái xe đừng nên gọi điện em đang ở nhà anh đến đón em nhé tối nay em có hẹn với vi rồi vậy tối nay vợ chồng mình không gặp nhau à có phải là em giận anh không vì nó đang thất tình. Em an ủi nó một chút, sáng mai em về nhé. Vậy sáng mai anh qua nhé. Dạ vâng. Nếu là một người chồng biết quan tâm đến vợ, Dương không cần phải hỏi mà nên lái xe đến vợ mới đúng. Sự lo lắng của anh chỉ thể hiện qua điện thoại. Nghe tôi nói có hẹn với Vi, có khi anh còn thở phào vui mừng bởi vì tối nay được đi xem phim kỷ niệm 4 năm quen nhau với người tình trong mộng mẹ tôi mở cửa bước vào bé hơn nói rồi nhưng hình như mẹ tôi chưa yên tâm phải đích thân bà bà mới chịu tin này vợ chồng con làm lành với nhau rồi à dạ vâng ạ à. cũng nhờ chị xui rất hiểu chuyện mẹ cứ lo bên đó giận con bởi vì con nghi ngờ chồng chứ bố đi đâu rồi mẹ ông ấy đi đánh bóng bạn thế lát nữa vợ chồng con có sang không dạ không anh dương đi công tác chưa về mà tay con bị làm sao thế này? Sáng nay con tránh ổ gà không kịp nên bị ngã. Chỉ bị xây sát tí thôi. Con đi tắm đi mẹ. Ừ, tắm đi. Bố con về rồi cả nhà mình ăn cơm. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại. Tôi mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn. Tôi không dám mở miệng nói với bố mẹ về cuộc hôn nhân đang trục trặc của tôi. Kể cả nếu như vạch mặt được Dương và Tuấn, rồi thì tôi biết phải làm sao. Liệu rằng tôi có đủ can đảm? Bởi vì gia đình nhà chồng tôi quá tốt đẹp trong mắt bố mẹ tôi. Hai gói thuốc bổ mẹ chồng đưa, tôi ném đi rồi. Nhất định không thể nào mang thai được. Ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Tôi tắm xong, bố đi đánh bóng bàn về, bữa cơm tối với bốn thành viên, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, giống hệt như lúc tôi chưa kết hôn. Bây giờ tôi lại thích cảm giác được ở bên cạnh bố mẹ và em gái như thế này, chẳng sợ ai lừa dối, chẳng sợ ai phản bội. Sáng nay mẹ đi chợ có gặp cô Mai, cô ấy kể có đứa con gái làm ở nhà hàng của nhà chồng con, nghe bảo lương cao lắm. Nhà hàng năm sao chất lượng như thế thì đãi ngộ cho nhân viên đương nhiên phải cao. Chị Hai đi làm có được trả lương không? Có chứ. Bao nhiêu hả chị? Chị chưa được nhận vào làm chính thức Nên là chưa biết Chị mà phải thử việc á Ừ Thầy bé Hân mở to mắt ngạc nhiên Bố tôi lên tiếng Đâu phải người nhà thì muốn giao vị trí nào cũng được đâu Phải tùy xem năng lực của chị con đến đâu chứ Bố rất thích tác phong làm việc của cậu Vũ Cậu ấy tuổi trẻ tài cao Thảo nào chị Xu lại yên tâm Giao cả nhà hàng cho cậu ấy quản lý Nghe bố mẹ khen Vũ tôi chỉ biết mỉm cười nhạt nhẽo anh ta rất giỏi giỏi nhất trong việc giúp em trai của mình sinh con cuộc hẹn lúc sáng với vũ tôi chẳng có tâm tư đâu mà nhớ đến khi anh ta xuất hiện trước cổng tôi mới chấn động chị nhi ơi anh vũ tìm chị kia anh ta đến làm gì chứ em làm sao mà biết được anh ấy đang ngoài cổng ấy mẹ bảo vào nhà nhưng mà anh ấy không vào ừ, em xuống trước đi Nói mẹ cứ mặc kệ anh ta Tôi lấy điện thoại gọi cho Vũ Nhưng anh ta cố tình không nghe máy Để cho tôi phải xuống gặp Nếu không xuống nhỡ may anh ta chờ chứng Nói bóng gió gì Khiến bố mẹ tôi lo lắng Thì mệt lắm Này Nhi Làm cái gì mà để cậu ta đợi lâu thế hả à? Mẹ tôi nhíu máy quả mắng tôi Tôi không giải thích Đi thẳng ra ngoài cổng Nhìn thấy Vũ đang đứng thong dòng hút thuốc Em định mặc đồ ngủ đi chơi cùng với anh à? Tôi không đi. Em là người giữ lời hứa lắm cơ mà. Tôi chưa hứa gì với anh cả. Thấy em ngã cũng không nặng lắm. Mà hình như di chứng để lại. Có vẻ nặng nề nhỉ. Phụ em điều thuốc xuống đất. Bước lại gần tôi. Mẹ và bé Hân đang đứng trong nhà nhìn ra. Tôi không muốn họ nhìn thấy gì bất thường. Nên lên giọng cảnh cáo. Người nhà tôi đang nhìn. Anh đàng hoàng một chút đi. Vậy thì vào thay quần áo Rồi đi chơi cùng với anh Tôi không đi Đi chơi Hay là muốn anh vào nhà Gặp bố mẹ em nói chuyện đây Nếu như anh dám Anh cứ vào đi Được Em đừng nghĩ rằng Anh không dám Vũ lách qua người tôi Đẩy cánh cổng khép hờ ra Rồi bước vào trong sân Dường nói anh trai không đồng ý giúp nữa Nên tính đến chuyện thụ tinh nhân tạo Có thể Vũ chán động vào tôi rồi Nên tự dưng bảo tôi đi chơi với anh ta. Không biết cố ý đồ gì. Tôi vội vàng suy nghĩ và kéo anh ta lại. Thôi được rồi. Tôi đi là được chứ gì? Anh muốn vào nhà em ngồi chơi một chút. Không được. Anh ra xe đi. Tôi thay đổi nhanh lắm. 5 phút là xong rồi. 2 phút. Không kịp. Thế thì khỏi mặc gì cho nhanh. Anh... Tôi vội vàng đẩy anh ta ra ngoài. Đóng cổng lại. Chạy một mạch về phía phòng mình và thay quần áo Mẹ hỏi tôi đi đâu Tôi đành phải nói dối đi dự sinh nhật của bạn thân của mẹ chồng Trước khi ra ngoài Tôi không quên bỏ vì thuốc Mà cái vi dặn Khi gặp Vũ Phải đem theo vào trong túi sách Em đang mặc cái gì đấy Tôi vừa ngồi vào xe Thì nhận được một câu hỏi khó chịu của Vũ Mặc quần áo chứ mặc cái gì Cởi áo khoác ra Không Tôi sợ trúng gió Yên tâm, anh biết cạo gió, không phải sợ. Vũ Nhàn Nhã gõ gõ tay lên vô lăng, y như rằng nếu như tôi không cởi áo thì anh ta không đi. Tôi bực bội cởi áo ném ra sau ghế. Da tôi vốn trắng, nên những vết bầm tím ở cánh tay anh ta nhìn thấy rõ. Anh ta nhíu mày và không nói thêm gì. Chiếc xe lúc này cũng chịu rời khỏi nhà của tôi. Nhưng mà chúng ta đi đâu chứ? Đi khách sạn Tôi trường mắt nhìn Vũ, anh ta không thể nào đứng đắn quá 2 phút. tôi nay Vũ mặc áo thun trắng, dã người cao giáo, không khác gì người mẫu. Kiểu ăn mặc này, nhìn anh ta trẻ trung hơn hẳn. Nhưng khuôn mặt đang cười kia, nhìn đều kinh khủng. Vũ nhách môi và nói tiếp. Làm sao? Hay là em muốn ở trên xe? Anh thổi ngay cái kiểu nói chuyện đó đi. Kiểu nói chuyện đó là kiểu gì? Nhìn đều, có mỗi mình em chê anh đều thôi các cô gái khác sợ anh đá, tất nhiên là không dám nói rồi. Thế còn em thì sao? Em không sợ à? Tôi không phải là bọn họ. Vũ đột nhiên bật cười một cách khó hiểu. Tôi cũng chẳng thèm đoán tâm tư của anh ta làm gì. Trong mấy giây đèn đỏ, tôi nhắn tin cho Vi. Nó dặn tôi nhân lúc Vũ không để ý thì nhớ ra tay, tránh được lần nào hay lần đó. Vũ chỉ nói đùa, anh ta đưa tôi đến một quán bar, cũng không phải là hâm đến mức chạy tới nhà đón tôi đi khách sạn chúng ta vào thôi này nếu như ai nhìn thấy thì sao thì kệ chứ làm sao hay là em muốn viết ba chữ em có chồng lên trên chán của em nếu được tôi cũng muốn viết hai chữ sở khanh lên chán của anh lát anh cho em viết thoải mái vũ đi trước tôi cúi mặt đi sau có vẻ anh ta là khách quen ở đây vừa mới xuất hiện nhân viên đã đưa chúng tôi lên trên tầng các phòng lúc này đều đóng cửa hành lang dài chỉ có mấy nhân viên phục vụ ra vào vũ dừng lại dựa lưng vào tường và hất cằm nói với tôi em vào trong trước đi tôi sao thế sợ à anh ta định nắm tay nhưng bị tôi hất ra vũ cười cười lắc đầu và mở cửa bên trong ồn ào khác hẳn với không khí bên ngoài một đám đàn ông đang ngồi uống rượu tuổi tác cũng xem xem với vũ ô anh vũ đổi gu à không thích mấy em ngực to chân dài à đủ xài là được đây cũng không nhỏ lắm đâu một chàng cười ha hà vang lên làm tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng lại bị một cánh tay kéo tôi phải ngồi xuống bên cạnh mấy người đàn ông kia đều có một cô gái tôi đang ngồi bên cạnh vũ vừa đủ bốn đôi một người trong số đó lúc này lên tiếng Bông hoa mới, biết uống không anh Vũ? Biết. Rất giỏi, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì. Có thật không anh? Sao em thấy mặt cô ta như mất sổ gạo thế kia? Vũ lúc này khoác tay lên bà vai của tôi, kề môi sát vào, không có một chút liêm sỉ, đùa cợt tôi. Chỉ một lát thôi, rồi chúng ta đi khách sạn. Ngoan nhé, đừng có giận. Ai muốn đi khách sạn với anh chứ? Vũ nghe như vậy thì kéo tôi vào trong ngực của mình. Tôi ghi hai tay thật mạnh lên đùi của anh ta. Vũ quá đau nên bóp eo tôi trả đũa. Hơi thở nóng như lửa đang thổi vào tai của tôi. Tuy trong phòng rất náo nhiệt nhưng mà giọng nói trầm ấm vang lên rất rõ. Đến đây thư giãn thì nên vui một chút. Ấy, anh Vũ còn chưa uống rượu mà lại ôm ấp thế kia là sao chứ? Trong ngực của tôi đang đập không thể nào kiểm soát được, mùi men rượu cộng với ánh sáng mờ ảo khiến đầu óc của tôi lâng lâng. Vũ đưa lên môi tôi một ly, anh ta biết rõ tôi uống rất kém nhưng lại rót cho tôi rất nhiều. Cánh tay săn chắc như gọng kìm, tôi muốn đẩy ra nhưng bị Vũ ôm cứng ngắt. "Uống cùng với anh một ly." "Tôi không biết uống." "Vậy thì anh dạy cho em biết." Vũ uống một ngụm rồi bất ngờ cúi xuống, tôi trợn mắt nhất quyết không hé môi. Chất lòng cay xè bị chặn bên ngoài, mang theo một hơi men chảy xuống áo của tôi. Vũ không hài lòng luồn tay vào váy của tôi. Hành động tiếp theo khiến tôi hoàng hốt, chụp tay của anh ta lại. Cuồng họng của tôi lúc này bị thiêu đốt, bởi bao nhiêu là rượu còn sót lại trong miệng. Anh lúc này đều đầy hết sang cho tôi. Đầu lưỡi mềm mại chuột vào, cùng tôi chơi trò, mèo vườn chuột. Nhưng tôi không phải là đối thủ của Vũ, mỗi một hơi thở đều bị anh ta chiếm lấy. Tôi co rúm, hai tay đang chặn bàn tay, không được đứng đắn của anh. Những chàng cười khả ố khiến cho tôi càng xấu hổ hơn. Cơ thể của tôi bắt đầu run rẩy. Vũ, không được. Gọi tên anh thêm một lần nữa đi. Vũ, tối nay em cũng nên gọi như vậy. Tôi thở dốc như cá mắc cạn. Anh ta cũng chịu dừng lại, không có hành động quá đáng hơn. Anh để tôi ngồi ngay ngắn, ly rượu vừa rồi anh ta ngược cổ uống hết. Anh Vũ, nào nào, tối hôm nay hơi bị kích thích đấy. Cô ấy là người hay dỗi, nên phải dỗ dành bằng cách này mới chịu. Dỗ khéo thế, có khi cả ngày lại không xuống được giường anh Vũ nhỉ? Đúng là chọn bạn mà chơi. Vũ không đứng đắn, đám bạn của anh ta càng ghét hơn. Bọn họ vừa uống rượu vừa bàn luận sôi nổi về phụ nữ, Tôi khinh thường ngồi một bên Không hé môi nửa lời Tình cũ của anh dạo này Vẽ vãn lão phùng đấy Anh Vũ à Lão ta già rồi Mà cô ta không thả Còn đấy nó muốn trèo cao Già trẻ gì nó chả vơ tất Em biết ngay Không quá một tháng anh đá nó mà Đang bảo mang thai con của tao Đúng là cái con ngáo đá Hình như bọn họ đang nhắc đến Diệp Bỗng một cô gái mặc áo hai dây đối diện lên tiếng. Nãy giờ tôi để ý, cô ta cứ len lén nhìn mình. Em thấy bông hoa mới của anh quen quen. Anh Vũ à? Em đừng nói rằng gặp cô ấy ở chỗ thẩm mỹ chung với em. Dạ không, em nhớ là gặp ở đâu rồi thì phải. Không nhớ thì đừng cố. Nào, uống đi. Bầu không khí nhanh chóng trở nên ồn ào bởi men say đã ngấm vào trong người tôi lạc què ngồi một chỗ nhìn bọn họ đốt tiền những chai rượu ngoại được phục vụ đem vào số tiền bọn họ chi cho một đêm như vậy bằng tôi làm cả năm vũ đứng lên đi vệ sinh anh ta xoa đầu tôi như một đứa con nít ngồi ở đây chờ anh nhé vũ chưa say nhưng với tình hình này tối nay anh ta không dễ gì để tôi về nhà vũ đi một lát tôi lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại Đi ngang qua hành lang Sẽ vào nhà vệ sinh Tôi nghe giọng của Vũ Nên dừng bước Em nên có trường mực Tối nay về nhà ngay cho anh Sắp tới không được qua đêm với cậu ta Đợi Nhi mang bầu rồi tính tiếp Anh ta đang nói chuyện với Dương sao Tôi hồi hộp và lắng nghe tiếp Em không thể nào lừa dối cô ấy cả đời Chuyện này em và mẹ tự ý quyết định Anh giúp em như vậy Là quá đủ rồi không biết dương nói gì mà nhìn mặt vũ trầm ngâm một lúc sau anh ta mới đáp lại làm gì thì làm phải suy nghĩ đến hậu quả đừng có chuyện lại quay sang tìm anh giải quyết cậu ta muốn chia tay thì cứ việc mà chia tay vũ nói chuyện nghe rất dứt khoát có thể vì tuấn không chấp nhận để cho dương thụ tinh nhân tạo nên hai người họ mới cãi nhau tôi không biết anh ta yêu dương nhiều đến mức nào nhưng tôi cảm thấy tình yêu của tuấn chứa đựng sự ích kỷ. Tôi quay lại trước Vũ, ba cặp đôi kia đang ôm nhau và có những hành động mờ ám. Tôi ngồi xuống ghế, thấy không ai chú ý đến mình, liền thò tay vào túi sách, lấy ra một viên thuốc, bỏ vào trong ly rượu của Vũ. Vừa rồi khi nghe câu cuối cùng trong cuộc điện thoại kia, tôi không thể nào ngồi yên được. Chẳng biết Dương thuyết phục bằng cách nào mà lại khiến Vũ nhận lời giúp tôi lần cuối. Mà tối nay, đó chính là cơ hội đám người kia nhìn thấy vũ vào cũng không thèm tách ra anh ta cười khẩy ngồi xuống và ôm lấy eo của tôi em muốn về chưa ừm um. anh uống hết đi vũ nhìn ly rượu đỏ sóng sánh vài giây trong vài giây đó tôi như nín thở cuối cùng anh ta cũng cầm lên đúng lúc chuông điện thoại reo tôi giật bắn như có tật giật mình là cái vi gọi cho tôi Tôi nhấn nút từ chối, nhìn sang thì thấy ly rượu của Vũ trống không, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kìa, anh Vũ, anh về sớm thế à? Người đẹp muốn lăn giường sớm, nên anh phải về. Tôi giả vờ tức giận bỏ đi trước, Vũ chậm rãi đuổi theo tôi. Ra đến thang máy, tôi đi chậm và đợi anh ta nói chuyện. Chìa khóa xe đâu? Anh uống say rồi, để tôi lái. Đấy, một đát nữa thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng Để anh ta lái xe Chẳng khác nào chơi đu dây với tử thần Vũ bước vào thang máy chung với tôi Mùi rượu lúc này hừng hực sau gáy Làm tôi nhột nhạt Nổi cả da gà Đừng Môi mỏng dán vào tai của tôi Ướt át chiều đùa Tôi chống tay lên thang máy Cố chịu đựng một chút Hai tay của Vũ ôm lấy eo của tôi Kéo vào trong ngực của anh Từ phía sau nắm cầm của tôi ép ngửa ra nụ hôn rơi xuống như mưa. Vũ thích thú hôn khắp mặt tôi, tiếng cười nhẹ phát ra từ yết hầu nghe vô cùng gợi cảm. Thang máy đến tầng, Vũ cũng buông tôi ra, còn tận tình chỉnh lại cổ áo giúp tôi. Đây là lần thứ hai tôi chờ Vũ khi chưa có bằng lái trong tay. Gần nửa đêm, đường phố vắng vắng vẻ vẻ, tôi vừa quan sát đằng trước, vừa nhìn gương chiếu hậu. Mới rời khỏi quán ba một đoạn, nhìn thấy Vũ dựa vào ghế, hai mắt của anh thiêm thiếp. Qua khỏi đèn đỏ, tôi tìm một chỗ tấp vào, vỗ mấy cái vào mặt cô Vũ, da mặt anh ta rất mịn, sờ vào như da em bé. Tôi dùng lực hơi mạnh, nên trên má anh ta, in dấu tay đỏ ửng. Thế nào rồi? Anh ta ngấm thuốc chưa? Bất tỉnh rồi, thế bây giờ tao phải xử lý anh ta thế nào? Mày tìm một khách sạn nào đó, vứt đại vào, xong nhắn tin địa chỉ, tao qua đón mày. Thôi tao đi taxi được rồi Đi với mày tao sợ lắm Tôi cúp máy rồi khởi động xe Tìm một chỗ nào đó Vứt tên bậm rượu này cho khuất mắt Tôi chạy một đoạn mới nhìn thấy khách sạn Vũ đang bất tỉnh Nên tôi phải nhờ bảo vệ Đỡ anh ta lên phòng Vũ rất nặng Tôi và bảo vệ khó khăn lắm Mới lôi kéo được anh ta lên trên phòng Bảo vệ đỡ anh ta lên giường Rồi cười lau mồ hôi nói Cậu ấy say bất tỉnh luôn rồi cô ạ à. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tôi không nói rằng anh ta uống phải thuốc mê, nên mới bất tỉnh nhân sự. Xử lý anh ta xong, tôi cũng nên đi về. Nhưng tiếng chuông điện thoại đang reo, níu kéo bước chân của tôi. Là của Vũ. Anh ta nằm im như chết, có biết trời trăng mây gió gì đâu. Tôi lưỡng lự rồi ngồi xuống giường, thò tay vào túi quần, lấy điện thoại ra. Bỗng một bàn tay chụp lấy tay của tôi, cơ thể bất chợt bị kéo đổ ập xuống giường. Tôi há hốc miệng khi nhìn thấy Vũ đang mở mắt nhìn tôi. Môi mấp máy. Anh... sao lại... bất ngờ lắm sao? Anh lừa tôi! Em mới là người lừa anh. Em dám bỏ thuốc mê vào rượu cho anh. Anh tránh tôi ra! Tôi đánh mạnh lên ngực của Vũ, định ngồi dậy, nhưng lại bị anh ta kéo ngược trở lại. Vũ tận tình đoạt lấy từng hơi thở khiến cho tôi choáng váng. Chiêu này của tôi vô tình dâng mình cho sói. Tôi không nghĩ rằng ly rượu đó Vũ lại đổ đi, chẳng hề uống lấy một giọt. Từ đầu đến cuối anh ta chỉ giả vờ mà thôi. Tên khốn nạn này, quả là gian xảo. Bị ôi! Anh ta còn cười. Tôi vờ túi sách bên cạnh, đập vào đầu của Vũ. Nhân lúc anh ta bị đau, liền bỏ chạy. Nhưng hai chân của tôi chỉ vừa chạm đất, lại bị Vũ cười nhạo. Em định ra ngoài với bộ dạng như vậy sao? Vũ dựa lưng vào giường, ngón tay móc áo ngực của tôi, xoay xoay khiêu khích. Ý thức được nửa thân trên đang cởi trần, tôi vội vàng dùng tay che chắn, mím môi run rẩy. Trả đây cho tôi. Em tự đến mà lấy. Đồ đều. Nhìn thấy chiếc áo thun, Vũ vừa mới cởi, đang nằm rất gần tôi, mang anh ta xong, tôi vội vàng chạy đến và nhặt. Buông tôi ra. Bây giờ muộn rồi Em còn chống đối Là đến sáng đấy Tôi là em dâu của anh Anh có còn liêm sỉ không Anh không biết liêm sỉ là gì Vũ ôm tôi từ sau rồi ném tôi lên giường Đầu óc còn đang choáng váng Thì hai chân của tôi Bị anh ta túm chặt Đem chân váy dài trên người tôi Kéo mạnh xuống đất Anh thích vật nhau trên giường cơ Tôi chụp lấy cây gối ném về phía anh ta Nhưng mà Vũ tránh được thân hình cao lớn trồm tới. Váy của tôi lúc này đã rơi xuống. Anh ta kéo tôi vào trong ngực, mùi hương da thịt cận kề khiến cho tôi dạo rực. Vũ dùng đùi cố định đùi tôi, hai tay bị anh ta giữ trên đỉnh đầu, bầu ngực ướn căng hết cỡ, đầy vào miệng của anh ta. Lần đầu tiên tôi tưởng rằng là tôi dành cho chồng mình, nhưng oái âm là Dương không hề chạm vào tôi mà để cho anh trai mình thay anh ta động phòng. Một lần rồi đến hai lần Cứ như vậy tôi vào vũ dây dưa với nhau Để cho Dương và Tuấn Một đứa con Chẳng ai tốt bụng đến mức ngu ngốc như vậy Tôi nhất định không mang thai Không sinh con cho bọn họ Sao không tập trung Anh từng nói với tôi Nếu như tôi mang thai Anh không động vào tôi nữa Có phải không Ừ Hôm qua tới giờ Tôi không uống thuốc tránh thai chưa chắc chắn. Nhưng tại sao tôi phải mang thai chứ? Chúng ta... Em mang thai con của anh. Hay là của Dương đều được. Vậy thì anh đừng như thế này nữa. Nhỡ như đứa bé là con của anh thì sao? Nó sẽ bất hạnh đến nhường nào chứ? Nụ cười của Vũ lúc này sượng dần. Thấy như vậy, tôi tiếp tục. Tôi yêu Dương. Tôi muốn sinh con cho anh ấy. Chúng ta dừng lại đi. Tôi là em dâu của anh. Đó là điều không thể nào thay đổi. Sau đêm này, tôi cho em toại nguyện. Anh nói thật chứ? Ừ. Vậy thì anh thề đi. Em không tin tưởng anh đến như vậy sao? Tôi mạnh dạn lắc đầu. Vũ không hài lòng đầy hông mạnh hơn. Tôi mím môi thở dốc, khoái cảm chồng chất kéo tôi trầm mê. Vũ có vẻ muốn đánh cược. Hết hy vọng vào đêm cuối cùng này. Tôi tin anh ta giữ lời. Bởi vì trước đó vũ không muốn giúp dương nữa trong cơn mơ màng tôi thấy vũ ôm mình vào nhà vệ sinh cả người của tôi mềm nhũn không còn sức nói lý lẽ để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm alo con đang ở cùng với nhi vũ đang nhắc đến tên của tôi vì đang nằm trên ngực của anh ta nên tôi loáng thoáng nghe được giọng của mẹ chồng dương về nhà chưa dạ chưa nó si mê cái thằng đó quá rồi con phải cảnh cáo cậu ta đi mẹ chỉ mong hai đứa nó sớm chia tay nó đang xúi em con chống đối lại mẹ đấy mẹ chồng có vẻ không ưa tuấn tôi cũng cực kỳ ghét anh ta bởi vì tuấn là người tình của chồng tôi và cả cái tính thích thể hiện của anh ta vũ không biết tôi đã tỉnh lúc này hạ thấp giọng nói với mẹ chồng khi nào dương về bảo nó qua đây đón nhi không biết mấy giờ rồi không gian trở nên yên ắng đợi vũ cúp máy được một lát tôi giả vờ ngọ nguậy và tỉnh táo bàn tay to lớn xoa đầu của tôi lười biếng chưa muốn ngồi dậy mấy giờ rồi Bảy giờ sao anh không đến nhà hàng đến muộn cũng không sao tôi phải về em có tắm chung với tôi không đừng quên anh hứa gì với tôi tôi lườm vũ sau đó đẩy ra và túm chăn ngồi dậy. Anh ta vẫn chưa muốn rời khỏi giường, chống tay nhìn tôi mặc quần áo. Thứ hai em nhớ quay lại làm việc. Tôi được nhận chính thức rồi có phải không? Ừ. Nhà hàng là nơi chồng tôi và Tuấn gặp nhau nhiều nhất, hai người họ chắc chắn không thể nào che giấu được tình cảm. Vũ không nghi ngờ gì, tôi rời khỏi đó trước anh ta. Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là mua thuốc tránh thai uống ngay. Điện thoại của tôi không biết cài im lặng từ khi nào, vậy nên hai cuộc gọi nhỡ của Dương tôi không nghe máy. Con ở lại bên đấy à? Sao không gọi về cho bố mẹ? Con về muộn, sợ bố mẹ ngủ rồi nên con không gọi. Sáng nay chồng con chưa về sao? Dạ lát nữa anh ấy qua đó. Tôi lên phòng vệ sinh cá nhân xong, nghe giọng của Dương bên ngoài. Alo, vợ, em đang tắm thì à? có chuyện gì không ạ? À? à không có gì, em tắm đi, anh chờ ngoài này. Anh lấy em một bộ váy với. Tôi muốn xem thử Dương có cảm giác với mình hay không. Dù biết hy vọng rất mong manh, nhưng mà tôi rất muốn thử. Anh nghe điện thoại một chút. Dương từ chối khéo rồi im lặng. Nước từ vòi sen không ngừng sôi xuống, cuốn trôi những giọt nước mắt lắng lẽ của tôi. Người mà tôi yêu và cưới lại không hề yêu mình Thậm chí tôi còn phải tìm chứng cứ chồng tôi ngoại tình để chủ động ly hôn. Đau lòng cay đắng, tôi phải nuốt ngược vào trong vì sự quyết định sai lầm của mình mà bố mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi quấn khăn tắm bước ra ngoài, Dương không còn trong phòng. Anh sợ đến mức tôi mới nhờ lấy dùm tôi một bộ đồ thì vội vàng tránh né. Tôi xin phép mẹ chồng ở lại hai ngày, nhưng Dương lấy lý do nhớ tôi nên muốn đón về sớm Bọn họ muốn kiểm soát tôi trong tầm mắt. Mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào cái bụng phẳng lì của tôi. Mới bước tới cầu thang, tôi nghe tiếng Dương và mẹ nói chuyện rôm giả. Hai hộp kim chi, mẹ để đây nhá. Lát về phải nhớ lấy già đấy. Còn có một người bạn rất thích ăn kim chi. Đợt trước con cho cậu ấy ăn thử một ít mẹ làm. Lần nào gặp cũng nhắc khen ngon đấy mẹ. Thế à? Thì thì để mẹ lấy thêm cho cậu ấy Dạ thôi mẹ, nhiều đây đủ rồi. Đây đây, đang còn nhiều lắm. Con mang hết về, chia cho bạn. Con thay mặt cậu ấy cảm ơn mẹ. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Mẹ làm nên ăn uống đảm bảo hơn bên ngoài. Hết rồi báo cho mẹ nhé. Dạ vâng ạ. À. Người bạn mà chồng tôi đang nhắc đến, tôi biết là ai. Trước mặt mẹ tôi, Dương không hề kiêng rẻ. Vui vẻ lấy mấy hộp kim chi, để sẵn vào bịch. Còn cẩn thận chia ra làm hai phần lòng ngực của tôi căng tức như có ai đấm vào nhưng mà tôi phải cố nhắm mắt làm ngơ thốt lên tiếng gọi nhạt nhẽo chồng ơi em tắm xong rồi à anh đem đồ ra xe nhé dạ vâng bé hân đi học nên chỉ có bố mẹ ở nhà nhìn quanh phòng khách không thấy bố đâu tôi mới lên tiếng hỏi bố đi đánh cờ với chú thi à mẹ ông ấy đang tỉa tót mấy chậu lan mà chồng con vừa mới đem sang Dạ con về đây Sắp tới con bận Nên có khi nửa tháng con mới về Ôi Dảo Nhà gần ngay đây có phải xa xôi gì đâu Hôm nào rảnh thì về Lên xe tôi nghe điện thoại Dương đang rung Nhưng mà anh chỉ nhìn tôi rồi tắt Vũ diễn giỏi Nhưng so với chồng tôi thì kém xa Dương thích sắm vai một người con rể tốt Một người chồng quan tâm Và yêu chiều vợ hết mực Tôi để ý mỗi lần tôi vào Vũ phát sinh quan hệ xong, bọn họ lại tặng quà y như trả công vậy. Hôm qua là quần áo, sáng hôm nay là mấy chậu lan hiếm mà bố tôi nhắc đến mãi nhưng lại không dám mua. Vì thế nào rồi vợ? Nó ổn rồi. Tiền cặn bã đó bắt cá hai tay, không xứng với nó. Em ghét nhất cái loại đàn ông đều cáng như vậy. Hết yêu thì chia tay, đằng này còn đang quen nhưng sau lưng lại cặp kẻ người khác. Đúng là bị ổi anh nhở ừ sương cười gượng đáp lại cụt ngồn rồi lại truyền đề tài tôi qua anh vũ đi đâu không về cãi nhau với mẹ anh ấy truyền ra ngoài sống rồi cãi nhau vì chuyện gì anh có biết không anh cũng không rõ hình như anh vũ còn qua lại với cô siêu mẫu gì nên không chịu đi xem mắt với người mà mẹ sắp xếp mẹ chồng tôi lại muốn làm cái gì đấy để vũ dọn ra ngoài Chắc chắn có âm mưu gì khác Hoặc anh ta giữ lời không chạm vào tôi nữa Tôi đang hy vọng khả năng thứ hai xảy ra Vũ Lan mở cổng cho xe chạy vào Tôi vừa bước xuống Vũ đon đà hỏi tôi Hôm nay mà uống thuốc bổ chưa? Dạ con uống rồi Vợ cháu làm sao mà quên được Vũ Không chừng mợ nhi Có tin vui rồi đấy cậu Dương cười xòa ôm vai tôi Vui vẻ bước vào trong nhà Mẹ chồng đang cắm hòa ở trong phòng khách Thú vui hàng ngày của bà ấy Ngoài mua sắm ra Còn trang trí nhà cửa Uống trà, dạo phố với bạn bè Bà ấy nói rằng khi nào tôi mang thai Không cần đến nhà hàng làm việc Lúc đó cuộc sống của tôi Chắc hẳn cũng giống như mẹ chồng Chỉ khác là địa vị của tôi Trong gia đình này Không hơn không kém Một cây máy đẻ Mẹ, vợ chồng con về rồi Ờ, à, Mẹ chồng tôi rút khăn giấy trên bàn, tỉ mỉ lau tay rồi ngắm nghía lọ hoa hồng mới cắm, chậm rãi nói tiếp. "Mẹ hẹn mấy bà bạn đi uống trà, con thay quần áo rồi đi cùng với mẹ." Con cảm thấy trong người hơi khó chịu, "Để hôm khác có được không mẹ?" Bà ấy ngước lên nhìn tôi, rồi đăm chiêu gật đầu, Dương đưa cho Vũ Lan hai hộp kim chi, nói là mẹ tôi gửi. Mẹ chồng nghe thấy nhưng chỉ cảm ơn qua loa hình như bái không thích ăn kim chi giống như lời dương nói buổi trưa chỉ có vợ chồng tôi ở nhà ăn cơm xong dương giả dạ vờ nghe điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ để tránh gần gũi với tôi nằm trên giường tôi cũng vờ thiêm thiếp như sắp ngủ mang tiếng là vợ chồng nhưng chúng tôi bắt đầu đề phòng lẫn nhau dương đứng ngoài ban công một lát sau đó nhìn vào dường như chỉ đợi đến lúc tôi say giấc anh mới dám bước vào theo thói quen uống một ly nước rồi nằm xuống giường, Dương xoay lưng về phía tôi, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay, nhưng mà để chạm đến trái tim của anh lại xa xôi thăm thẳm. Tôi nằm nhìn bóng lưng của chồng một lúc, sau đó ngồi dậy. Dương ngủ say như đang bất tỉnh, bởi vì tôi lén bỏ thuốc mê vào trong bình nước. Nhìn gương mặt điển trai hiền lành đang nhắm nghiền mắt, tim của tôi co thắt lại, cơn nhói lên ở ngực nhớ nhắc nhở tôi nên làm gì tiếp theo. Tôi với tay lấy điện thoại dương để trên tủ đầu giường rồi ấn dấu vân tay của anh để mở khóa. Số điện thoại gửi tin nhắn kỳ lạ, mà hôm trước bé Hân nói rằng mật mã tình yêu là của Tuấn. Ở mục tin nhắn còn sót lại hai tin, hình như Dương đã xóa đi rồi. Tôi vào xem ở tin nhắn Zalo thì mới thực sự bị sốc, hai chân bồn rùn vội vàng ngồi xuống ghế, mắt tôi mở to, dán chặt vào màn hình. Tin nhắn Tuấn vừa gửi sáng nay cho chồng tôi, có một đoạn video 2 phút, tôi run run bấm vào xem thử. Hình ảnh hai thân thể trần chuồng quấn lấy nhau, kèm theo những tiếng thở dốc nặng nề, đầy thỏa mãn. Hai người đàn ông đang ghi nhau xuống giường và hôn hít. Tôi nổi hết da gà, chưa từng chứng kiến chuyện này bao giờ. Tiếng riêng gì của Dương nghe sao mà xa lạ quá. Anh ôm lấy mặt Tuấn hôn thắm thiết, tình cảm mãnh liệt được thể hiện bằng những hành động khiến cho tôi phải xấu hổ. Tối mai đến với anh nhé. Em không biết. Mà kệ tất cả đi. Không ai có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta. Mẹ có vẻ không vui. Em sợ bà ấy gây rắc rối cho anh anh không sợ bởi vì anh yêu em tôi dựa vào ghế đờ đẫn nhìn chồng mình đang nằm trên giường anh và người đàn ông trong video như hai nhân cách hoàn toàn khác nhau ở bên cạnh tuấn anh mới sống đúng với giới tính thật của mình họ có sở thích quay lại cảnh làm tình rồi gửi cho nhau tôi không cần tìm đâu xa trong điện thoại của chồng tôi có đầy bằng chứng anh ngoại tình tin nhắn gần đây nhất là bức ảnh chụp hộp kim chi của mẹ tôi với dòng tin nhắn chiều mến rằng chiều nay chồng tôi sẽ đem cho tuấn lục lại những tấm ảnh rất lâu trước kia bọn họ đi du lịch rất nhiều nơi nhưng toàn ở nước ngoài có lẽ ở đó không ai biết nên họ mới công khai thể hiện tình cảm với nhau như vậy tôi ngây ra trước một tấm ảnh cô gái mặc bộ váy màu vàng nhạt đang mỉm cười kia không ai khác chính là tôi. Anh thấy thế nào? Ừ, xinh. Không phải anh đang ghen đấy chứ. Anh ghen thì thay đổi được gì trong khi em muốn cưới cô ta. Em cưới vợ chỉ là hình thức thôi. Anh Vũ cũng vừa mắt với Nhi. Chịu, tóm lại là anh không ưa cô ta. Bọn họ nhắc đến tôi không phải một lần. Thậm chí Tuấn còn dùng những lời lẽ cực kỳ khó nghe để chế nhạo tôi. Bởi vì ngủ với ai mà tôi không biết Đau đớn là Dương còn hùa theo Để châm biếm tôi Tất cả những dòng tin nhắn Những đoạn video tôi gửi qua điện thoại mình Sau đó tôi gọi cho cây vi Tôi không muốn sống chung nhà với những con người đáng sợ này Tôi nhất định phải rời khỏi đây Nước mắt thì nhau rơi xuống Tôi mím môi để không bật ra tiếng nước nở Nhìn Dương lồng ngực của tôi lại nhức nhối vô cùng. Anh đẩy tôi đến bờ vực thẳm, lại nhẫn tâm đâm tôi một nhát, khiến cho tôi hoàn toàn gục ngã. Tôi không mang theo vòng vàng hay trang sức hay quần áo hàng hiệu gì. Tôi vội vàng cầm chiếc túi sách, bỏ điện thoại cùng ví tiền, rồi chạy nhanh xuống lầu. Tinh thần của tôi rất hoảng loạn, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ơ, ừ, mợ nhi, mợ đi đâu đấy? À con, con ra ngoài có tí việc. Thế cậu Dương đâu? Sao lại không đưa mợ đi? Anh ấy đang ngủ, con không muốn làm phiền chồng con. Bà chủ dặn mợ đang mệt thì nên ở nhà nghỉ ngơi. Còn có việc gấp, con đi một lát con về ngay. Việc gấp gì à? Bà ta hỏi đến cùng, nhất quyết không cho tôi đi. Không biết khi nào mẹ chồng tôi về, tôi phải nhanh chóng nhân lúc này, đi ngay còn kịp. Vũ Lan túm lấy tay tôi kéo lại có lẽ thái độ kỳ lạ của tôi đã khiến cho bà ta nghi ngờ mợ đứng lại mợ muốn đi đâu tôi bảo là tôi có việc gấp cơ mà mợ không đi được đợi bà về vũ đừng có kéo tôi vũ lan rất mạnh tôi giằng tay bà ta ra nhưng không được đúng lúc này tôi nghe có tiếng xe ngoài sân thôi chết mẹ chồng tôi về trong tình thế cấp bách tôi không thể nào bình tĩnh hơn được tôi sốt ruột dùng hết sức đẩy vũ lan ra Mợ Nhi. Tôi chạy ra cổng thì thấy mẹ chồng đang mở cửa bước xuống, tiếng la hét của Vũ Lan phía sau tiếp tục vang lên. "Bà ơi, bà mau giữ Mợ Nhi lại." "Có chuyện gì thế?" "Cái Vi bị ngã nhập viện, con muốn đến thăm nó, nhưng mà Vũ Lan không cho." "Vũ ấy? Bạn con đang nằm bệnh viện nào?" "Dạ ở bệnh viện thành phố ạ." À? "Bà chủ à." Vũ Lan lắc đầu, tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng hình như bà ta nhận ra được gì. Mẹ chồng tôi hỏi. Thế chồng con đâu? Anh ấy đang ngủ. Bây giờ con đến bệnh viện được chưa mẹ? Để mẹ Bảo Dương đưa con đi. Không cần đâu ạ. À? Anh ấy. Vũ Lan này, lên phòng gọi thằng Dương dậy. Sau lưng mẹ chồng tôi là tài xế, nếu như tôi không nói không rằng bò chạy thì chưa ra tới cổng, tôi bị túm lại ngay. những lát nữa thôi bọn họ sẽ phát hiện tôi nói dối. Tôi phải làm sao đây? Nóng vội quá, đúng là hỏng chuyện. Tôi đang khẩn trương nghĩ cách, thì rất nhanh nghe giọng của Vũ Lan hốt hoảng. Điều gì đến cũng đến rồi. Tôi toát mồ hôi nhìn ra cổng. Cái vì nói sẽ đón tôi. Hy vọng nó đến kịp. Bà chủ ơi, tôi gọi nhưng mà cậu Dương không có động tĩnh gì. Cậu ấy bị làm sao rồi bà ơi? Vào nhà rồi nói chuyện. Kìa mẹ, nhưng bạn con... Đi vào nhà, vì đến rồi, tôi nhìn thấy nó, nhưng chưa kịp gọi thì bị Vũ Lan hôn dữ, kéo tôi vào trong nhà. Tôi phản ứng lại hất tay bà ta ra, thì nghe mẹ chồng tôi quát. Cô đã làm gì thằng Dương? Con không làm gì hết. Bà ơi, bạn mợ nhi đang ở ngoài cổng, mợ nhi nói dối. Vũ Lan gần giọng dằn mặt rồi đẩy tôi xuống ghế. Bà ta lúc này trông rất đáng sợ, nhưng mà người mà sợ nhất lại đang đứng đằng kia. Mẹ chồng tôi tức giận và gọi lớn. Chú Quang, đóng cổng lại. Mấy người, mấy người làm cái gì thế hả? Thả tôi ra. Điện thoại trong túi sách đang đồ chuông. Cái Vi không thấy tôi nên gọi cho tôi. Nhưng mà chưa kịp nghe máy thì mẹ chồng tôi giật lấy ngay. Vi ơi, cứu! Tôi hét lên mong rằng cái vi nghe thấy, nhưng lại bị Vũ Lan ghi xuống ghế, Tài xế của mẹ chồng thì lấy hai tay, bụp miệng của tôi lại. Tôi dãy rủa kịch liệt, nhưng mà vô dụng. Những tiếng ú ớ không thể nào thốt ra khỏi cuống họng. Sức lực của tôi bị bọn họ rút cạn kiệt. Sắc mặt mẹ chồng tôi càng ngày càng đỏ bừng, cặp mắt long sòng sọc, giận dữ, cầm điện thoại lướt lướt rồi ném mạnh xuống đất. Hành động này khiến cho tôi sợ hãi, run rẩy. Cô định làm gì? ai cho cô tự ý điều tra con trai của tôi chuyện đã đến nước này rồi tôi không cần phải cố đấm ăn xôi bàn tay thô giáp kia vừa lấy ra khỏi miệng của tôi tôi liền nói ngay con muốn ly hôn ly hôn cô làm tròn bổn phận một người vợ chưa mà cô đòi ly hôn anh dương mới là người không làm tròn bổn phận con không làm gì có lỗi với anh ấy dù nó không yêu cô thì cô phải sinh cho nó một đứa con không bao giờ. Chú Quang, nhốt nó lại. Không được động vào tôi. Tôi muốn ly hôn. Tránh sao tôi ra. Tôi đạp vào chân của vũ Lan thì bị tài xế của mẹ chồng quăng cho tôi một cái bạt tai. Đau đến xây sầm mặt mày. Bọn họ lôi tôi lên cầu thang rồi tống tôi vào căn phòng đối diện phòng vũ mặc cho tôi lá hết khàn cổ nhưng mà họ không thèm đếm xỉa đến tôi. Mở cửa ra. Các người mở cửa ra cho tôi tôi muốn ly hôn. Im lặng đi. Cái vì không tìm được tôi, nhất định nó báo công an. Dù công an hay bố mẹ cô đến đây, thì bà chủ đều tiếp hết. Vô Lan nói xong nhách môi đóng sập cánh cửa lại. Điều cười khinh khỉnh của bà ta làm cho tôi ớn lạnh. Mọi đồ đạc trong phòng có thể dùng được, tôi đều lấy để đập cửa, nhưng không si nhê gì. Sau một hồi cánh tay tôi dã rời, không còn sức để nhấc ghế gỗ bị rơi một mất bên chân. Từ từ trượt dài ngồi bếp dưới sàn, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun mỏng, lồng ngực phập phồng từng hơi nặng nề. Căn phòng này tôi chưa vào bao giờ, cửa sổ không mở được, cảm giác ngột ngạt khó thở. Tôi mím môi, ấm ức bật khóc. Phải chỉ tôi nhanh hơn hay bình tĩnh hơn thì tôi đã an toàn rời khỏi đây. Không biết bọn họ định nhốt tôi như thế này đến bao giờ. Những người trong ngôi nhà này thật đáng sợ, ngay cả Vũ Lan cũng làm tôi bất ngờ. Nghỉ mệt một lát, tôi lại kiên trì đập cửa, lòng bàn tay nóng bừng bừng đau rát. Không biết qua bao lâu, tôi mệt quá nên mới thiếp đi. Dậy đi, cô định giả vờ chết đi à? Có ai đó đang chạm vào người tôi, mình mày ê ẩm giống như đi mượn. Tôi hé mắt thì bị ánh sáng từ bóng điện dọi thẳng vào mặt, khiến cho tôi nhíu mày. Vũ Lan bừng khay cơm để dưới đất, ngay chỗ tôi đang nằm Hất cầm nói với tôi Sướng hay khổ ấy Là do cô tự chọn Biết điều thì bà đối xử tốt với cô Còn nếu như cô chống đối Thì đừng hỏi tại sao Số của mình lại khổ Dương đâu Tôi muốn nói chuyện với anh ta Ý cậu Dương Cũng như ý của bà thôi Cô đừng có tưởng bở Tôi sẽ không sinh con cho anh ta Nếu tôi chết ở đây Thì mấy người không yên đâu đe dọa gớm nhỉ Cô có chết đi Thì bà lại tìm người khác sinh con cho cậu Dương thôi Chẳng qua cô được cưới hỏi đàng hoàng Nên bà mới ban ơn huệ cho cô Cô đừng nghĩ Chỉ mình cô biết đẻ Còn bây giờ thì ăn đi Bà ta nhướng mày rồi nhếch môi đá xéo tôi Biểu cảm cứ như tôi là kẻ thù của bà ta Vũ làn vào đây thì chắc chắn Cánh cửa không khóa Tôi giả vờ rơi vài giọt nước mắt Cho bà ta hài lòng rồi cầm mâm cơm hất vào người của bà ta. Nhân lúc bà ta giống lên như bị chọc tiết, tôi vặn chốt cửa rồi mừng quính chạy xuống lầu. Cậu Dương, cô ta trốn rồi, cậu Dương! Tôi không dám chậm trễ, hai chân quính quáng muốn vấp vào nhau, tưởng chừng có thể rời khỏi đây. Nhưng cơ hội của tôi bị dập tắt, bởi vì Dương đang đứng ở dưới chân cầu thang. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm anh ta nhạt nhẽo nói với tôi Em nghe lời của mẹ đi Bà mẹ tôi đối xử với anh như thế nào Anh không cảm thấy cô lỗi Với gia đình chúng tôi sao Anh sẽ bù đáp cho em Dối trá Anh nghe cho rõ đây Tôi không sinh con cho anh và Tuấn Không bao giờ Dương lúc này quát lên Đồng đành Chỉ tay vào mặt của tôi Anh cưới em về Không phải để làm cảnh nực cười anh cưới tôi để che đậy giới tính chứ gì cả anh và tuấn đều là những kẻ ích kỷ đáng khinh tôi chết lặng nhìn dương không thể nào tin rằng anh ta vừa mới tát mình cho dù anh ta không yêu tôi đi chăng nữa nhưng đánh đàn bà con gái thì vô cùng hèn hạ tình yêu của tôi dành cho dương đang chết dần chết mòn sau cái tát này có những thứ không bao giờ lấy lại được dương lúng túng bao biện tuấn không liên quan gì đến chuyện này cô đừng có lôi anh ấy vào tôi không ngu những đoạn video tin nhắn chat chít của hai người tôi đọc hết rồi anh đem kim chi mẹ tôi làm cho anh ta ăn không cảm thấy xấu hổ à ăn có cảm thấy nghẹn không đừng nhiều lời với cô ta làm gì thưa cậu dương sau lưng là vũ lan trước mặt là dương tôi không có đường lui nên liều mạng đẩy anh ta ra nhưng Dương lúc này túm lấy tóc của tôi kéo lại. Nước mắt tôi chảy thành dòng. Không phải vì đau đớn, mà bởi vì cách hành xử của Dương làm cho tôi quá thất vọng. Anh ta bình vực Tuấn mà sẵn sàng đánh tôi. Cũng phải thôi, đó là người mà anh ta yêu. Còn tôi có là cái thá gì đâu. Tôi tự cười chua xót cho chính mình. Nếu có thể làm lại, tuyệt đối tôi không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đáng sợ này. Hai người họ lôi tôi sành sạch lên lầu. Dương bất mãn bỏ đi xuống, không thèm liếc mắt nhìn tôi một giây. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, mối quan hệ của vợ chồng chúng tôi lại thay đổi chóng mặt. Bây giờ nhìn chúng tôi, sống như kẻ thù với nhau. Tôi sai, khi chưa tìm hiểu kỹ, đã vội vàng kết hôn. Dương sai khay từ đầu, đã lừa dối tôi. Chỉ có chấm dứt cuộc hôn nhân này thì mới giải thoát cho nhau. Cô đường hòng ra khỏi đây. Đói đến chết đi. Tôi lại bị đầy vào căn phòng vung vãi thức ăn. Vũ Lan chỉ chiết cấu vào lưng của tôi mấy cái cho bỏ ghét. Sau đó khóa cửa lại. Dù bọn họ có đe dọa thế nào đi chăng nữa. Tôi không thể nào từ bỏ ý định bỏ trốn được. Cửa đều đóng kín. Muốn ra ngoài hoàn toàn không có khả năng. Tạm thời tôi chỉ còn cách. Giả vờ ngoan ngoãn. Nghe lời mà thôi nhưng nếu thỏa hiệp ngay thì bọn họ lại nghi ngờ trước tiên phải kéo dài tình hình này trong vài hôm đợi bọn họ nghĩ rằng tôi không trụ được rồi tôi hãy cầu xin trong phòng có nhà vệ sinh tôi dọn đồ ăn đổ ở dưới sàn nhà sạch sẽ rồi đi tắm nhà chồng tôi rất rộng phòng ở không hết nên trong căn phòng trống này chẳng tìm được một bộ quần áo tôi tắm xong lên giường đắp chăn ngủ có lẽ vì mệt quá nên một lúc đã mê man bên ngoài còn tối hay sáng tôi không thèm quan tâm sau một giấc ngủ giống như là tôi ngủ mấy ngày mấy đêm bụng của tôi rất đói nên vội vàng tỉnh giấc vũ làm dọa tôi thôi tôi nghĩ bọn họ không để cho mình chết đói huống hồ tôi ngủ với vũ mấy lần mẹ chồng không biết tôi đã uống thuốc tránh thai nên chắc chắn bà ta đang hy vọng chốt cửa đang xoay tròn tôi vội kéo chăn đắp ngang ngực vờ như đang ngủ say, giọng của Vũ Lan Lý Nhí. Cô ta đang còn ngủ. Cứ để đó đi. Mùi đồ ăn bay tới khiến tôi cồn cào, nhưng đợi gần 5 phút trôi qua, không có động tĩnh gì, tôi mới ngồi dậy. Quả đúng như tôi suy đoán, bữa sáng được chuẩn bị rất chu đáo, một tô bún riêu kèm theo quả chuối và sữa. Tôi không dại dột hất đổ như tối hôm qua, phải ăn mới có sức để chiến đấu với bọn họ. Năm ngày liên tiếp tôi ăn và ngủ, phạm vi sinh hoạt vòn vẹn trong bốn bức tường. giường không xuất hiện, chỉ có Vũ Lan đem đồ ăn và quần áo cho tôi. Cũng đến lúc tôi nên làm điều gì đó. Lạnh quá, Vũ Lan ơi, tôi lạnh quá. Và vịt, không muốn ăn thì nhịn. Tôi bị sốt rồi, tôi khó chịu lắm. Tôi qua tôi tắm nước lạnh cả đêm để bị cảm, sang tôi va vào nhau run cầm cập. Cả người thì nóng như lửa đốt. Không phải là diễn đâu, mà là tôi bị sốt thật. Cô ngồi dậy nhanh lên. Nghe tôi rên hừ hừ. Vũ Lan bán tín bán nghi, đi tới cạnh giường, rồi sờ tay lên chán của tôi. Sau đó bà ta nhanh chóng, rụt tay lại. Bà ta chạy ra khỏi phòng, đoán trường đi gọi mẹ chồng tôi. Dù đang sốt nhưng tôi còn ý thức. Vậy nên khi giọng nói trầm ấm quen thuộc kia vang lên, tôi không biết vui hay là buồn. Đến bệnh viện đi. Không được. Nó đã biết hết chuyện của em con rồi. Không thể nào để nó ra ngoài được. Mẹ đang làm cái quái gì thế? Hai người định giam lòng nhi cả đời hay sao? Tạm thời cứ để nó như vậy. Con đừng có xen vào vũ à. Tay của tôi đang giấu trong chăn xiết lại. Thái độ mẹ chồng vẫn không thay đổi. Khi nào tôi chưa mang thai thì đường hồng rời khỏi căn nhà này. Vũ Lan có thuốc hạ sốt không? Dạ tôi có cậu ạ. À lấy lên đây cho tôi kìa vũ cứ để vũ lan trông chừng nó con đi ra ngoài đi nệm lúc này bị lún xuống một nửa có bàn tay lên trán của tôi nhiệt độ chênh lệch rất rõ lòng bàn tay này rất rộng mỗi hương nằm tính thoáng qua nơi chóp mũi tôi bắt đầu mê man âm thanh truyền qua tai ù ù chẳng thể nào tiếp nhận cơ thể hết lạnh rồi lại nóng cơ thể của tôi đang thả chui lênh đênh trên biển băng lớn bị sóng đánh vỗ giạt vào bờ khiến tôi run rẩy. Nhưng sau đó tôi như trôi giạt đến một nơi sa mạc heo hút, sức nóng khủng khiếp từ trên cao dọi xuống khiến đỉnh đầu của tôi đau nhức, mồ hôi liên tục túa ra, ướt đẫm cả áo. Một dòng nước mát lạnh dưới qua thân thể khô cằn như nắng hạn gặp mưa rào, tôi thầm lam muốn được tưới mát nhiều hơn. Theo phản xạ tự nhiên, chụp được một bàn tay cứng cáp. Sao lại là anh chứ? Tôi chán ghét buông tay Vũ ra. Anh ta đang vắt khăn rồi đắp lên chán cho tôi. Nhận ra anh thì em hạ sốt rồi đấy. Anh cũng giống như bọn họ. Lừa dối tôi. Còn giả vờ quan tâm tôi làm gì chứ? Quan tâm cũng cần có lý do sao? Dù tôi không biết mục đích của Vũ là gì nhưng ít nhất anh ta còn có tình người. Không bỏ mặc tôi bất tỉnh nằm đây. Phải rồi. Sao tôi không dựa vào Vũ chứ? Anh ta có vẻ không hài lòng về cách giải quyết của mẹ mình và em trai. Tôi cầu xin anh ta giúp mình, liệu có khả thi hơn không? Dù phần trăm nhỏ nhoi thôi, nhưng không thử làm sao mà biết được. Tôi thều thào, giọng nói ồm ồm như vịt được. Mấy hôm nay anh đi đâu thế? Nhớ anh à? tôi đang nghiêm túc lắm anh có đùa đâu nhìn tôi bây giờ buồn cười lắm sao cũng không đến nỗi nào tôi khát nước vũ rót cho tôi một ly nước lọc đưa đến tận miệng cho tôi hành động săn sóc này không giống đang giả vờ vì anh ta vừa mắt tôi nên dương mới chọn tôi để cưới gu bạn gái của vũ toàn mấy cô chân dài bốc lửa không biết anh ta vừa mắt tôi ở điểm nào chứ Nước chiếm 71% diện tích bề mặt trái đất. Yên tâm, không ai giành hết với em đâu. Tôi nghe xong biểu môi, muốn uống thêm vài ngụm, nhưng bị anh ta đá xéo nên thôi. Vũ đặt ly nước xuống bàn, tiện tay lấy chiếc khăn trên chán của tôi xuống, rồi bưng thau nước đứng dậy. Tôi vẫn chưa nói gì. Anh ta bỏ đi như vậy, thì ý định mới vừa rồi của tôi phải làm sao đây? Tôi khẩn trương hỏi. Anh đi đâu thế? Vào nhà vệ sinh Em đi cùng không? Tôi không Muốn tắm chung thì cứ lên tiếng Không cần phải ngại ngùng Tôi đói Anh có thể làm cho em no bụng Trong đầu của anh không thể nào nghĩ được gì Ngoài chuyện đó hay sao? Chuyện đó là chuyện gì chứ? Anh biết rồi còn hỏi Anh không biết Đang rửa tay lắng nghe đây Anh đừng có mà điêu Thế em có đang nghĩ về chuyện đó không? Mở mang tầm mắt cho anh đi tôi không nên hy vọng gì ở anh ta thì hơn nói chưa hết ba câu lại bắt đầu ngà ngớn vũ vào nhà vệ sinh một lát rồi đi ra ngồi xuống giường muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán của tôi thêm lần nữa tay anh ta mát lạnh vừa sờ lên trán của tôi làm cho tôi co lại như rùa rụt cổ tôi lén nhìn vũ chợt thấy mình lúc này thật yếu ớt một hành động quan tâm nhỏ nhoi cũng làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều tôi đã tin tưởng và yêu sai người nên mới thành ra như thế này đây. Bây giờ nếu tôi phán đoán sai tiếp thì chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Em muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được. Thế có ăn anh không? Cái tên hầm này biết như thế tôi không nên mở miệng thì hơn. Vũ vừa bỏ tay từ chán tôi xuống tôi vội vàng kéo chăn trùm kín đầu. Tuy đã hạ sốt nhưng mà cơ thể của tôi còn dâm gian khó chịu. Cổ họng đau rát, làm giọng của tôi lạc hẳn đi Không gian trở nên yên tĩnh Sau tiếng đóng cửa Tôi vén chăn ngồi dậy Để nhiệt độ thoát ra bên ngoài Tôi tự làm mình bị cảm Bước đầu coi như tạm ổn Bọn họ không thể nhốt tôi trong phòng mãi được Bước tiếp theo Tôi nên làm gì đây Tôi phải suy nghĩ sẵn trong đầu Tôi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt Cởi chiếc áo thun dính mồ hôi trên người Bò vào trong giỏ Mới hạ sốt nên tôi không dám tắm rối nước qua loa rồi bước ra ngoài. Em thế này là muốn no bụng kiểu gì đấy? Vu Lan đem hơn cả chục bộ quần áo bỏ vào trong tủ cho tôi. Đây là mẹ chồng mua, bà ta rất quan tâm đến vẻ bề ngoài nên dù bị nhốt vẫn cho tôi ăn mặc đẹp. Lúc nãy tôi chỉ định rửa mặt nên không lấy quần áo, thành ra bây giờ tôi đang trần trụi trước mặt Vũ. Tôi nghĩ anh ta đã đi rồi, tay chân luống cuống khép lại che cái gì mà che có chỗ nào anh chưa thấy qua đâu Vụ bát chéo chân ngồi trên ghế nhìn tôi cười đều không phải lần đầu tiên bị anh ta nhìn thấy sạch sành xanh như thế này nhưng mà tôi ngại ngùng lắm hai má nóng gian ấp úng anh nhắm mắt lại có được không ừ ok em thay đồ đi hiếm khi anh ta nghe lời tôi như vậy tôi chạy tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ sau đó mặc vào đúng là hấp tấp chẳng làm được việc gì có cái cúc áo mà tôi cài cũng lệch lên lệch xuống để anh giúp từ khi nào vũ đứng sau lưng tôi luồng nhiệt lan tỏa không biết đang từ tôi hay từ lồng ngực săn chắc của anh ta tôi vội vàng chụp tay của vũ lại tôi tự làm được rồi phải cởi ra hết sau đó cài lại từ đầu chứ từng ngón tay của vũ chạm vào ngực tôi những cái động chạm ái muội như có dòng điện xẹt qua khiến tôi tê dần hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy tôi dùng mình né tránh thì vô tình làm tay cô vũ chạm qua nơi cao ngất toàn thân của tôi cứng ngắc không dám cựa quậy tiếng cười êm ái vang lên lát nữa anh bận rồi nhưng nếu như em muốn ai muốn chứ tôi dứt khoát đầy vũ già rồi bước lại giường ngồi trên bàn có một tô cháo nhưng mùi vị rất lạ. Không cần anh ta lên tiếng, tôi tự lấy ăn. Nhưng mới được một muỗng, tôi vội vàng nhăn nhó mặt mày. Chào tía tô, ăn dài cảm rất hiệu quả. Em ăn đi. Tôi nghe xong không chế nữa, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Vụ nói rằng có việc bận nên đợi tôi ăn xong, anh ta cũng đi mất. Tôi uống thêm một lần thuốc rồi nghỉ ngơi. Đến chiều cảm thấy trong người mình khỏe hẳn, tôi đi tắm rồi đợi đến giờ ăn cơm tối như thường lệ đúng giờ vũ lan mang theo vẻ mặt đắc ý xuất hiện trong phòng của tôi ăn cơm đi tôi muốn nói chuyện với anh dương chuyện gì tôi đồng ý sinh con cho anh ta nhưng với một điều kiện nói điều kiện cho tôi nghe xem nào tôi muốn thụ tinh nhân tạo yêu cầu của tôi không có gì quá đáng huống hồ bọn họ còn đang mong như vậy Vũ Lan đặt mâm cơm lên bàn rồi đóng cửa, chắc đi gọi mẹ chồng. Tôi nóng lòng chờ đợi, chỉ cần ra được khỏi căn phòng này, tôi sẽ có cách trốn được. Vũ Lan trở lại nhưng không phải một mình, còn có thêm mẹ chồng và Dương. Anh ta cầm theo một tờ giấy, tôi thắc mắc không biết đó là gì. Đây là đơn ly hôn, con trai tôi ký rồi, chỉ cần cô sinh xong, cô có thể được tự do. Tôi chỉ muốn giật lấy đơn ly hôn Có chữ ký của Dương Sau đó ký vào Đây là thứ tôi cần nhất lúc này Chỉ cần một chữ ký Có thể chấm dứt với anh ta Nhưng ly hôn nào dễ dàng như vậy Tôi cười chua chát Bà có điều kiện Nhưng mà tôi cũng có Chúng tôi chấp nhận điều kiện đó của cô Lấy gì đảm bảo Tôi không ngủ với Vũ Lão Sược Bà cho cô một cơ hội Mà cô còn dám trả treo kìa Vũ Lan. Bị nhắc nhở, bà Lan mới ngậm miệng lại. Tôi nhìn Dương thách thức. Thụ tình nhân tạo, anh làm được chứ? Dương miếm môi, giống như tôi vừa mới đụng chạm vào lòng tự ái của anh ta. Dù bằng cách gì đi chăng nữa, Tuấn không muốn để tôi mang thai con của Dương. Nếu như bây giờ chúng tôi thụ tinh nhân tạo, không biết anh ta có làm mình làm mẩy, đòi chia tay hay không? Được như vậy thì tốt quá. Tôi cảnh cáo cô, ngoan ngoãn nghe lời sinh ra một đứa bé khỏe mạnh. Cô từng nghe qua câu, "Chị làm, em chịu chưa?" Bà tôi nắm rõ gia đình của cô trong lòng bàn tay, muốn để họ được sống yên ổn hay là họ sống bất hạnh đây, tùy thuộc vào thái độ hợp tác của cô. Tôi sững sờ trước những lời đe dọa của mẹ chồng, biết bà ta không phải người đơn giản, nhưng lôi cả gia đình tôi ra uy hiếp như thế này thì quá là thủ đoạn. Đừng trước loại người như bà ta Tuyệt đối đừng tự cho rằng Mình là người thông minh Dương tặng cho tôi một nụ cười khinh miệt Rồi theo mẹ ra ngoài Tôi sợ bà ta rồi Sợ thật Chứ không phải là sợ giả vờ Phải tính toán lại từng bước đi Cẩn thận không để liên lụy Đến bố mẹ và bé Hân Hai ngày nhanh chóng trôi qua Vẫn không có gì thay đổi Ngoài vũ lan ra Tôi không gặp được người nào khác Tôi chỉ quanh quần trong phạm vi căn phòng này Nên đã khám phá hết mọi ngóc cách Cửa sổ hình như đóng từ bên ngoài Tôi thử mọi cách nhưng không mở được Tôi đang loay hoay thì Vũ Lan bước vào Sau lưng bà ta Là một người đàn ông trung niên Mợ nhi Đây là bác sĩ Tường Bà chủ mời về để khám cho mợ Vũ Lan diễn hay thật Cười tươi đon đà giới thiệu Tôi là người chủ động thỏa hiệp với bọn họ Nên biết an phận Tôi lịch sự chào hỏi Chào bác sĩ. Bà ngồi xuống đó để bác sĩ khám cho. Dạo này mợ chán ăn nên bà chủ lo lắng. Không biết sức khỏe có vấn đề gì không, thưa bác sĩ. Cô có áp lực chuyện gì hay không? Mợ nhì đang muốn nhanh chóng mang thai. Chắc là mợ ấy đang lo lắng quá. Bác sĩ hỏi tôi câu nào. Bà Lan đều đớp lấy và trả lời thay cho tôi. Người ngoài nhìn vào chắc ao ước. Được sống như tôi lắm, có mẹ chồng chu đáo yêu thương hết mực như thế còn gì bằng nhưng mà ai ở trong chăn mới biết chăn có giận sau khi kiểm tra cho tôi xong bác sĩ không nói kết quả ngay mà theo vũ lan ra ngoài tôi tự biết mình không mang thai nên tâm lý vô cùng thoải mái còn về sức khỏe thì trước khi kết hôn tôi có đi khám tổng quát rồi không có gì quan ngại một lát sau vũ lan đem cơm trưa vào sẵn tiện thông báo với tôi ngày mai bà chủ bảo đưa cô đến bệnh viện đấy vậy là sức khỏe của tôi đủ điều kiện mang thai có phải không ừ tôi thở phào nhẹ nhõm như đang mong đợi nhanh chóng mang thai vũ lan tất nhiên rất hài lòng với thái độ này của tôi tôi ăn rồi ngủ như thường mỗi lần bà ta đưa cơm tôi đều chủ động hỏi thăm vài câu trong lúc mang thai tôi cần chú ý những gì dưỡng thai ra sao hỏi chúng trọng tâm nên bà lan này có vẻ nhiệt tình chỉ bảo cho tôi nghĩ đến sáng mai tôi được ra ngoài tôi vui mừng không ngủ được nằm thao thức mãi mí mắt không chịu sụp xuống tôi không thấy vũ đâu không biết anh ta bận thật hay mẹ chồng tôi không cho anh ta gặp tôi nữa bọn họ sắp xếp để tôi ngủ với vũ chắc chắn có lý do dương thì không có khả năng làm tôi mang thai rồi họ không nhận đứa trẻ khác bên ngoài về nuôi tôi đoán mẹ chồng muốn đứa bé phải cùng huyết thống với mình Tôi gác tay lên chán thở dài. Không biết bố mẹ và cái hân cùng với bạn thân của tôi thế nào. Họ có đang tìm tôi không? Tôi nhớ nhà. Sau khi trốn khỏi đây, chắc chắn tôi tìm chỗ nào đó lánh mặt một thời gian. Rồi sau đó ra tòa ly hôn. Tuy nhiên điện thoại của tôi lại bị mẹ chồng đập rồi. Nhưng mà tôi có lưu mấy đoạn video vào Gmail. Chỉ cần khôi phục được là tất cả xong xuôi. Sau một đêm lăn tăn, gần sáng tôi mới ngủ được. Vậy nên khi mẹ chồng vào phòng, tôi vẫn chưa dậy. Nhi, dậy đi. Ăn sáng rồi đến bệnh viện. Dạ vâng ạ. À. Tôi hé mắt nhìn thấy bà ta ăn mặc sang trọng, đang đứng cuối giường. Tôi ủi oài vén chăn ngồi dậy. Mẹ chồng mở tủ quần áo, chọn đồ cho tôi. Ra ngoài phải ăn mặc sao cho đẹp, để người ta nhìn vào mà trầm trồ khen ngợi. Gia đình chồng tôi giàu có mà Con dâu đâu thể nào xuất hiện Xoành xoàng được chứ Một bộ trang sức lấp lánh Để sẵn trên giường Cùng với bộ váy màu nút Dài qua gối Tôi nhanh chóng mặc vào Đúng là người đẹp vì lụa Nhìn không sai đâu Nhìn tôi thế này Già dáng sang trọng lắm Cầm lấy đi Mẹ chồng hài lòng đưa cho tôi một chiếc túi sách Tôi lén mở ra xem nhưng bên trong trống rỗng không có gì sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng tôi cũng được ra ngoài cảm giác của tôi lúc này mừng rỡ xen lẫn sự khẩn trương tôi theo mẹ chồng xuống cầu thang phải kìm nén lắm hai chân của tôi mới không bỏ chạy tôi rút ra kinh nghiệm rồi làm việc gì cũng đừng nên nóng vội đừng nên quá hấp tấp quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 1 của câu chuyện này. À, nói thật thì sau khi mà lắng nghe xong thì Tâm An lại cảm nhận cái anh chàng tiên vũ kia lại là một người hoàn toàn khác với gia đình của mẹ chồng cô gái tên là Nhi. Bởi vì đến cuối cùng thì người quan tâm Nhi lại chính là Vũ. Quan tâm cô chăm sóc cho cô lúc cô ốm đau nói những câu tếu đùa để khiến cho cô vui và chắc hẳn là Vũ sẽ giúp cô gái tiên nhi của chúng ta. Nhưng mà giúp bằng cách nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này để chứng kiến người mẹ chồng tàn ác và người chồng cũng tàn ác không kém sẽ làm những gì với cô gái tiên nhi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, như thường lệ thì quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh xin cảm ơn rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo